Trọng khải mạc thế chương 487, tàn sát. Tư thế tao nhã mà cao quý, chỉ thủ ở trong tay của nàng liên tục xoay tròn, bộ phàm căn bản không thể nhìn thấy được nàng ra tay lúc nào. Những con cự lan bị nàng lướt qua bên cạnh, trên cổ của chúng nó liền bắn ra máu tươi, ngã rạp trên mặt đất co giật liên hồi. Con cự lan một sừng đầu lĩnh phát hiện được sự nguy hiểm của hắc quả phụ, nó phẫn nộ ngẩng đầu rống lên hai tiếng, đàn cự lan ở xung quanh nó liền giảm tốc độ chạy, sau đó dừng lại ở trước mặt hắc quả phụ khoảng 100 mét, xếp thành một hàng ngang, giữ tận nhìn chằm chằm vào hắc quả phụ. Gào! Con cự lan một sừng bỗng nhiên trống lên một tiếng, mặt tuyết ở dưới chân liền bị cuốn lên một lượng lớn băng tuyết, giống như là có một cơn bão tuyết xuất hiện vậy. Đám cự lan còn lại cũng ngửa mặt lên trời gầm thét, lông ở trên người của bọn chúng dựng đứng lên, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhiệt độ của không khí xung quanh cấp tốc hạ thấp, xuống chỉ còn 270 độ, lạnh đến mức có cảm giác như gió đang thổi cũng bị đông cứng lại. Hắc quả phụ dẫm lên thi thể của một con cự lang, mái tóc của nàng bị đông cứng lại nhìn giống như một cục đá, nàng cảm nhận được máu tươi ở trong cơ thể của mình, cũng bị hàng khí làm giảm tốc độ lưu thông, toàn thân gần như bị đông cứng lại. Năng lực của chúng nó toàn bộ đều là hàng băng, hơn nữa còn có thể cộng hưởng năng lực với nhau. Hắc quả phụ biến sắc, nàng không ngờ được đàn cự lan chỉ mới đạt đến cấp 3 này, dĩ nhiên lại có thể nắm giữ một loại năng lực giống như nhau, hơn nữa lại còn có thể cộng hưởng với nhau, theo như nàng biết. Cộng hưởng năng lực chỉ là một loại phương thức chiến đấu ở trên lý thuyết, do những người có năng lực giống nhau, tiến hành đồng điệu tần suất năng lực của mình, đạt đến một trạng thái cân bằng nào đó, khiến cho hiệu quả của năng lực chồng chất lên nhau. Nếu như tiến hành cộng hưởng hai năng lực cấp 3, hiệu quả của năng lực mới sẽ được tăng cường đến cấp 4 mặc dù không linh hoạt cùng với ảo diệu như năng lực cấp 4 chân chính, thế nhưng mà tác dụng mà nó mang lại cũng đã vô cùng đáng sợ rồi. Mà giờ khắc này, đàn cự lan mà nàng có thể tùy tiện giải quyết đang đứng ở trước mặt nàng này, dĩ nhiên có mười mấy con có thể tiến hành cộng hưởng năng lực, hợp lực bộc phát ra năng lực hàng băng của mình, gần như không kém gì so với cường độ của năng lực hàng băng cấp 7. Không được, không thể để cho chúng nó tùy ý làm như vậy được, trước tiên phải giết chết con cự lan đầu lĩnh kia. Hắc quả phụ bên trong đôi mắt lấp lóe hàng quang, bóng người bỗng nhiên lóe lên một cái, triển khai năng lực gia tốc thời gian lên trên người của mình. Thân ảnh của nàng trong chớp mắt biến mất liền xuất hiện ở trước mắt con cự lan đầu lĩnh kia. Nhưng mà nhiệt độ ở nơi này cực kỳ thấp, hắc quả phụ vừa mới xuất hiện, toàn thân liền bị một lớp băng nhỏ đông lại. Mặc dù nàng có chiến giáp cấp s bảo vệ, thế nhưng bộ chiến giáp này cũng không phải là loại chiến giáp chuyên môn dùng để chống đỡ đối với hàng băng tác dụng làm ấm của nó cũng có hạn. Căn bản không có cách nào ngăn cản toàn bộ hàng khí xâm nhập vào trong cơ thể của nàng. Máu tươi ở trong cổ cùng với ngực của nàng đã sắp bị đông cứng, thần kinh ở cánh tay cùng với bắp đùi đã mất cảm giác. Hắc quả phụ cảm nhận được tình trạng ở trên cơ thể của mình, biết là mình sẽ không kiên trì được bao lâu nữa, nếu không ngăn cản hàng khí đang xâm nhập vào cơ thể của nàng, nàng sẽ nhanh chóng đông lại thành một cái tượng băng, sau đó sẽ bị mấy con cự lang thấp kém này dùng một trảo đập nát. Khuôn mặt của nàng vẫn cực kỳ bình tĩnh, cũng không lui lại trốn tránh, mà cầm chủy thủ vẽ ra một đường cong kỳ dị, đột nhiên phóng ra khỏi tay, cây chủy thủ màu đen bén nhọn giống như một tia chớp bay về phía con cự lang đầu lĩnh kia. Phốt! Trong gió rét vang lên một âm thanh bén nhọn, con cự lang một sừng không kịp né tránh, đang ở trong trạng thái cộng hưởng năng lực, nếu như nó cử động thân thể để tránh né, sẽ phá hỏng trạng thái cộng hưởng. Hơn nữa, chỉ là một cái chủy thủ bé nhỏ, chỉ cần không đâm trúng phải chỗ yếu hại, thì coi như là bị mũi chích mà thôi. Con cự lan một sừng vừa mới nghĩ như vậy, liền cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể của nó đang dần dần bị giảm xuống, phản phất thân thể của nó là một quả bóng bị đâm thủng, toàn thân khí huyết, sức mạnh, ý thức, linh hồn, đang bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó cướp đoạt, hút ra ngoài thân thể của nó. Giờ khắc này cũng không có một tấm gương nào, bằng không sau khi nhìn thấy nó nhất định sẽ phải hoảng sợ, toàn bộ cơ thể của nó đang nhanh chóng bị khô héo, bộ lông từ một màu trắng thuần khiết, chuyển thành một màu trắng xám tiều tụy, nguyên bản thân thể cường tráng cùng với bắp thịt trắng chắc, cũng đang dần dần trở nên teo tóp. Tế bào ở trong cơ thể nhanh chóng bị lão hóa, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi không tới 10 giây đồng hồ, nó từ một con cự lan hùng tráng, biến thành một con sói già tàn tạ. Năm tháng trôi qua tàn nhẫn tước đoạt thị lực của nó, tầm mắt của nó dần dần trở nên mơ hồ nó nhìn chằm chằm vào bóng người của hắc quả phụ muốn giơ móng vuốt lên đánh gục nàng thế nhưng tầm mắt của nó liền bị xoay ngược lại 180 độ thiên địa đảo ngược hoành nó ngã ngửa xuống mặt tuyết hắc quả phụ dùng đôi chân trần giẫm nát một xương sọ của con sói già này như giẫm nát một cái bình sứ sau đó nàng không lưng nhặt cây thủy thủ của mình lên hàng khí ở xung quanh đột nhiên mất đi nhiệt độ dần dần tăng lên Mất đi thủ lĩnh, trạng thái cộng hưởng năng lực của đàn cự lan cũng bị gián đoạn. Không có trạng thái cộng hưởng năng lực, đàn cự lan bây giờ chỉ là một đống bia ngắm ở trước mặt của Hắc Quả phụ. Hắc Quả phụ lướt qua một vòng, mấy con cự lan còn lại liền nhanh chóng ngã rạp ở trên mặt tuyết, tạo ra từng đóa từng đóa hoa hồng màu đỏ máu ở trên mặt tuyết. Lâm Siêu cùng với Bộ Phàm tiến lên, Bộ Phàm nhìn xác của đám cự lan rải rác ở khắp nơi, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nói: "Không ngờ được mấy con sói này so với nhân loại còn muốn thông minh hơn, lại có thể tiến hành cộng hưởng năng lực với nhau. Coi như có gặp phải vương thú, chúng nó cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Lâm siêu nhìn chầm chầm vào thi thể của đám sói tuyết này, dần dần nhíu mày lại, như vậy, càng có nhiều người tham gia tiến hành cộng hưởng, quy lực của năng lực càng lớn, nhưng mà tương tự độ khó tiến vào trạng thái cộng hưởng cũng sẽ tăng lên. Bình thường chỉ có thể thường xuyên phối hợp, phải hiểu thật rõ về nhau, hơn nửa năng lực cùng với đẳng cấp cũng phải giống nhau nữa mới có thể tiến hành cộng hưởng năng lực được nguy hiểm lâm siêu bỗng nhiên thay đổi vẻ mặt kéo bộ phàm lùi lại phía sau ầm ầm thung lũng tuyết phía trước bỗng nhiên nổ tung từ bên trong truyền ra một tiếng rít cào phẫn nộ tuyết động ở hai bên vách núi đổ xuống ào ào hình thành một trận tuyết lỡ hướng về phía ba người lâm siêu lâm siêu biến sắc Mang theo bộ phàm bay lên trên không trung, trận tuyết lở cao bằng hai tầng lầu cuồn cuộn lao tới. Nàng còn ở bên trong. Bộ phàm sắc mặt tái nhợt, mặc dù nàng là tiến hóa giả cấp 5, cũng khó có thể chống đối trận tuyết lở này, một khi bị cuốn vào bên trong, mặc dù sẽ không chết ngay lập tức, nhưng sẽ không có cách nào trốn thoát khỏi con quái vật đã tạo ra trận tuyết lở này. Lâm Siêu không để ý đến trận tuyết lở ở dưới chân, mà đưa mắt nhìn vào trong thung lũng tuyết chỉ thấy có một bóng dáng khổng lồ trắng như tuyết từ trong thung lũng đứng lên. Thân thể của nó cao gần 20 mét, sánh ngang với độ cao của bảy, tám chiếc trực thăng cỡ nhỏ chồng lên nhau, phản phất như là cự thú thời tiền sử vừa mới tỉnh dậy. Bên trong thung lũng hiện ra một cái đầu khổng lồ, giống như đầu của một con cá sấu đang há miệng ra 180 độ. Đây là vương thú. Bộ phàm biến sắc. Lâm siêu nhíu mày, nói, không phải vương thú bình thường, năng lực của nó rất có khả năng là hàng băng, đàn sói tuyết lúc nãy. Hẳn là do nó sinh ra. Làm sao ngươi biết? Bộ phàm choáng ván hỏi. Có thể nói như thế này, đàn sói tuyết kia bởi vì có quan hệ huyết thống anh em, vì vậy mười mấy con sói tuyết non này mới có thể dễ dàng cộng hưởng năng lực với nhau, hơn nữa bọn chúng lại nắm giữ cùng một loại năng lực, nói rõ chúng nó không chỉ có quan hệ máu mũ, mà còn có thể là được sinh ra cùng một lần lâm siêu nói ra suy đoán của mình nếu như mười mấy con sói tuyết non kia là anh em cùng một bào thai cho nên bọn chúng có thể dễ dàng cộng hưởng năng lực cũng không có gì là kỳ quái mà có thể một lần sinh ra mười mấy con ấu lan còn là quái vật có thể chất cấp a đồng thời mỗi một con đều nắm giữ năng lực hàng băng nói rõ năng lực của bản thân sói tuyết mẹ cũng chính là hàng băng hơn nữa còn đạt đến một trình độ rất cao bộ phàm nghe lâm siêu phân tích xong không khỏi lén lút liếc mắt nhìn hắn Mặc dù sau khi nghe Lâm Siêu phân tích những vấn đề này xong, nàng tự nhận là nếu cho mình thêm một ít thời gian nữa, chính nàng cũng có thể nghĩ đến, nhưng chỉ cần trong nháy mắt đã phán đoán ra được vấn đề này. Thì cần phải có sức quan sát cùng với tính cảnh giác cao cỡ nào. Nói không sai. Lúc này, có một âm thanh mát lạnh giống như băng tuyết vang lên, chỉ thấy Hắc Quả phụ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hai người Lâm Siêu, toàn thân lông tóc không hề có một chút tổn hại nào trên mái tóc đen mượt mà của nàng cũng không có dính một mảnh bông tuyết nào, nàng đang thuận tay xoay tròn chủy thủ. Hứng thú đánh giá con vương thú cự lan này, hoàn toàn không có dáng dấp căng thẳng sợ sệt, trái lại lại giống như thợ săn đang tỉ mỉ đánh giá con mồi của mình. Lâm siêu nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của nàng, trong lòng hơi động, phân phó nói, con vương thú này giao cho ngươi giải quyết, thi thể của nó mỗi người một nửa. Hắc quả phụ kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm siêu, Lúc này nàng cùng với Lâm Siêu đang là quan hệ chủ và tớ, coi như Lâm Siêu ép buộc nàng xuất thủ, nàng cũng không thể không nghe, dù sao thì ở trên phương diện vũ lực, nàng tạm thời còn chưa tìm được cách để đối phó với Lâm Siêu. Cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể chạy thoát khỏi bàn tay của Lâm Siêu, không ngờ được bây giờ Lâm Siêu lại đề nghị phân chia công bằng. Nàng đảo con mắt, bình tĩnh nói, con vương thú này quá to lớn, một mình ta ứng phó cũng có chút phiền phức, nếu như tạo thành động tĩnh quá lớn, đưa đến quái vật khác, chẳng phải là quá phiền phức, hay là chúng ta hợp lực ra tay, tốt chiến tốt thắng. Đừng lo lắng, coi như ngươi có tiêu hao hết nguồn năng lượng ở trong cơ thể, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Lâm siêu hờ hững nói. Hắc quả phụ hấp háy đôi mắt, hừ lạnh một tiếng, nói, nếu ngươi không nghe khuyến cáo của ta, thì chút nữa tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, bóng người của nàng liền lóe lên một cái, chủ động bay về phía con vương thú cự lan kia. Không. Vương thú Cự Lan tức giận ngửa mặt lên trời rít cào, sự phẫn nộ mãnh liệt hiện rõ ở trên khuôn mặt của nó. Nó há miệng làm lộ ra đôi hàm răng sắc bén, phản phất như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cắn nát tất cả mọi thứ. Bên trong con ngươi màu lục bích của nó đã bắt chết lấy ba nhân loại ở trước mặt. Đây là một chủng tộc mà nó căm ghét đến cực điểm. Sau khi gầm khẽ một tiếng, tứ chi của nó đột nhiên vẫn sức lao tới, toàn bộ băng sơn quanh một tiếng chìm xuống hàng khí đông cứng cả thiên địa. Trên mặt tuyết mọc ra vô số các cột băng sắc bén dài mười mấy mét, không có một chút quy luật nào đột nhiên phóng ra tứ phía. Hắc quả phụ bên trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn cùng với sát ý, ngay khi mấy cột băng này sắp chạm vào người của nàng. Nàng liền lách qua một bên né tránh, thân thể nhẹ nhàng bồng bềnh trong không trung giống như một cọng lông chim màu đen vậy. Bộ phàm cầm lấy cánh tay của Lâm Siêu, giữ vững thân thể ở trên không trung, lo lắng hỏi, chỉ có một mình nàng lên, sẽ mất rất nhiều thời gian, thật sự không cần chúng ta ra tay hay sao? Lâm siêu nhìn thấy hắc quả phụ đang linh hoạt né tránh gai băng đồng thời nhanh chóng tiếp cận với vương thú cự lan, ánh mắt lóe sáng nói, chúng ta còn việc khác phải làm. Việc khác? Con vương thú cự lan này nếu như là giống cái, như vậy phụ cận có thể sẽ có một con đực, dù sao đại đa số quái vật trên đất liền, cũng rất ít loài có thể sinh sôi đơn tính. Lâm Siêu cũng không tiếp tục nhìn hắc quả phụ chiến đấu cùng với con vương thú cự lan kia nữa. Mà là đem sự chú ý của mình khuếch tán ra xung quanh. Bộ phàm nhất thời ngẩn người, chính mình dĩ nhiên lại quên một điểm trí mạng như vậy. Hơn nữa, theo như tập tính bản năng của chúng nó. Lâm Siêu tiếp tục giảng giải cho nàng, chỉ có ở trong hoàn cảnh tốt đẹp, thức ăn dồi dào, thì chúng nó mới sinh nở với số lượng lớn, mà bằng vào sức ăn của vương thú mà nói, mỗi lần ăn phải tối thiểu hai con quái vật cấp A thì mới có cảm giác no bụng. Nếu như vương thú ở một khu vực nào đó săn mồi lâu dài, như vậy sẽ tạo thành sự uy hiếp cho đám quái vật khác, đám quái vật này sẽ tìm cách chạy ra khỏi khu vực này. Nếu như toàn bộ đám quái vật khác chạy đi, khu vực đó sẽ trở thành phế tích, nhưng từ việc nó tùy ý sinh ra một đàn sói non này mà nói, nó hình như cũng không lo lắng về điểm này. Nói rõ chúng nó biết có một khu vực có thể đi săn lâu dài, mà nhìn xung quanh đây khu vực đi săn ổn định chỉ có một chỗ là ở trong biển bộ phàm hưng phấn nói bởi vì nàng rốt cục cũng đã trả lời được một câu mà cảm thấy cao hứng đồng thời lần thứ hai đối với lâm siêu cảm thấy kính phục vốn tưởng rằng hắn chỉ là một người có sức mạnh chiến đấu kinh người mà thôi không ngờ được sức quan sát của hắn lại nhạy bén đến như vậy chẳng trách hắn không cần nhờ vào căn cứ nào bồi dưỡng cả chỉ cần dựa vào chính mình cũng có thể nắm giữ được sức mạnh đáng sợ như thế Lâm siêu khẽ gật đầu, nói, hải quái di chuyển trong một phạm vi rất rộng, vì lẽ đó coi như con vương thú cự lan này có đi săn ở một vùng biển cố định nào đó, cũng sẽ có mấy con hải quái khác không biết chuyện bơi đến nơi này. Ừm. Bộ phàm quét nhìn chu vi xung quanh, thả ra một phần ánh sáng màu đen bao quanh thân thể, nói, động tĩnh lớn như vậy, con vương thú đực kia cũng nên sớm xuất hiện rồi. Lâm siêu không hề trả lời, trên thực tế hắn còn giữ lại một chút không nói, tài nguyên ở trong biển rất phong phú, có thể sản sinh ra hai con vương thú cự lan, tự nhiên cũng sẽ sản sinh ra nhiều loại vương thú khác. Nói cách khác, ở trong mảnh băng tuyết bắc cực này, số lượng vương thú phải nhiều hơn đất liền gấp mấy lần, thậm chí còn nhiều hơn. Thống lĩnh Bên trong con ngươi xanh nhạt của Bớt hiện ra bóng dáng mơ hồ của hắc quả phụ cùng với một con sói khổng lồ, trên mặt của hắn lộ ra ý cười, nói, gia tộc Tri Chu đã sa sút rồi sao, vị hắc quả phụ này thật sự cũng không hiểu chuyện mà, dĩ nhiên lại đi trêu chọc con vương thú băng lan kia, lẽ nào nàng không biết. Nơi đó là một cái ổ sói hay sao, vương thú cũng không phải là chỉ có một con nha. Mongolia khẽ cười nói, gia tộc Tri Chu đa số đều nắm giữ năng lực, thời gian, mặc dù trong tương lai tiềm năng phát triển rất lớn, thế nhưng hiện nay gia tộc của nàng chủ yếu chỉ có một năng lực, thời gian, về một vài phương diện mà nói sẽ không linh hoạt được như chúng ta, hơn nữa còn rất dễ bị người khác nhắm vào. Vị tiểu thứ hắc quả phụ này cũng không giống như ngươi, có thể khống chế tuyết trùng làm trạm gác ngầm đâu. Cho dù vậy, cũng quá ngu xuẩn, phỏng chừng trong lúc nàng còn đang chém giết với con vương thú băng lan kia, liền có thêm một con vương thú băng lan khác trở về, hai con hợp lại cùng đánh một mình nàng, hì hì. Cho dù vị tiểu thư hắc quả phụ này có mạnh mẽ đến cỡ nào, cũng chỉ là một tiến hóa giả cấp 5. Cùng với hai con vương thú cấp 7 cách biệt rất xa, có thể giữ mạng được là tốt lắm rồi." Ba ba tốt xinh đẹp kiều mị che miệng khẽ cười nói. Agaret cười nhạt một tiếng, "Bây giờ xem ra, chúng ta cũng không cần ở đây mai phục nữa, trực tiếp quay trở lại thôi, vốn chúng ta chẳng muốn tốn sức đi chém giết hai con vương thú kia, hiện tại đã có người thay chúng ta làm việc, chúng ta cũng không cần phải khách khí." Trâu Cờ nghe thấy phía ở phía bờ biển đột nhiên truyền tới một tiếng nổ kinh thiên, không khỏi dừng bước lại, liền lấy kính viễn vọng ở trong người ra nhìn lập tức nhìn thấy ở mười mấy dặm phía trước ở trên một ngọn núi tuyết, có một lượng lớn tuyết bị hất tung lên trên không trung. Bên trong lớp tuyết bị cuốn lên mơ hồ có một bóng dáng to lớn màu đen. Lẽ nào là tuyết lỡ? Có một người trong tiểu đội tinh anh mười người ở phía sau lưng Joker cờ kinh ngạc hỏi. Một người khác liền nằm sấp áp tai vào trên mặt tuyết nghe ngóng, bỗng nhiên ngẩng đầu nói là tiếng gầm, hơn nữa là tiếng gầm của quái vật đất liền, hẳn là gấu bắt cực tiến hóa thành quái vật, hoặc là sói bắt cực tại sao không phải là rắn biển rắn biển có thể tiến hóa thành quái vật lưỡng cư bên trong đám hải quái cũng là một loại quái vật cực kỳ đáng sợ có người đưa ra suy đoán người kia lắc đầu quả quyết nói tiếng gầm này mật độ âm thanh cực kỳ dày đặc tuyệt đối không thể là do mấy con sinh vật bò sát như rắn biển có thể phát ra thủ lĩnh chúng ta có cần đi qua xem một chút hay không tên còn lại cung kính hỏi râu cờ cờ ngưng trọng gật gù nói từ động tĩnh này mà nói chắc hẳn là có người nào đó bước vào trong lãnh địa của vương thú nếu như bọn họ còn chưa chết liền thuận tiện giúp bọn họ một tay thủ lĩnh ngươi quá nhân hậu rồi người có thể tới nơi này phân nửa đều có mục đích giống như chúng ta tìm kiếm tòa băng cung thượng cổ kia đến lúc đó đều là kẻ địch giúp bọn họ trái lại chính là tự hại mình một trung niên vẻ mặt sầu lo nói rô cờ xua tay nói không sao cứu người quan trọng hơn nói xong hắn thả kính viễn vọng xuống đi ở phía trước dẫn đường. Những người còn lại thấy rô cờ không nghe khuyên bảo, biết rõ tính tình của hắn, chỉ có thể than thầm đi theo ở phía sau, chỉ là mọi người đều cố ý giảm tốc độ bước đi, hy vọng cái tên đã chọc giận vương thú kia mau mau chết đi, đừng gây phiền phức cho bọn họ. Hoành hoành hoành. Toàn bộ mặt băng hầu như bị chia năm xẻ bảy, vô số khối băng bị phân tán ra xung quanh, từ bên trong bắn ra các cục băng sắc bén, hoặc là vô số các viên băng nhỏ bé, tốc độ cùng lực xuyên thấu của mỗi một viên băng nhỏ bằng hạt gạo này hoàn toàn không kém so với viên đạn do súng trường bắn ra hắc quả phụ đang giao chiến cùng với vương thú cự lan cũng không dám khinh thường toàn thân của nàng được bảo vệ bởi một bộ chiến giáp màu đen có vô số các sợi tơ nhỏ màu trắng bao phủ toàn bộ mặt ngoài của chiến giáp giống như một đám mạng nhện cứng cỏi chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp bình tĩnh giờ khắc này nàng đã tiếp cận đến gần con vương thú cự lan khoảng 30 mươi mét nơi này nhiệt độ vô cùng lạnh lẽo gần như làm cho mái tóc cùng với máu tươi của nàng đông lại ánh mắt của nàng nghiêm nghị không dám tới quá gần nếu như chỉ là chiến đấu cận thân nàng tự tin có thể dựa vào năng lực thời gian xuất quỷ nhập thần cùng với cây chủy thủ ở trong tay của mình ung dung chơi đùa chết con vương thú cự lan này thế nhưng con vương thú cự lan này lại cực kỳ thông minh giống như là nó có một loại trực giác thiên tính vậy vừa bắt đầu liền triển khai ra năng lực hàng băng của nó quyết đấu với nàng. Mặc dù năng lực, thời gian, cực kỳ quỷ dị, cực kỳ thâm ảo, thế nhưng lúc này bị năng lực hàng băng cấp 7 áp chế, hắc quả phụ nhất thời bị bó tay bó chân, nếu như mạnh mẽ áp sát đến gần con vương thú cự lan này, chỉ sợ trong nháy mắt, tầng phòng ngự hàng khí ở xung quanh người của nó sẽ đóng băng nàng thành một cái tượng băng. Đáng chết! Hắc quả phụ liên tục dịch chuyển, vừa tránh né cột băng cùng với vô số viên băng, vừa tìm kiếm cơ hội công kích. Cột băng sắc nhọn cùng với vô số viên băng này cực kỳ phiền phức, một khi bị bắn trúng. Coi như nàng có chiến giáp cấp S bảo vệ, cũng sẽ băng tuyết vỡ ra dính vào chiến giáp, sau đó hàng khí sẽ thẩm thấu xuyên qua chiến giáp, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của nàng, làm ảnh hưởng đến sự linh hoạt của thân thể. Hắc quả phụ ánh mắt nghiêm nghị, từ đầu đến giờ nàng cũng không có xem thường nó, nhưng biểu hiện của con vương thú cự lan vẫn làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc cùng với kiên kỵ. Sau khi chứng kiến đám sói con của mình bị chết thảm, nó vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh cẩn thận chiến đấu. Tâm trí như vậy tuyệt đối không thua bất cứ một nhân loại trưởng thành nào. Vèo. Hắc quả phụ lui lại về phía sau cách nó 100 mét, tránh né cột băng cùng với viên băng. Mặc dù nhìn thấy nàng tránh né cực kỳ ung dung, nhưng trên thực tế lại cực kỳ hung hiểm, nếu không phải nàng vừa mới lĩnh ngộ ra trường lực thời gian, nhờ vào trường lực bao phủ bản thân trong phạm vi 6 mét, tất cả mọi thứ tiến vào trong phạm vi 6 mét này đều sẽ rơi vào trạng thái tạm dừng, trừ phi là thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ. Mới có thể mạnh mẽ đột phá quy tắc ràng buộc thời gian, tiếp tục di động, thế nhưng vật này sẽ từ trạng thái tạm dừng chuyển thành trạng thái bị làm chậm. Bị trạng thái này ảnh hưởng, tốc độ di chuyển của vật thể sẽ bị giảm xuống một khoảng lớn, vì vậy nàng mới có thể ung dung tránh né vô số công kích giống như mưa sa bão táp của con vương thú cự lan này nguyên nhân chủ yếu mà nàng kiên kỵ lâm siêu cũng là do khoảng trường lực thời gian này lúc trước khi lâm siêu tấn công nàng nàng liền kinh hãi phát hiện ra trường lực thời gian bao quanh mình giống như là bị mất đi tác dụng vậy không hề tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến lâm siêu không những không có làm ngưng lại đòn công kích lâm siêu mà ngay cả việc làm chậm tốc độ công kích cũng không được như vậy chỉ có hai loại nguyên nhân một là do lâm siêu có bảo vật có thể khắc chế năng lực thời gian hoặc là lực lượng mà lâm siêu bộc phát ra đã vượt quá cực hạn mà trường lực thời gian có thể áp chế vì lẽ đó trường lực thời gian của nàng mới bị mất đi tác dụng nhưng mà muốn vượt qua sự áp chế của trường lực thời gian phải có một sức mạnh khủng khiếp đến cỡ nào cho nên nàng đoán là ở trong tay của lâm siêu có bảo vật có thể khắc chế được năng lực thời gian của nàng loại bảo vật này mặc dù quý giá nhưng bằng vào sự giàu có của lâm siêu mà nói có một cái cũng không có gì là kỳ quái hô Hắc quả phụ khẽ hít vào một ít hàng khí, hàng khí chui vào bên trong lá phổi của nàng, kích thích toàn bộ tế bào ở trong cơ thể của nàng. Nàng nhìn chầm chầm vào trên người của con vương thú cự lan kia, năng lượng ở trong cơ thể của nàng đã không còn nhiều, cứ tiếp tục bị nó tiêu hao thì chắc chắn sẽ phải chết, thông qua tính toán của nàng. Nàng biết mình chỉ còn có một cơ hội xuất thủ, nếu như lần xuất thủ này cũng không giết chết được nó, nàng sẽ bị đông lại thành một cái tượng băng, sau đó bị nó đập nát. Vẹn, vẹn chỉ còn một cơ hội xuất thủ, nhất định phải công kích vào điểm chí mạng của Vương thú Cự Lan, hơn nữa còn phải là một đòn lấy mạng, không thể để cho nó có cơ hội thở dốc, bằng không chính mình sẽ tiêu đời. nàng liếm khóe miệng một cái, cũng không hề cảm thấy sợ sệt, trái lại còn có một loại cảm giác run rẩy hưng phấn, đối với một sát thủ mà nói, còn một lần cơ hội ra tay, cũng đã rất đáng để vui mừng vì lẽ đó, trong lúc tránh né vô số băng tiễn, băng trùy của Vương thú Cự Lan, nàng cũng nhanh chóng lấy ra một bình thuốc mà nàng vẫn luôn cất giấu ở trong người. Đây là một bình thuốc màu tím dài 3cm, bên trong có chứa một loại chất lỏng màu đỏ. Đây là từ trong khu vực nuôi nhốt của gia tộc bắt ra một con hắc quả phụ biến dị cấp 5. Mặc dù chỉ là nọc độc của hắc quả phụ biến dị cấp 5, thế nhưng nếu như có thể vận dụng thỏa đáng, tiêm vào bên trong đại não hoặc là trái tim, coi như là vương thú cấp 7, thậm chí là vương thú cấp 8, cũng sẽ trong nháy mắt bị mất mạng. Cái này cũng là một trong những lá bài tẩy của nàng, nếu như Lâm Siêu thật sự muốn cướp sạch những không gian của nàng hoặc là ép buộc nàng làm ra chuyện quá đáng, nàng không ngại đem phần nọc độc này dùng ở trên người của hắn. Hoành hoành hoành. Vô số băng tiễn cùng trụ băng sắc bén từ mặt tuyết lao ra, va và chạm vào nhau, băng tuyết bị vỡ nát ra ở trong không trung, nhiệt độ trong nháy mắt liền bị hạ thấp, hơn nữa băng tuyết li ti lấp lóe ánh sáng, cũng không có có tung bay ở trong gió, mà là hóa mấy đạo hàng quang nhỏ như mũi kim bắn mạnh về phía hắc quả phụ. Vèo. Hắc quả phụ lạnh lùng nhìn một màn này, thân thể đột nhiên biến mất, sau khi biết năng lực của Lâm Siêu là tia sáng, nàng không có ý định ngang nhiên bôi nọc độc lên chủy thủ, để đề phòng bị Lâm Siêu nhìn thấy, mà là trực tiếp nhảy vào trong một khoảng thời không khác, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này nhanh chóng bôi nọc độc lên chủy thủ. Đồng thời cất luôn bình thuốc vào trong người. Thật là đáng chết. Hắc quả phụ nắm chặt chủy thủ, nhìn thẳng vào con vương thú cự lan đang khống chế băng tuyết tấn công nàng kia mặc dù nàng đang cực lực che giấu nọc độc thế nhưng nàng biết chờ sau khi chiến đấu kết thúc lâm siêu tự nhiên có thể từ miệng vết thương của con vương thú nhìn ra lá bài tẩy của nàng coi như nàng giả bộ đánh không lại cũng chỉ giả vờ nghe lời lâm siêu mà thôi nàng cũng không muốn làm bại lộ tất cả các lá bài tẩy của mình vì thế lâm siêu mới yêu cầu nàng xuất thủ mặc kệ kết quả như thế nào cũng sẽ làm cho nàng bộc lộ ra lá bài tẩy khác của mình vì thế theo nàng căn cứ theo ý định của lâm siêu lộ ra một lá bài tẩy của nàng cho lâm siêu thấy dù sao bộc lộ ra lá bài tẩy của mình không hẳn là chuyện xấu ở một phương diện nào đó cũng là một cách để làm cho đối phương e ngại nàng cũng chưa từng nói qua với lâm siêu nàng chỉ có một lá bài tẩy không phải sao thời gian gia tốc hắc quả phụ nhanh chóng rút nguồn năng lượng ở trong cơ thể ra Giống như núi lửa phun trào mãnh liệt vậy, nàng nhanh chóng bày ra một tư thế cầm chủy thủ thích hợp nhất, sau khi nguồn năng lượng bạo phát ra, ánh sáng bảy màu từ trong đôi mắt của nàng bay ra, lấy thân thể của nàng làm trung tâm phân tán ra xung quanh. Hết thảy băng tiễn cùng với cột băng đột nhiên bất động. Ngay cả gió cũng ngừng thổi. Toàn thân hắc quả phụ được bao phủ trong một vầng sáng bảy màu, gần như trong chớp mắt thời gian ngưng động, thân thể của nàng bắn mạnh ra như một mũi tên. Thời gian Gia tốc. Gia tốc. Gia tốc. Hắc quả phụ nhìn thấy con ngươi của vương thú cự lan đang dần dần cử động. Con vương thú cự lan này kinh hãi nhìn hắc quả phụ đang lao tới với một tốc độ cực nhanh. Há mồm muốn phun ra hàng khí, nhưng mà, nó vừa há miệng ra. Còn chưa kịp phun ra hàng khí, thời gian lại đột ngột ngưng lại, nó liền há mồm bất động ở đó. Phốt. Phản phất như có cái gì đó bị vỡ tan ra con vương thú cự lan trận trừng đôi con ngươi màu xanh lục bích dữ tợn ánh mắt của nó rất nhanh liền ảm đạm máu đen ở trong miệng của nó ồng ộc chảy ra vô số băng tiễn cùng với cột băng bay đầy trời ở xung quanh cũng đột ngột dừng lại sau đó có một tiếng nổ ầm ầm vang lên thân thể khổng lồ của nó trực tiếp ngã rạp về phía trước chết chết rồi bộ phàm con ngươi co rút lại trong lòng tràn ngập sự chấn động đây chính là vương thú so với quái vật cấp s còn cao hơn hẳn hai cấp bậc hơn nữa còn đang ở sân nhà bắc cực của nó, năng lực của bản thân nó lại là hàng băng, sức chiến đấu so với vương thú ở trên đất liền không khỏi phải mạnh hơn gấp đôi. trong một khoảng thời gian ngắn muỗi cứ như vậy liền bị giết chết. lâm siêu nhìn con vương thú cự lan đã chết ngã rạp trên mặt đất, bảo tuyết xung quanh nó cũng đang dần dần tan đi, vẻ mặt âm tình bất định. mặc dù trận chiến này kết thúc cực kỳ nhanh, trước sau chỉ có khoảng một phút đồng hồ thế nhưng trình độ hung hiểm của nó không kém gì một trận đại chiến mấy ngày mấy đêm. Hầu như mỗi một giây trôi qua đều là sinh tử sống còn. Trong trận chiến ngắn ngủi mà kịch liệt này, bất kể là hắc quả phụ hay là vương thú cự lan cũng đều thể hiện ra sức mạnh cùng với ý thức chiến đấu không gì sánh kịp, đặc biệt là hắc quả phụ, một đòn cuối cùng của nàng lúc nãy, thể hiện rõ sức quan sát mạnh mẽ của nàng, từ bên trong sự công kích vô cùng vô tận của vương thú cự lan nàng mỗi một lần nhìn như đang túy ý tránh né băng tiễn cùng với vị trí dịch chuyển của nàng đều nằm trong sự tính toán của nàng sau khi nắm rõ được quỹ tích di động tứ chi của vương thú cự lan nàng liền chấp cơ hội quyết đoán ra một đòn trí mạng sức quan sát siêu cường cùng với bản lĩnh chấp thời cơ nhạy bén như vậy không thẹn là một sát thủ đỉnh cấp đôi mắt của lâm siêu nhanh chóng biến thành màu vàng giống như là đang nhìn qua một cái kính viễn vọng vậy tầm nhìn của lâm siêu được mở rộng ra có thể nhìn thấy rõ ràng được nơi vương thú cự lan đang nằm ngã rạp xuống mặt tuyết. Chỉ thấy ở bên trong cái đầu dữ tận giống như đầu cá sấu khổng lồ của nó, không ngừng chảy ra máu tươi màu đen, máu đen từ răng nanh chảy ra rơi vào trên bộ lông của nó, lập tức phát sinh ra âm thanh xì xì tăng mòn, đám lông lập tức bị hòa tan ra, máu đen rơi xuống mặt tuyết, lớp tuyết lập tức bị thiêu đốt bốc hơi bay lên không trung. Lâm siêu thu ánh mắt lại, đúng như hắn dự liệu, hắc quả phụ không chỉ dựa vào chủy thủ để giết chết con vương thú này, cho dù có xuyên thủng xương sọ cũng rất khó lập tức giết chết được vương thú, phải biết đại đa số vương thú, coi như là đầu có bị chém xuống, thân thể vẫn có thể sống tiếp trong một khoảng thời gian nữa. Hơn nữa vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, sức sống mạnh mẽ đến mức đáng sợ, thậm chí có một số loại vương thú nhuyễn thể mặc dù không nắm giữ năng lực, tái sinh, cùng với năng lực, sinh tồn, không cần đại não vẫn có thể tiếp tục sinh sống. Sau khi xương sọ của nó bị xuyên thủng, kịch độc ở trên chủy thủ trong nháy mắt đã phá hủy toàn bộ tế bào não cùng với hệ thần kinh, đồng thời thông qua máu tươi lan truyền, kịch độc nhanh chóng lan ra toàn thân của vương thú cự lan. Lúc này nó liền bị đánh gục trong nháy mắt, kịch độc như vậy, phỏng chừng chỉ có nhãn kính vương xà biến dị. Hoặc độc vật đỉnh cấp mới có đi. Lâm siêu liếc mắt nhìn chầm chầm vào phần đầu của vương thú cự lan. Phốt. Đằng sau gáy của vương thú Cự Lang đột nhiên bị phá tan ra, có một cánh tay dính đầy máu tươi từ bên trong duỗi ra, sau đó có một người bò ra bên ngoài, chính là Hắc Quả phụ. Máu đen dính đầy ở trên người của nàng, thế nhưng nàng không hề bị ảnh hưởng gì cả, có thể thấy được ở trong cơ thể của nàng có kháng thể kịch độc. Hắc Quả phụ khẽ thở ra một hơi, hất mái tóc ra phía sau, từ trên đầu của vương thú Cự lan nhảy xuống. Có một cái cột băng ở dưới chân của nàng, sau khi hạ xuống mặt tuyết cạnh cây cột băng nàng giơ bàn tay áp sát vào cột băng cột băng to lớn này nhất thời lấy một tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được cấp tốc hòa tan hóa thành nước chảy xuống mặt tuyết hắc quả phụ vung bàn tay lên quăng cột băng lên trên không trung chỉ thấy cột băng kia nhanh chóng bị hòa tan thành nước giống như nước mưa rơi xuống người của nàng nàng vui vẻ hứng nước mưa nước băng tan ra rơi xuống nhanh chóng gột rửa toàn bộ máu đen trên thân thể của nàng da thịt của nàng liền được khôi phục lại sạch sẽ trắng mịn nàng khẽ hé miệng nở nụ cười nước ngấm ở trên người của nàng đột nhiên biến mất bộ quần áo ướt nhẹp của nàng giống như vừa mới được sấy khô vậy lâm siêu âm thầm lắc đầu chỉ vì làm sạch thân thể mà nàng lại không tiếc tiêu hao một lượng lớn nguồn năng lượng trong cơ thể triển khai năng lực thời gian gia tốc chỉ riêng công đoạn tắm rửa này của nàng thôi đã tiêu hao mất phần năng lượng bằng một phần ba năng lượng tiêu hao mà lúc nãy nàng chiến đấu quả thực là không thể nói lý mà. Bộ phàm cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, mà hướng về phía Lâm Siêu hỏi, động tĩnh gây ra lớn như vậy, con vương thú đực kia vì sao còn chưa có xuất hiện. Lâm Siêu cũng âm thầm cảm thấy kỳ quái, bằng vào tốc độ của vương thú, một giây một km, một phút có thể vượt qua được quãng đường 60 km, nhưng lúc này bốn phía cũng không hề có động tĩnh gì, mặt đất một tia chấn động cũng không có, có thể thấy được con vương thú đực này đang ở cách nơi này rất xa, lẽ nào khu vực săn mồi của nó quá xa? Không thể nghe được động tĩnh ở nơi này. Còn nếu như nó ở gần đây mà không trở về, phỏng chừng là do nó không về được. Lâm siêu ánh mắt thâm trầm nói. Bộ phàm sửng sốt một lúc, nói, ngươi nói là con vương thú đực kia cũng đụng với phiền phức sao. Lâm siêu khẽ gật đầu, kéo bộ phàm hạ xuống trước thi thể của con vương thú cự lan, mở những không gian ra, ném thi thể của nó vào bên trong. Hắc Quả phụ lập tức lao tới bên cạnh Lâm Siêu, trợn mắt nói, ngươi nói không giữ lời. Lâm Siêu hừ lạnh nói, ngươi dùng độc giết chết nó, làm nhiễm độc hết huyết nhục của nó, còn muốn được chia một nửa. Ngươi? Hai mắt của Hắc Quả phụ muốn phun ra lửa, nói, nếu như không dùng độc, ta làm sao có khả năng ngay lập tức giết chết được nó, hơn nữa nơi này là bắt cực, năng lực của nó lại là hàng băng, càng kéo dài càng khó đánh, mặc dù đến lúc đó có thể giết chết nó cũng sẽ đưa đến một đám quái vật khác, ta đương nhiên chỉ có thể dùng độc. Lâm siêu đạm mạc nói, đánh không lại, ngươi có thể nhờ ta hỗ trợ, chẳng lẽ ta lại đứng nhìn ngươi chết. Hắc quả phụ thiếu chút nữa tức giận đến mức học máu, lúc trước ngươi kéo bộ phàm lùi ra phía sau rất xa, khoanh tay đứng nhìn, làm gì có ý tứ muốn hỗ trợ. Người châu Á thật là vô liêm sĩ. Nàng phẫn hận cắn răng nghiến lợi nói. Lâm siêu liếc nhìn mái tóc màu đen của nàng, nói, Ngươi cũng có một nửa dòng máu của người châu Á đấy." Hắc Quả phụ sầm mặt lại, quay đầu đi, nói, "Ngươi đừng có sỉ nhục ta." Lâm Siêu lỗ tai khẽ động đậy, nghiêng đầu nhìn về phía đông, nói, "Đám người kia lại chủ động đưa tới cửa à?" Hắc Quả phụ cũng nhanh chóng nhìn về phía đông, trong con ngươi hiện ra vòng xoáy bảy màu, từ trên ngọn núi tuyết ở phía xa xa nhìn thấy bốn thân ảnh mơ hồ đang đi tới. Chính là bốn sát thủ của Sở La Môn lúc trước. Đây là do nàng lĩnh ngộ ra được đôi mắt thời gian, có thể nhìn thấy một số hình ảnh sắp phát sinh, dựa vào đôi mắt thời gian, trong cận chiến nàng gần như có thể đánh đâu thắng đó. Ngoại trừ lâm siêu. Làm sao ngươi lại biết là bọn họ? Hắc quả phụ thu hồi ánh mắt, liếc mắt nghi ngờ nhìn lâm siêu hỏi. Lâm siêu đạm mạc nói, ta nghe tiếng bước chân liền biết, có bốn người đang đi chung với nhau, trừ bọn họ ra cũng không còn ai. Hắc quả phụ nói, vạn nhất những thế lực khác cũng chỉ phái đến có bốn người. Trừ phi những thế lực khác cũng phái tới bốn sát thủ, bằng không tiến bước chân sẽ không nhẹ như vậy. Lâm siêu đạm mạc nói. Lúc này, từ trên dốc núi có bốn bóng người đi tới, chính là mấy người Agaret cùng với Bớt phương hướng cùng tư thế mà bọn họ đi tới, cùng với hình ảnh mà hắc quả phụ dùng, đôi mắt thời gian nhìn thấy hoàn toàn tương đồng. Chà, thực sự là một mỹ nhân. Ánh mắt của Agaret rơi vào trên người của hắc quả phụ, ánh mắt của hắn sáng lên, sau đó thuận tiện nhìn lướt qua người của Lâm Siêu cùng với bộ phàm, khi nhìn thấy dáng vẻ đề phòng của bộ phàm, không nhịn được cười thoải mái nói, thật tốt, cô nàng xinh đẹp này, thế mà vẫn có thể sống sót. Bursman Tết khẽ mỉm cười, nói, hai người này cứ giao cho chúng ta. Nam làm thịt, nữ chỉ cần không chết là được, ta cũng không thích chơi thi thể ánh mắt của agareth không hề kiên kỵ mà đánh giá các bộ phận nhạy cảm ở trên người của hắc quả phụ nói nghe nói vị tiểu mỹ nữ tri chu này sử dụng năng lực thời gian của mình rất không tồi ta liền tới lĩnh giáo một hai xem như thế nào chúng ta sẽ lượt trận cho ngươi mongolia mỉm cười nói agareth khẽ gật đầu nhìn lướt qua các dấu vết chiến đấu khủng khiếp ở trên mặt tuyết nghiễm nhiên nơi này đã bị phá tan hoang trong đôi mắt của hắn lóe ra một tia nghiêm nghị có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chém chết đầu vương thú cự lan này, có thể thấy được vị hắc quả phụ này tuyệt không phải là hữu danh vô thực. Hắc quả phụ đối mặt với ánh mắt của Agareth nở nụ cười xinh đẹp, nói, từ lúc nào mà sở la môn lại trở nên không chịu được như thế, lại còn dùng một thủ đoạn sơ cấp để chọc giận người khác như vậy. Agareth vẫn giữ nụ cười khẩy ở trên mặt, cao giọng nói, ta đã sớm nghe tới đại danh của hắc quả phụ, tuyệt đối không phải là danh hiệu có thể dễ dàng thu được, bất kể là tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ ám sát hay là ý thức chiến đấu, đều phải đạt đến trình độ đỉnh cấp mới có thể được trao tặng, bây giờ để cho ta tới phân biệt thử xem. Mấy lão nhân ở gia tộc Tri Chu ánh mắt có phải đã mờ rồi hay không? Hắc quả phụ nhất thời thu lại nụ cười, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi sẽ phải hối hận. Một chọi một. Trong nụ cười của Agareth hiện ra một tia cao ngạo, nói, ba người bọn hắn sẽ không nhúng tay vào, chỉ có ta cùng với ngươi, dám không? đừng có trúng kế của hắn, hắn đang muốn chọc tức ngươi đó. Bộ phàm bước ra một bước, dùng ánh mắt phẫn nộ mà lạnh lẽo nhìn chồng chọc vào bốn người Agareth nói: vị đồng bạn của ta mà các ngươi bắt đi, nàng hiện tại ở đâu? Agareth đánh giá từ trên xuống dưới thân thể của nàng, cười tủm tỉm nói: tiểu muội muội, đừng lo lắng, chờ sau khi Kaka kết thúc xong chiến đấu, sẽ hảo hảo đến chăm sóc cho ngươi bộ phàm thấy hắn hoàn toàn không có ý tứ trả lời câu hỏi của mình phẫn nộ đến mức muốn bạo tạc chậm rãi rút thanh trường kiếm màu bạc từ trong người ra cắn răng nói súc sinh chết tiệt lâm siêu nhìn lướt qua bốn người này mỗi một người đều toát ra khí tức vô cùng sắc bén ẩn giấu ở dưới bề ngoài bình tĩnh giống như là một thanh kiếm sắc bén ở trong vỏ dáng vẻ nhìn giống như tùy ý cười nói nhưng trên thực tế đều đang âm thầm tụ lực những người này đều là sát thủ được bồi dưỡng từ nhỏ Chẳng trách mấy người lăng vũ cùng với quốc kim hương bọn họ không có cách nào có thể đối kháng, dù sao trước đây mấy người lăng vũ cũng chỉ là người bình thường, cùng với những tên sát thủ yêu nghiệt từ nhỏ đã liếm máu trên lưỡi đao này có chênh lệch quá to lớn. ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ mặt băng kịch liệt lay động, không có hề có bất cứ dấu hiệu nào báo trước. Lâm siêu, hắc quả phụ, cùng với bốn người Agaret đều ngẩn ra, sự chấn động này cực kỳ mãnh liệt, phản phất như toàn bộ băng sơn đều bị phân liệt bị đẩy lên trên cao. Là băng cung. Hắc quả phụ biến sắc mặt, có người đã tìm tới đại môn của băng cung, mở băng cung ra. Agaret nhắm mắt lại, một lát sau mới đột nhiên mở ra, trong con ngươi hiện ra một đạo tinh quang, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, hắn liếc mắt nhìn hắc quả phụ, cười lạnh nói, cô nàng tri chu, chờ sau khi đi vào băng cung ta lại đi tìm ngươi. Nói xong, hắn khẽ quát một tiếng đi, lập tức quay đầu hướng về phía phát ra sự chấn động cấp tốc lao đi đứng lại. Vèo. Lâm siêu vỗ cánh bay theo, như một cơn gió gào thét lao đến, từ trên trời hạ xuống trước mặt của bốn người Agaret, hờ hững nói, giao cô gái mà các ngươi đã bắt ra đây. Trong mắt của Agaret lóe lên hàng quang, nói, cút. ầm ầm. Băng tuyết ở dưới mặt đất bỗng nhiên dựng lên, Mongolia đứng ở phía sau cùng giơ ngón tay lên, điều khiển mười mấy mũi tên nhọn bằng băng ở dưới mặt tuyết lên, lấy một tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía của lâm siêu. Hoành hoành. Mũi tên băng lần lượt đâm thẳng vào trên người của lâm siêu, toàn bộ đều bị chiến giáp của lâm siêu chấn cho bể nát. Bớt mang tét nhíu lông mày lại, bên trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chiến giáp cấp ép. Chẳng trách lại có can đảm như thế, tên này chắc hẳn là cùng một nhóm với đám người châu Á kia, có lẽ là đầu lĩnh của bọn họ. Ba ba tốt ngã ngớn đánh giá toàn thân của lâm siêu nói. Vèo. Vèo Lúc này, hắc quả phụ cùng với bộ phàm cũng đã bay tới, bao vây bốn người sở la môn. Agaret dùng ánh mắt âm trầm lạnh lùng nhìn chăm chú vào lâm siêu, lập tức quay đầu hướng về phía hắc quả phụ nói, ngươi thật sự vì mấy người châu Á này mà xuất thủ với bọn ta. Hắc quả phụ lạnh nhạt đưa bàn tay lên khẽ vuốt ve mái tóc, nói, ngươi có thể coi là như vậy. Hàng ý ở trong mắt của Agaret tăng vọt, ánh nhìn giống như móc sắc nhìn chồng chọc vào hắc quả phụ, mấy giây sau, hắn bỗng hít vào một hơi thật sâu trên mặt lộ ra một nụ cười tàn bạo nói rất tốt các ngươi muốn lấy lại cô ta phải không đáng tiếc a à, cô ta quá yếu chơi không được mấy lần liền ngất rồi ta tiện tay liền ném nàng ở ven đường hiện tại có lẽ cô ta đã bị quái vật tha đi rồi bộ phàm nắm chặt chui kiếm tức giận run cầm cập mí mắt muốn rách cả ra nói ngươi cái tên súc sinh này agareth cười hít mắt nhìn nàng chế nhạo nói tiểu mỹ nhân cũng đừng có nóng giận nếu như ta biết lúc đó ngươi vẫn còn sống sót, ta cũng sẽ làm cho ngươi cảm thấy thoải mái. Đi chết đi. Bộ phàm bỗng nhiên rút kiếm, chém ra một đạo kiếm khí màu đen, không khí cùng với ánh sáng xung quanh giống như là bị thôn vệ vậy, nhanh chóng bay về phía Agareth. Hoành hoành hoành. Bên dưới mặt tuyết bỗng nhiên xuất hiện 7, 8 khối băng ngăn cản đạo kiếm khí màu đen. Sau khi liên tục chém xuyên qua mấy khối băng, đạo kiếm khí màu đen chỉ có thể tạo ra một vệt sâu trên khối băng thứ 8. Sau đó liền dần dần tiêu tán. Thực sự là đáng tiếc. Agareth nhìn khối băng thứ 8 ở trước mặt của hắn, cười hít mắt nói, chỉ cần mạnh hơn một tí nữa là được rồi. Cố gắng thêm một chút nữa là ngươi có thể chạm được đến ta rồi, sự phẫn nộ của ngươi còn chưa đủ a à. Tiếng ta cuối cùng hắn vừa mới thốt ra khỏi miệng, đột nhiên lại vang thêm một tiếng ta nữa. Tuy nhiên tiếng ta lần này tràn ngập sự thống khổ cùng với ngạc nhiên, âm thanh sắc bén xuyên thẳng vào màn nhĩ của mọi người tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba ba tốt đang đứng ở bên cạnh Mongolia, trên ngực lồi ra một đầu thương, cả người của nàng bị đẩy cong ra phía trước giống như là một cây cung vậy, hai mắt trợn tròn, tràn ngập sự đau đớn cùng với một tia không thể tin được. Phốc một tiếng, đầu thương đột nhiên được rút ra, ba ba tốt hai chân mềm nhũng, nàng quỳ rạp trên mặt tuyết, sau đó cả người ngã sấp ra trên mặt tuyết, máu tươi từ trong lồng ngực chảy xối xả ra mặt tuyết tất cả những thứ này đều chỉ phát sinh trong chớp mắt mấy người agareth đều không kịp phản ứng chờ đến khi nhìn thấy ba ba tốt ngã gục mới thất kinh mongolia nhanh chóng lắc người một cái ôm ba ba tốt vào trong ngực của mình dùng bàn tay chặn lại miệng vết thương của nàng máu tươi chảy ra nhanh chóng nhuộm đỏ bàn tay của hắn hàng khí tỏa ra từ bàn tay của hắn cẩn thận từng ly từng tí một đông cứng lại miệng vết thương của nàng sau đó lập tức lấy ra hai viên thuốc con nhộng màu cam ở trong người ra nhét vào trong miệng của ba ba tốt, sốt sắng nói, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Bớt bỗng nhiên rống to lên một tiếng, mau tránh ra. Mongolia giật mình ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy lâm siêu đang tầm thương đâm tới, hắn trợn trừng hai con mắt lên, gầm thét, đi chết đi. Mặt tuyết ở dưới chân bỗng nhiên nổ tung, vô số mũi tên băng sắc bén bắn mạnh ra, nhiệt độ của không khí ở xung quanh nhanh chóng bị hạ thấp, hơi nước ở trong không khí bị hắn khống chế tụ lại thành mấy giọt nước nhỏ li ti, nhanh chóng thẩm thấu vào trong miệng, mũi, tai cùng với lỗ chân lông ở trên người của Lâm Siêu. Xâm nhập vào bên trong cơ thể của Lâm Siêu. Mau đóng băng cho ta. Mongolia phẫn nộ hét lên. Hoành. Lượng nước vừa mới xâm nhập vào trong cơ thể của Lâm Siêu nhanh chóng kết tinh thành băng, sau đó cấp tốc lan tràn ra xung quanh, lan tràn vào trong mạch máu, đem máu tươi bên trong mạch máu bao trùm thành một tầng băng xương, máu tươi nhanh chóng hóa thành băng huyết đâm thủng mạch máu sau đó tiếp tục đóng băng các bộ phận khác ở trong cơ thể của lâm siêu nếu như có đủ thời gian lâm siêu cuối cùng sẽ biến thành một cái tượng băng tuy nhiên mongolia lại không có nhiều thời gian như vậy ánh sáng màu vàng kim đột nhiên lóe lên tốc độ của thanh cổ thương đột nhiên tăng lên gấp đôi mũi thương còn chưa chạm vào người của mongolia kình lực phát ra đã đâm thủng con ngươi của hắn toàn thân của mongolia co giật một hồi sau đó vẻ dữ tận ở trong mắt của hắn giống như bị đông cứng lại hắn cũng không thể làm ra bất kỳ một sự chống cự nào nữa tùy ý để cho thanh cổ thương đâm thẳng vào trong trán của hắn xuyên thủng qua xương sọ máu tươi bắn ra xung quanh vung vải ra trên mặt tuyết lâm siêu nhanh chóng rút thanh cổ thương ra đâm cổ thương vào trong mặt tuyết gột rửa máu tươi dính ở trên đầu thương lâm siêu dùng ánh mắt hờ hững nhìn lên trên người của bớt mantec cùng với agareth nếu như quốc kim hương đã chết Mấy người này cũng không cần thiết phải sống tiếp Ngươi Bớt Mantech con ngươi co rút lại Kinh hải nhìn Lâm Siêu đang từng bước một áp sát về phía mình Hỏi, ngươi là ai? Lẽ nào là thập nhị vu thần của tổ chức bàn cổ? Người chết không cần thiết phải biết Lâm Siêu nhìn Bớt Mantech giống như nhìn một người chết nói Bóng người đột nhiên lao thẳng tới Lâm Siêu triển khai năng lực tăng cường tốc độ Phối hợp với bộ chiến kỹ tốc độ ánh sáng tốc độ lúc này của hắn gần như đã sánh ngang được với thể chất cấp 7. Nếu như lại mở ra trạng thái hoàng kim hóa, tốc độ của hắn sẽ sánh ngang với thể chất cấp 8. Bằng vào tốc độ siêu nhanh như vậy, lâm siêu mới có thể thuấn sát được ba ba tốt cùng với Mongolia mà hai người bọn họ không kịp phản ứng, coi như năng lực của hai người bọn họ có ảo diệu cỡ nào, cũng chỉ có thể bị lâm siêu thuấn sát, đây chính là dựa vào thể chất mạnh mẽ nghiền ép. Ánh mắt của Agareth trầm xuống, hắn nhìn thấy lâm siêu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi liền giết chết ba ba tốt cùng với mongolia hắn liền biết mình đã nhìn nhầm tên châu á này tuyệt đối là cao thủ nhất lưu thậm chí còn không yếu hơn hắc quả phụ cùng với hắn bao nhiêu hắn chỉ thầm hận lúc trước mình không nhìn ra được đã là sát thủ thì không nên xem thường bất kỳ một người nào tuy nhiên hắn cũng biết chủ yếu là do bản lĩnh ngụy trang của lâm siêu quá cao trên người không hề để lộ ra một tia khí chất cao thủ nào hắn đã ám sát qua vô số các cao thủ đỉnh cấp, bất luận đối phương có ngụy trang như thế nào, khí tức toát ra ở trên người của bọn họ đều bị hắn phát hiện. Nhưng trên người của Lâm Siêu lại có đầy rẫy kẻ hở cùng với điểm yếu, ngay cả ánh mắt của Lâm Siêu cũng vô cùng bình thường, cho tới khi Lâm Siêu xuất thủ, khí chất mới xuất hiện sự biến hóa long trời lở đất, giống như là một con cừu nhỏ, đột nhiên lột xuống lớp lông cừu, lộ ra thân thể của một con sói. Hắn hít vào một hơi thật sâu, biết giờ khắc này tự trách cũng chỉ là chuyện vô bổ hắn liếc mắt nhìn về phía hắc quả phụ nếu như lúc trước là thế cân bằng một chọi một hắn còn có ba người mongolia ở phía sau lượt trận thế nhưng lúc này chỉ còn có một mình bớt tiến hành chiến đấu với lâm siêu hắn không tin tưởng bớt có thể chống đỡ được bao lâu một khi bớt chết đi chỉ còn một mình hắn một chọi hai chính là tuyệt cảnh sau một thời gian suy tư ngắn ngủi ánh mắt của Agareth sáng lên hắn nhìn về vị trí lâm siêu đang lao về phía burstmanet lớn tiếng nói ngươi không phải muốn lấy lại cô ta hay sao ta cho ngươi nói xong trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện thân thể của Quốc kim hương chỉ là lúc này uất kim hương cực kỳ chật vật bộ sườn xám mặt ở trên người đã bị rách tả tơi đầu tóc ngổn ngang thế nhưng từ bộ sườn xám mà nàng đang mặc ở trên người có thể thấy nàng vẫn chưa bị agares xâm phạm agares nhìn uất kim hương ở trong tay của mình âm thầm vui mừng mặc dù hắn trời sinh háo sắc thế nhưng hắn cũng không muốn ở trên mặt tuyết đùa bẩn nữ nhân huống hồ ở đây nguy hiểm tứ phía hắn mặc dù đã chơi đùa qua vô số nữ nhân thế nhưng vẫn còn sống đến hiện tại mà không có chết ở trên bụng của nữ nhân chính là dựa vào sự kiềm chế biến thái của mình ý định của hắn là tạm thời giữ lại cô nàng này sau khi trở về lại cẩn thận hưởng thụ không ngờ được lúc này cô ta lại chính là cộng cỏ cứu mạng của mình hắn cười khẩy một tiếng cầm cánh tay trắng mịn của bức kim hương quan nàng về phía một ngọn núi băng ở phía xa xa, lúc này trên người của quốc kim hương không có mặt gian chiến giáp, nếu cứ như vậy va chạm vào ngọn núi băng, coi như không chết cũng sẽ bị trọng thương tàn phế. Agaret đang đánh cược. Hắn không muốn dùng quốc kim hương để tiến hành trao đổi, chính là vì hắn không biết lâm siêu có hay không quan tâm đến cô nàng này, nếu như đối phương không để ý nhưng lại giả vờ quan tâm, sau đó đột nhiên lao tới tập kích, ngược lại hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, mà giờ khắc này đem quốc kim hương ném ra phía xa. Có thể trực tiếp biết được Lâm Siêu có hay không quan tâm đến nữ nhân này. Đây chính là một biện pháp tuyệt đối hữu hiệu nhất ở thời điểm này. Trên thực tế, hắn đã thắng cực. Lâm Siêu nhìn thấy quốc kim hương bị ném ra, biết được bằng vào tốc độ của bộ phàm rất khó có thể đuổi theo kịp, mà hắc quả phụ thì mặc dù có thể tiếp được, thế nhưng chưa chắc nàng sẽ ra tay giúp đỡ. Hắn chỉ có thể từ bỏ ý định giết chết Bớt nhanh chóng đổi hướng đuổi theo uất kim hương ngay khi uất kim hương vừa mới bay ra được 100 trăm mét lâm siêu đã đỡ được nàng agaret vừa mới nhìn thấy lâm siêu đuổi theo uất kim hương liền quát lên một tiếng đi trong con ngươi của hắn lóe lên vô số ký hiệu kỳ lạ sau khi chạm vào người của bớt mang tét liền bước ra một bước hai người bọn hắn phản phất như bước vào trong một không gian thứ nguyên vậy đột nhiên biến mất không còn tâm hơi hắc quả phụ vừa mới chuẩn bị ra tay đột nhiên ngây người bên trong mắt của nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, nàng cẩn thận quan sát phạm vi ở xung quanh mình, nhưng cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào. Lâm siêu mang quốc kim hương trở về, bên trong mắt lóe lên ánh sáng, sự vật ở trong chu vi 1.000m liền hiện lên ở trong mắt của hắn, thế nhưng cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của Agareth cùng với Burt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, bọn họ không có cách nào vượt qua khoảng cách 1.000m. Trừ phi là sử dụng bảo vật di tích, hoặc là căn bản bọn họ cũng chưa có đi xa, đang ẩn giấu ở nơi nào đó chung quanh đây. Lâm Siêu đem quất kim hương đưa cho bộ phàm, bóng người loáng một cái, đã xuất hiện ở ngoài mấy chục mét, đưa tay chụp một cái vào trong mặt tuyết, cầm một con sâu thịt trắng như tuyết lên, hướng về phía Hắc Quả phụ hỏi, ngươi có nhận ra được sinh vật này không? Hắc Quả phụ liếc mắt nhìn qua con sâu ở trong tay của hắn, lắc đầu nói, chưa từng thấy, hẳn là một loại sâu biến dị ở bắc cực. Lâm Siêu khẽ cao mày, dọc theo con đường này hắn đã nhìn thấy mấy con sâu như thế này hắn có một cảm giác là con sâu này không đơn giản chỉ là một loại sâu biến dị trầm ngâm trong chốc lát lâm siêu liền bóc chết con sâu này sử dụng tia sáng thẩm thấu vào bên trong mặt tuyết tỉ mỉ quan sát tầng tuyết động này hắc quả phụ dẫm chân nói ngươi đang tìm cái gì bọn họ khẳng định đã trốn đi băng cung đã mở ra chúng ta còn không nhanh đến đó thứ tốt ở bên trong sẽ bị người khác cướp đi hết lâm siêu trầm ngâm trong chốc lát liền thu hồi lại ánh mắt, nói, đi tới băng cung thôi, ngươi dẫn đường đi. Nói, Lâm Siêu ném thi thể của ba ba tốt cùng với Mongolia vào trong những không gian, chờ đến khi nào rảnh rỗi thì xem xét lại cẩn thận. Hắc quả phụ cũng không trì hoãn nữa, nhanh chóng đi ở phía trước dẫn đường. Bộ phàm nâng quốc kim hương lên, đi theo ở phía sau. Lâm Siêu tiến đến bên cạnh bộ phàm hỏi, tình huống như thế nào? Vết thương đã khép lại, cũng không có bị nhiễm khuẩn, đợi lát nữa chắc là sẽ tỉnh lại. Bộ phàm lộ ra một nụ cười yếu ớt nói. Lâm siêu khẽ gật đầu, từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái ống tim màu xanh, nói, đây là chất dịch chữa trị được điều chế ra từ một con vương thú có năng lực, tái sinh, có thể đẩy nhanh tốc độ khôi phục thương thế. Con vương thú mà hắn nói, chính là đà sơn vương thú. Bộ phàm cảm kích nhận lấy, nói, cảm ơn ngươi. Lâm siêu khẽ xua tay, đi đến bên cạnh hắc quả phụ. Sau khi mấy người lâm siêu rời đi khoảng 7, 8 phút, ở dưới mặt tuyết đột nhiên lay động, từ bên trong có một bàn tay thon dài nhô ra. Hô! Agaret bò từ bên trong tuyết ra, thở hồng hộc trong không khí rét lạnh, quay lưng về phía sau nói với bớt mang đang chui ra, may mà dựa vào năng lực, thần kinh, của ngươi, làm cho chúng ta rơi vào trạng thái chết giả, bằng không rất khó có thể tránh khỏi thiết bị thăm dò của bọn hắn, bất maltet cẩn thận từng ly từng tí một lít nhìn bốn phía phạm vi xung quanh nói bọn họ sẽ không mai phục ở phía trước đó chứ không có đâu agareth cười lạnh nói vị hắc quả phụ kia biết năng lực của ta là tiên đoán vì lẽ đó bọn họ sẽ không ngu xuẩn lãng phí thời gian để mai phục chúng ta hơn nữa ta mới vừa tiên đoán được bọn họ đã sắp đi tới băng cung chúng ta cũng phải nhanh chóng đi tới đó thôi bất maltet lúc này mới yên tâm khẽ thở dài nói đáng tiếc là mongolia cùng với ba ba tốt đã bị giết chết không sao mục đích mà tổ chức phái bọn họ tới là dùng để dò đường chỉ là hy sinh quá sớm mà thôi tuy nhiên cái chết của bọn họ cũng làm cho chúng ta biết một việc cái tên tiểu tử châu á kia thật không đơn giản đợi lát nữa ngươi thu thập hình ảnh cùng với tư liệu của hắn truyền về cho tổ chức xếp hắn vào danh sách hồng danh về sau nếu gặp phải người này ai có thể trốn liền trốn agareth khẽ vuốt tuyết động ở trên người ra Phân phó nói. Bersmantest khẽ gật đầu. Sau khi Agaret cùng với Bersmantest rời đi không lâu sau đó, có mấy chục bóng người lén lén lúc lúc đi tới nơi này, khi nhìn vết trách cùng với cột băng sắc bén ngổn ngang ở khắp nơi, cùng với vô số gai băng đã bị phá hủy thì tất cả đều hít vào một hơi. Cái này là động tĩnh do vương thú tạo thành hay sao? Một người khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc hỏi. Một người khác nói, quả thực chính là địa ngục hàng băng. Joker đi tới một khối băng đã bị cắt ngang, nghiêng đầu đánh giá mảnh chiến trường này. Một lát sau, sau khi xác định ở đây không có dấu vết mai phục, hắn cúi đầu nhìn vào màn hình máy thăm dò sinh vật của mình, trên màn hình cũng không hề có dấu hiệu gì. Lúc này hắn mới thả lỏng, hướng về mấy người ở phía sau nói, đi vào. Joker đi vào trong chiến trường, đánh giá các dấu vết chiến đấu ở xung quanh. Vì sao lại không nhìn thấy con vương thú kia, lẽ nào nó đã bị giết? có người không nhịn được hỏi. Các ngươi có cảm thấy có chút kỳ quái hay không, nơi này tất cả các dấu vết đều là do năng lực, hàng băng, tạo thành. Cũng không hề có một bộ thi thể nhân loại nào, lẽ nào mấy người chiến đấu với vương thú, chỉ có hai hoặc ba người. Các ngươi xem, ở đây có vết máu. Có một người chỉ vào vệt máu màu đen chảy ra từ trong miệng của vương thú cự lan nói. Rô cờ lập tức dẫn người tới. Kiệt khắc, năng lực của ngươi là nhận biết huyết thống, Ngươi xem qua một chút xem cái này là máu của sinh vật gì. trâu cờ hướng về phía một người đứng ở phía sau nói. Vâng. Một thanh niên tóc vàng bước ra khỏi hàng, ngồi xổm ở trước vệt máu màu đen, con ngươi màu xanh lam hóa thành một màu xám âm trầm. Ở trong mắt hắn, vết máu màu đen giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, đồng nặc tinh huyết, một lát sau, trong mắt của hắn liền khôi phục lại như bình thường, hắn đứng dậy ngưng trọng nói, đây chính là máu của con quái vật kia, từ sức mạnh trên vết máu của nó, chí ít nó đã đạt đến cấp 7 trung đẳng. Joker cờ khẽ gật đầu, quét một vòng chu vi khu vực chiến đấu, bỗng nhiên hắn nhìn thấy cách đó không xa có một ít dấu chân mơ hồ, trong lòng hơi động, lập tức đi tới. Có rất nhiều dấu chân, chắc hẳn là ở đây có khoảng 6, đến 7 người. Có một người trầm ngâm nói. Đội trưởng, năng lực của ngươi là mô phỏng, không phải là có thể mô phỏng lại hình ảnh hiện trường hay sao? có một người lên tiếng hỏi Joker cờ không cần người kia mở miệng cũng đã sử dụng năng lực mô phỏng của mình năng lực của hắn có thể mô phỏng lại tất cả các sự vật giống như năng lực phục chế vậy tuy nhiên cũng có chỗ khác biệt với năng lực phục chế năng lực phục chế chỉ có thể phục chế nguyên dạng mà năng lực mô phỏng lại có thể mô phỏng ra một ít tin tức mô phỏng ra tình hình xảy ra ở ngay lúc đó cùng với năng lực phục chế có khác biệt rất lớn cờ nhanh chóng đem tất cả các dấu vết cùng với các dấu hiệu xung quanh ghi nhớ vào trong đầu. Đại não của cờ giống như một cái siêu máy tính, cấp tốc tiến hành các thuật toán, giả lập ra hình ảnh ba chiều. Trong hình ảnh giả lập này có bóng dáng của vương thú cự lan, cùng với thân ảnh của mấy nhân loại. Thế nhưng thân ảnh của mấy người này lại cực kỳ mơ hồ, gần như không thể nhìn rõ được khuôn mặt của bọn họ. Một lát sau, lại xuất hiện thêm mấy người nữa, khuôn mặt của mấy người này ngược lại thì rõ ràng hơn rất nhiều, khi thấy rõ hình dáng của những người này, trong lòng của hắn nhất thời giật mình, mô phỏng liền bị cắt ngang. Người sở la môn. Hắn trầm mặt trong chốc lát, chậm rãi nói. Mấy chục người ở phía sau đột nhiên quay đầu lại nhìn nhau. Một lát sau mới có một người cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, chính là cái tổ chức kinh khủng nhất ở châu Âu của chúng ta hay sao? Trừ bọn họ ra, còn có tổ chức nào cũng được gọi là sở la môn hay sao? Một người khác khổ sở nói nghe nói sở la môn ở châu bắc mỹ cũng có phân bộ chỉ là ở nơi đó bị một thế lực bản thổ gọi là gia tộc tri chu áp chế không có cách nào phát triển một thanh niên cao to tự hồ có một chút kiến thức về các tổ chức bí ẩn nói rô cờ ánh mắt âm trầm nói không ngờ được bọn họ cũng biết về băng cung bắc cực đại tỷ để cho chúng đi đến đây dò đường chỉ sợ chỉ có thể trắng tay trở về đội trưởng chúng ta cũng phải báo cáo tình huống cho đại tỷ chứ một người trung niên mặt rộng trầm ổn nói, sở la môn cũng biết về băng cung bắc cực, nói không chừng còn có các thế lực khác cũng biết, đại tỷ thu được một phần địa đồ băng cung ở trong di tích, chắc hẳn các thế lực khác cũng có. Nếu như chúng ta muốn thu được thứ tốt ở băng cung, thì đại tỷ phải tự thân xuất mã mới được. Rô cờ sắc mặt lạnh lẽo, nói, đại tỷ trấn thủ căn cứ, làm sao có thể đến đây mạo hiểm, coi như băng cung có bị các thế lực khác thu được, cũng tuyệt đối không thể để cho đại tỷ gặp một chút rủi ro nào năng lực của đại tỷ cần thời gian cùng với tài nguyên để phát triển chờ qua mấy năm nữa coi như quái vật hải dương cũng không thể ngăn nổi bước chân của đại tỷ đó mới là thời điểm để chúng ta thành lập một nền văn minh nhân loại mới vậy chúng ta trước tiên đi thăm dò xem còn có các thế lực nào khác đại tỷ dùng quyền hạn của tổng thống mỹ thời đại trước tiến vào cơ sở dữ liệu chỉ ra được các thế lực bí ẩn ở châu Bắc Mỹ cùng với châu Nam Mỹ, lần này, có khả năng cao là toàn bộ các thế lực bí ẩn trên đất liền đều xuất hiện ở Bắc Cực, việc mà chúng ta cần làm. Chính là thăm dò rõ ràng tư liệu cùng với tình báo của các tổ chức bí ẩn này, báo cáo lại cho đại tỷ. roker trầm giọng nói. Những người khác quay mặt lại nhìn nhau, mặc dù có một số người muốn rút lui, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên nghị cùng với chấp nhất của Joker, sống lưng của bọn họ chợt tuôn ra hàng ý chỉ có thể nhắm mắt tùy tiện đáp lời giống như những người khác. Vèo. Vèo. Bên trong băng tuyết lạnh giá, Lâm Siêu đi theo phía sau Hắc Quả Phụ, cầm trong tay hai tấm địa đồ băng cung quan sát, một tấm địa đồ là đoạt được ở trong tay của Thụy Nhã, một tấm là lấy được từ trong tay của Hắc Quả Phụ, chuẩn bị tiến vào băng cung, Lâm Siêu đương nhiên sẽ không buông tha tấm địa đồ băng cung ở trong tay của Hắc Quả Phụ. Hắc Quả Phụ cũng không hề từ chối, trực tiếp đưa địa đồ băng cung cho Lâm Siêu tấm địa đồ này được lưu truyền từ xa xưa của gia tộc các ngươi à? Lâm siêu vừa nhìn vừa hỏi, tấm địa đồ này cực kỳ mềm mại, ở dưới nhiệt độ âm mấy chục độ C vẫn bóng loáng ấm áp. Hắc quả phụ cũng không quay đầu lại nói, gia tộc của ngươi không cho ngươi hay sao? Lâm siêu cũng không ngẩng đầu lên nói, ta là người bình thường. Xì. Hắc quả phụ cười xì một tiếng, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Lâm siêu so sánh một lúc, Phát hiện đường biên giới của hai tấm địa đồ này hoàn toàn không tương đồng với nhau, nên nếu nói hai phần địa đồ này được cắt ra từ một miếng địa đồ hoàn chỉnh, hắn khẽ lắc đầu, tiện tay đưa hai phần địa đồ cho bộ phàm nhìn qua một lần, sau đó thu hồi lại. Sắp đến rồi. Hắc Quả phụ tăng nhanh tốc độ di chuyển. Ở phía trước có một cơn bão tuyết lớn, làm giảm tầm nhìn của mấy người Lâm Siêu, mặc dù có năng lực tăng thị giác lên gấp mấy chục lần, cũng không có cách nào từ bên trong cơn bão tuyết kia nhìn rõ hoàn cảnh ở xung quanh. Mấy người Lâm Siêu đi vào bên trong cơn bão tuyết, sau khi đi khoảng 7, 8 phút, bão tuyết đột nhiên biến mất, hiện ra một mảnh tuyết trống trải, ở nơi này một cơn gió nhẹ cũng không có, Lâm Siêu ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời trong xanh như một chiếc gương, không hề có một đám mây nhỏ nào. Ánh mặt trời không có một chút trở ngại nào chiếu xuống mặt tuyết, tràn ngập sự ấm áp. Ngọn núi tuyết ở phía trước kia chính là vị trí của băng cung được ghi chép ở trên địa đồ. Hắc quả phụ giơ tay chỉ về phía trước. Lâm siêu nhìn theo, liền nhìn thấy một ngọn núi tuyết cao ngất ngưỡng, ánh mặt trời chiếu vào trên đỉnh núi tuyết, ánh sáng lấp lánh giống như một cái cầu vòng. À! Quốc Kim Hương đang nghe chuyện trên TV audio CV thống khổ kêu lên một tiếng, giống như là đang tỉnh lại vậy, nàng vừa mới khôi phục lại được một ít tri giác, liền mở hai mắt ra, bên trong mắt của nàng đều là sự sợ hãi, nàng bản năng giơ tay lên hạt giống ở trong giày của nàng được thôi phát nhất thời mọc ra một đóa hoa màu tím đóa hoa đang chuẩn bị tiếp tục sinh trưởng liền đột nhiên đình chỉ bởi vì nàng đã thấy rõ một người ở trước mặt lâm lâm siêu nàng khó có thể tin được nhìn chằm chằm vào lâm siêu bên trong đôi mắt trào ra nước mắt lâm siêu nhìn cô nàng có thân hình kiều mị nhưng lại có nội tâm kiên cường độc lập này khẽ thở dài nói không có chuyện gì ngươi đã an toàn rồi Quốc Kim Hương nhất thời khóc quà lên, nước mắt theo gò má chảy xuống, trong quá trình rơi xuống mặt tuyết liền đông lại thành băng, giống như trân châu rơi ở trên mặt tuyết, nàng dùng sức cực đầu, quay đầu lại nhìn bộ phàm, hỏi, mấy người lăng vũ đâu? Bộ phàm sắc mặt buồn bã, nói, bọn họ. Nàng không tiếp tục nói hết, thế nhưng Quốc Kim Hương giống như đã hiểu, bên trong đôi mắt mới vừa mới khôi phục lại được một ít thần thái, lúc này lại trở nên ảm đạm, yên lặng không nói khuôn mặt của hắc quả phụ hiện ra một tia không kiên nhẫn nhưng bởi vì có lâm siêu ở bên cạnh nàng chỉ có thể nhẫn nại nói nói xong chưa có thể đi tiếp được rồi chứ lâm siêu vỗ vỗ vào vai của quốc kim hương hướng về phía hắc quả phụ nói dẫn đường đi quốc kim hương nhìn lướt qua hắc quả phụ một cái mơ hồ cảm thấy cô nàng mặc áo đen này cực kỳ nguy hiểm nàng hướng về phía bộ phàm nhỏ giọng hỏi vị này là ai bộ phàm khẽ lắc đầu nhỏ giọng nói ta cũng không biết rõ tuy nhiên nàng rất mạnh lúc trước nàng dùng không tới một phút liền giết chết một con vương thú không tới một phút liền giết chết một con vương thú quốc kim hương chấn động sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại nàng liếc nhìn lâm siêu một cái hạ thấp giọng hỏi nàng ta cùng với lâm siêu có quan hệ gì bộ phàm nhỏ giọng nói không rõ lắm giống như là một cao thủ nước ngoài bị lâm thủ lĩnh bắt tới nàng rất nghe lời của lâm thủ lĩnh hai người các ngươi nói đủ chưa hắc quả phụ bỗng nhiên quay đầu lại lạnh lùng nói quốc kim hương cùng với bộ phàm liếc mắt nhìn nhau ngượng ngùng không bàn luận nữa sau một lúc quốc kim hương bỗng nhiên nhớ tới vấn đề mấu chốt vội vàng hỏi các ngươi làm sao tìm được ta bộ phàm liếc mắt nhìn bóng lưng của lâm siêu cười khổ nói không phải chúng ta đi tìm mà là bốn người nước ngoài kia tự đi tới nghe nàng nói bốn người nước ngoài kia là sát thủ của tổ chức sở la môn nàng không biết tên của hắc quả phụ chỉ có thể biểu môi dùng danh xưng nàng để thay thế, sau đó đem sự tình một hai kể lại. Quốc Kim Hương sau khi nghe xong mọi chuyện, vẻ mặt rất là phức tạp, nàng liếc nhìn Lâm Siêu, cay đắng nói, không ngờ được, lại phải thiếu nợ hắn một cái mạng. Bộ phàm phẫn hận nói, đáng tiếc hai tên kia chạy trốn quá nhanh, đợi lát nữa nếu như lại gặp hai người bọn hắn, bằng mọi giá phải lưu bọn hắn lại. Ừm. Quốc Kim Hương dùng sức cực đầu, hàng ý ở bên trong mắt phun trào, nàng sẽ không thể quên được tình cảnh khuất nhục bị bọn hắn bắt đi, còn có tình cảnh mấy người lăng vũ bị chết thảm nữa, mặc dù bọn nàng đã chuẩn bị tâm lý chịu chết, thế nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Mấy người bọn nàng không phải chết ở trong miệng của lũ hữu thi cùng với quái vật, mà là chết ở trong tay của chính đồng loại của mình. Đến rồi. Lúc này, hắc quả phụ liền mở miệng nói. Lâm siêu quét nhìn bốn phía, bọn họ đã đi lên trên đỉnh của ngọn núi tuyết cao ngất ngưỡng kia, từ trên đỉnh núi nhìn xuống có thể thấy được các dãy núi tuyết liên miên bất tuyệt, cũng không có gió lạnh cùng với tuyết rơi nữa, ngược lại còn vô cùng yên tĩnh, lâm sư triển khai ra thượng đế lĩnh vực. Tầm nhìn của hắn liền bao phủ toàn bộ ngọn núi tuyết này, nhất thời hắn liền nhìn thấy ở trên sườn núi bên kia, có một tòa kim tự tháp màu trắng tinh. Ở mặt sau, lâm siêu nói, đi thôi, hắc quả phụ nhanh chóng đi lên phía trước dẫn đường. Mấy người rất nhanh liền đi tới trước mặt tòa kim tự tháp màu trắng, tòa kim tự tháp cao khoảng chừng 200 mét này tự hồ như là được chế tạo bởi hàng băng, ánh sáng bị kim tự tháp phản chiếu lại cực kỳ lộng lẫy. Lâm siêu dùng thượng đế lĩnh vực, tầm nhìn bao phủ toàn bộ kim tự tháp được làm bằng băng này, nhưng cũng không hề thấy lối vào, mới hỏi hắc quả phụ, đây chính là băng cung mà ngươi nói. Hắc quả phụ đi xung quanh kim tự tháp hàng băng một vòng, nghi ngờ nói, băng cung lẽ ra phải lớn hơn rất nhiều lần, có lẽ cái này chỉ là lối vào của băng cung, phải đi vào bên trong mới có thể biết được, thế nhưng bây giờ làm sao mới có thể đi vào được. Lâm siêu nghĩ tới việc ở trên hai phần địa đồ đều không có khắc họa hình dáng của tòa kim tự tháp hàng băng này, mà chỉ là một ít con đường rắc rối phức tạp. Hẳn là đường đi ở trong băng cung, hắn trầm ngâm nói, hẳn là sẽ có cơ quan nào đó, ngươi đi tìm thử xem. Hắc quả phụ liếc mắt nhìn Lâm siêu, nghĩ thầm vì sao ngươi không tự đi tìm đi, vạn nhất là thật sự có cạm bẫy, người gặp xui xẻo cũng không phải là ngươi. Mặc dù trong lòng nàng nghĩ như thế, nhưng nàng vẫn nghiêm túc đánh giá mỗi một vị trí ở trên tòa kim tự tháp hàng băng này, nếu muốn đi vào bên trong, chỉ có một cách là tìm được cơ quan mở ra lối vào. Quốc Kim Hương nghe thấy hai người nói, dùng sắc mặt cổ quái hỏi, các ngươi chẳng lẽ không biết là lối vào của kim tự tháp, bình thường đều ở trên đỉnh hay sao? Lâm siêu ngây người hỏi, ở trên đỉnh. Đúng đấy, ở trên đỉnh có cửa vào. Quốc Kim Hương thể hiện ra vẻ mặt đương nhiên nói. Hắc quả phụ nghi ngờ nhìn nàng hỏi, làm sao ngươi biết? Trong sách tư liệu ghi chép như vậy đó, các ngươi chưa từng xem qua sách tư liệu về Ai Cập cổ hay sao? Quốc Kim Hương chớp mắt hỏi. Lâm siêu nhất thời trong lòng hơi động, Anubis không phải là người Ai Cập cổ hay sao, mà nền văn minh xây dựng nhiều kim tự tháp nhất, không phải là nền văn minh của Ai Cập hay sao? Hắn lập tức hỏi dò Anubis, Anubis lười biến nói, rốt cục cũng đã nhớ tới cẩu gia ta đúng như thế tiểu muội muội nói không sai ở trên đỉnh quả thật sẽ có cửa vào lâm siêu có chút thẹn thùng hướng về phía hắc quả phụ nói ngươi bay lên trên nhìn thử xem hắc quả phụ lầm bầm một tiếng bay lên trên đỉnh kim tự tháp gọi ra chiến giáp bao phủ toàn thân sau đó dùng hai tay đẩy khối băng ở trên đỉnh ra ầm ầm khối băng ở trên đỉnh quả nhiên bị đẩy ra di chuyển sang một bên lộ ra một lối vào hình tam giác dài 2 mét, trên khuôn mặt của hắc quả phụ lộ ra vẻ vui mừng, nàng nhìn vào bên trong, nhất thời nhìn thấy có mười mấy bóng người đang ở bên trong kim tự tháp, sau khi sửng sốt một chút, nàng lập tức nhảy vào bên trong. Lâm siêu dùng tia sáng thẩm thấu vào bên trong, sau khi thấy rõ ràng tình huống, cũng sửng sốt một chút, rồi lập tức không nói hai lời, mang theo quốc kim hương cùng với bộ phàm trực tiếp bay đến lối vào, nhưng hắn cũng không vội vã và đi vào, vạn nhất sau khi hắn tiến vào bên trong, cái lối vào này sẽ đột nhiên bị đóng lại. Hơn nữa từ bên trong lại không có cách nào mở ra được, chẳng phải là sẽ bị vây chết ở bên trong. Tình huống ở bên trong như thế nào? Lâm Siêu hướng về phía Hắc Quả phụ hỏi. Hắc Quả phụ không hề trả lời, nàng cũng vừa mới đi vào bên trong, còn đang đánh giá mười mấy người châu Âu đang đứng ở bên trong, mấy người châu Âu này nhìn thấy lối vào được mở ra, nhất thời vô cùng vui mừng, có một người lập tức nhảy lên, muốn chui ra bên ngoài. Lâm Siêu đứng ở bên cạnh lối vào, dùng tay vỗ một phát vào người của cái tên vừa nhảy lên kia, tên kia liền bị ngã sấp xuống mặt đất, hắn tức giận chửi ầm lên, đồng thời lấy ra một khẩu súng có hình dạng kỳ lạ, nhắm về phía Lâm Siêu chuẩn bị nổ súng. Lâm Siêu ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay điểm một cái, phốc một tiếng, tia xạ tuyến gamma trong nháy mắt xuyên thủng cái trán của tên người châu Âu kia, chỉ để lại một tia khói xanh bốc lên từ cái trán của hắn. Mấy người châu Âu còn lại nhất thời yên lặng, sợ hãi nhìn về phía lâm siêu cùng với hắc quả phụ các ngươi ở đây làm cái gì hắc quả phụ thấy mình cũng không cần phải ra tay nữa lúc này mới lạnh lùng mở miệng hỏi bên trong kim tự tháp một mảnh trầm mặc mấy chục giây sau một người trung niên mới âm trầm nói các ngươi nhất định cũng là vì băng cung mới đến đây băng cung thì ở phía dưới đáy của tòa kim tự tháp này muốn đi nhất định phải tiến vào lối đi ở dưới đáy mới được thế nhưng muốn đi vào phía dưới nhất định phải đánh bại người kia Nói xong, hắn chỉ về một góc khác. Nơi đó có một người máy kim loại đang đứng, giống như là một người máy trí năng nhân tạo. Người nói dối. Hắc quả phụ nhìn hắn, bóng người đột nhiên lóe lên một cái, phốc một tiếng, cái đầu của người trung niên này liền bay lên không trung, máu tươi từ phần cổ của hắn phun ra ào ào, bắn vào trên mặt của mấy người châu Âu ở xung quanh, mấy người này thét lên hoảng sợ, nhanh chóng lui lại vài bước. Hắc quả phụ giống như tử thần nhìn chầm chầm vào mấy người châu Âu còn lại, chậm rãi nói, chỉ bằng vào đám cặn bã như các ngươi, cũng dám đến băng cung tranh cướp. Nàng dùng chủy thủ chỉ về phía một người, nói, ngươi mau trả lời cho ta. Cái tên thanh niên bị chỉ trúng tỏ ra vẻ sợ hãi, lắp ba lắp bắp nói, ta, chúng ta đến đây thực sự là vì băng cung, thủ lĩnh của chúng ta đã đi xuống, còn chúng ta thì lại không có cách nào đánh bại cái tên người máy kia, vì lẽ đó bị giam ở đây, mà lối vào kim tự tháp ở bên trong không có cách nào mở ra được, một khi tiến vào. Chỉ có thể đi xuống phía dưới mới có lối thoát, nhờ, nhờ các ngươi tới mới có thể mở ra được lối vào. Nói tới chỗ này, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười gượng gạo, giống như là muốn làm hòa hoãn bầu không khí căng thẳng ở nơi đây, thế nhưng bởi vì quá mức căng thẳng cho nên nụ cười của hắn so với khóc còn khó coi hơn. Nói dối. Hắc quả phụ gần như ngay vào lúc hắn vừa mới dứt lời, Bóng người liền lóe lên một cái, chủy thủ xẹt qua một cái, đầu của thanh niên này liền rơi xuống đất, mất mạng ngay lập tức. "Ngươi, trả lời chi tiết một chút." Hắc Quả phụ tiếp tục tiện tay chỉ về phía một người. Đó là một nữ tử có dáng người rất nóng bỏng, sau khi nhìn thấy Hắc Quả phụ chỉ vào nàng, khuôn mặt của nàng nhất thời liền trắng bệch như một tờ giấy, bên trong đôi mắt của nàng tràn ngập sự hoảng sợ, hai chân liên tục run cầm cập, nàng run giọng nói, "Hắn, hắn không có nói láo." chúng ta đúng là bị vây ở chỗ này. Chúng ta đều là người của căn cứ thượng đế ở châu Âu, ta, ta. Dông dài. Hắc quả phụ hơi nhướng mày, bóng người giống như dịch chuyển xẹt qua, đầu của cô gái mỹ lệ này liền lìa khỏi cổ, bị chủy thủ của hắc quả phụ chém tới, mấy người bọn họ cũng không có chiến giáp cấp ép bảo vệ, yếu đuối vô cùng. Hắc quả phụ nhìn một vòng xung quanh, người phụ nữ kia có lẽ nói không sai, mấy người này gần như đều đeo huy hiệu có in hình chúa Giêsu, nàng tiếp tục chỉ về phía một người trung niên, lãnh đạm nói, đem những gì ngươi biết, toàn bộ nói ra cho ta. Hai chân của người trung niên này mềm nhũng, trực tiếp quỳ xuống tại chỗ, nước từ trong đũng quần của hắn lan tràn ra. Chắc hẳn là đã sợ đến mức không khống chế được tiểu tiện ra ngoài, hắn trung cầm cập trung giọng nói, ta nói, ta sẽ nói tất cả, xin ngươi đừng có giết ta, ta hướng về phía giê -xu tuyên thệ, mỗi một chữ ta nói đều là sự thật, ta bảo đảm. Nói. Hắc Quả phụ không nhịn được quát lên. Người trung niên rung lên bần bật, giống như một con cừu nhỏ bị chấn kinh, đem tất cả mọi chuyện từ lúc bọn họ đến đây nói ra hết, nội dung đại khái đều giống như mấy người lúc trước nói, chỉ là càng thêm tỉ mỉ hơn một chút, bao gồm cả việc bọn họ dùng máy bay đặc chế bay qua biển Bắc Băng Dương. Cùng với phương pháp tìm ra lối vào của kim tự tháp hàng băng vân vân. Hắc Quả phụ sau khi nghe xong liền nở ra một nụ cười xinh đẹp, nói, nói như vậy ba vị kia cũng không có nói dối ta thực sự đã trách lầm bọn họ rồi người trung niên thấy hắc quả phụ có vẻ như đã tin tưởng mình trong lòng không ngớt mừng như điên nào dám để cho nàng xin lỗi vội vã cười nịnh nói làm gì có là do bọn họ quá ngu ngốc nói chuyện cũng không nói rõ ràng đúng vậy hắc quả phụ cười dẻo nói nếu như mọi việc đã rõ ràng như vậy ta sẽ đưa các ngươi đi một đoạn đưa Đầu óc của người trung niên phản ứng có chút chậm, theo bản năng nói, sao dám làm phiền ngươi chứ, tự chúng ta có thể tự leo lên. Còn chưa nói dứt lời, âm thanh liền đột nhiên ngừng lại, đầu xoay tròn bay lên. Phốc phốc phốc. Hắc quả phụ giống như một u linh, bóng người liên tục biến mất. Mỗi lần xuất hiện chỉ để lại một loạt tàn ảnh, còn chưa kịp thấy rõ bóng dáng, nàng lại một lần nữa biến mất, chỉ có thể nhìn thấy mười mấy người châu Âu đang kinh hoàng chạy tán loạn, thế nhưng chỉ vô dụng đầu của từng người liên tục lìa khỏi cổ, máu tươi bắn ra như suối. 20 giây sau, hắc quả phụ dần dần hiện ra ở vị trí ban đầu, nàng nhẹ nhàng lắc cây chủy thủ ở trong tay, mấy giọt máu tươi rơi xuống mặt đất bên cạnh đôi chân của nàng, xung quanh chỉ còn lại mười mấy bộ thi thể không đầu, trên mặt đất có mười mấy cái đầu đang lăn lông lốc, trên khuôn mặt toàn bộ đều hiện lên sự sợ hãi cùng với kinh ngạc. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Các ngươi còn chờ cái gì? hắc quả phụ cười tủng tỉm ngẩng đầu lên hỏi bộ phàm nhìn tình cảnh tàn khốc ở bên trong khẽ cau mày hướng về phía lâm siêu nói những người kia nói ở bên trong không có cách nào mở ra lối vào nếu không cứ để cho ta lưu lại ở ngoài này đi không cần từ độ cao của tòa kim tự tháp này ít nhất phải có đến bảy tám tầng hẳn là lối vào của mỗi một tầng đều không thể mở ra từ bên trong chỉ có thể liên tục đi xuống phía dưới ngươi ở lại ngoài này cũng vô dụng Lâm siêu nhìn lướt qua mười mấy bộ thi thể ở trên mặt đất, nói, thủ lĩnh của mấy người này hẳn là không ngờ tới điểm ấy, vì lẽ đó không có đem những người này đưa vào trong những không gian của hắn, hoặc là không gian chứa đồ của hắn không chứa được vật sống. Nói xong, lâm siêu liền nhảy xuống, đôi giày dẫm lên mặt đất làm bắn lên từng tia máu. Quất kim hương nhảy xuống sát ở phía sau, đánh giá tên người máy kim loại kia, lẩm bẩm nói, hứa tư lệnh nói ở bắc cực có dị động, có lẽ là do cái này chúng ta vừa mới đến dò đường những người nước ngoài kia cũng đã sớm đến đây thăm dò với quy mô lớn xem ra hệ thống tình báo của người châu á chúng ta vẫn còn quá lạc hậu hắc quả phụ nghe nàng nói khẽ cười một tiếng nói tiểu muội muội nghe khẩu khí của ngươi tự hồ các ngươi chính là thế lực mạnh nhất ở châu á quốc kim hương ngây ngẩn nhìn lâm siêu một hồi mới lắc đầu nói chúng ta chỉ tính là thứ hai thôi ha 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 Hắc quả phụ giống như là nghe phải một sự tình cực kỳ buồn cười, che miệng cười khẽ, nói, mấy người các ngươi như vậy, đã coi như là thứ hai. Lời này mà cũng dám nói ở trước mặt của ta, nếu như các ngươi dám nói như vậy ở trên tinh võng ở khu vực châu Á, ta thật sự lo lắng căn cứ của các ngươi có thể tồn tại được đến ngày thứ hai hay không nữa. Quốc Kim Hương cả kinh nói, ngươi nói như vậy là có ý gì? Hắc quả phụ cười ha hả không để ý đến nàng, trực tiếp đi tới trước mặt tên người máy kim loại, nói, đánh bại ngươi liền có thể đi vào tầng tiếp theo hay sao, hay là phải hủy diệt ngươi mới được. Người kim loại mở miệng hờ hững nói, kẻ xâm nhập, chỉ cần kiên trì ở dưới tay của ta 30 giây, liền có thể có tư cách thông qua, có thể nhận thua giữa đường, ngươi có 3 lần cơ hội khiêu chiến, ngươi xác định có hay không tiến hành khiêu chiến. Ồ, hắc quả phụ rất hứng thú nói, bắt đầu đi. Lâm siêu, bộ phàm cùng với bức kim hương lui lại về phía sau vài bước để tránh khỏi bị chiến đấu lan đến gần ầm ầm chỉ thấy trong phạm vi 5 mét xung quanh người máy kim loại có một cái lồng năng lượng trong suốt chậm rãi xuất hiện bao phủ nó cùng với hắc quả phụ ở bên trong khi lồng năng lượng chạm vào đỉnh của kim tự tháp thì âm thanh máy móc của người máy kim loại vang lên bắt đầu tính giờ vèo nó bỗng nhiên bắn mạnh ra giống như một luồng ánh sáng màu vàng nó giơ lên hai nắm đấm mạnh mẽ đánh vào trán của Hắc Quả Phụ, về một tiếng, nắm đấm liền xuyên qua cái đầu của nàng. Hắc Quả Phụ giống như sương khói biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại tàn ảnh. Người kim loại dừng lại, đôi con ngươi được chế tạo bằng kim cương khẽ chuyển động, nhìn quét qua chu vi 360 độ, nhưng mà Hắc Quả Phụ lại giống như là bốc hơi khỏi thế gian vậy, hoàn toàn biến mất. Lâm Siêu biết, Hắc Quả Phụ đang trốn ở trong một khoảng thời không khác, đừng nói phải kiên trì 30 giây coi như 30 phút cũng không có vấn đề gì. Hô! 30 giây trôi qua, lòng năng lượng lóe lên một cái, rồi nhanh chóng biến mất. Hắc quả phụ cũng xuất hiện trở lại, hiển nhiên là do nàng đã tính toán từ trước. Người máy kim loại hờ hững nói, ngươi đã thông qua, chuẩn bị tiến hành truyền tống. Nói xong, trong con ngươi của nó bắn ra hai luồng ánh sáng, bao phủ toàn thân của hắc quả phụ, sau một khắc, thân thể của hắc quả phụ giống như bị phân giải thành vô số hạt nhỏ li ti, biến mất không còn tâm hơi. Đến phiên ta. Quốc Kim Hương bước ra một bước, nói, để ta đến thử xem, nếu như thất bại, liền phiền ngươi mang ta đi theo. Lâm siêu khẽ gật đầu. Lòng năng lượng lần thứ hai hiện ra, bao phủ một phạm vi 5 mét xung quanh. Quốc Kim Hương thương thế vừa mời khôi phục lại, mặc dù không có cách nào phát huy được trình độ giống như lúc toàn thịnh, thế nhưng đã có thể phát huy được ra bảy tám phần sức mạnh trong quá trình lồng phòng hộ xuất hiện nàng liền gọi ra cây xanh bao phủ chiến giáp của mình đồng thời ném ra xung quanh các loại hạt giống kỳ lạ những hạt giống này sau khi chạm vào mặt đất được năng lực của nàng thôi thúc trong nháy mắt cấp tốc sinh trưởng hóa thành từng cái từng cái dây leo giống như cự mãn khi bắt đầu tính giờ tất cả các dây leo đều trong nháy mắt bắn mạnh ra quấn quanh toàn thân của người máy kim loại thành một cái bánh chưng gần như không thể nhìn thấy được thân thể của người máy kim loại ở đâu nữa. Người máy kim loại kịch liệt giải dụa, sức mạnh của nó rất lớn, nhất thời có một vài sợi dây leo bị đứt đoạn, nhưng dây leo ở xung quanh thực sự quá nhiều, mấy sợi dây leo vừa bị đứt, liền có mấy sợi dây leo khác bù vào. 30 giây trôi qua, quốc kim hương ung dung hoàn thành khiêu chiến, nàng giơ tay phất một cái, tất cả dây leo nhanh chóng co rút lại, giống như một con linh xà đang lột xác thu nhỏ lại, co rút lại chỉ còn có một điểm nhỏ, biến thành hình dáng hạt giống ban đầu. Quốc Kim Hương giơ tay qua một cái, thu lại toàn bộ các hạt giống vào trong người của mình. Đến lượt ta. Bộ phàm nhìn thấy Quốc Kim Hương ung dung thông qua, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, nhanh chóng tiến lên tiến hành khiêu chiến. Ngược lại với sự ung dung thoải mái của Quốc Kim Hương, bộ phàm chiến đấu chật vật hơn rất nhiều, năng lực, thôn vệ, đối với người máy kim loại dĩ nhiên bị mất đi hiệu lực, không có cách nào thông vệ được thân thể của người máy kim loại, Nàng chỉ có thể dựa vào thể chất cùng với kỹ xảo vật lộn của bản thân để tiến hành tránh né. Đáng vui mừng chính là, người máy kim loại này cũng không triển khai ra bất kỳ một loại năng lực nào, chỉ dựa vào thể chất của bản thân để tiến hành chiến đấu, thế nhưng kỹ xảo chiến đấu của nó cực kỳ cao thâm, sánh ngang với trình độ cấp A. Bộ phàm liền rơi vào tình cảnh khổ chiến. Sau khi liên tục chịu đòn, bộ phàm rốt cục cũng kiên trì được 30 giây, đem theo thân thể đầy rẫy vết thương, truyền tống đến tầng tiếp theo lâm siêu nhìn thấy hai người đều thông qua cũng không lãng phí thêm thời gian nữa trong nháy mắt lồng năng lượng xuất hiện nâng cổ thương lên mạnh mẽ đâm ra đâm vào trên gáy của người máy kim loại lực phản chấn làm cho hai chân của nó mềm nhũng ngã quỳ ở trên mặt đất lâm siêu đá một phát vào khuôn mặt của nó người máy kim loại bị đá văng ra mạnh mẽ va chạm vào trên lồng năng lượng một lát sau nó mới bò lên được nhanh chóng lao về phía lâm siêu lâm siêu thấy không phá hủy được nó cũng chẳng muốn lãng phí sức lực nữa, thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, tránh thoát công kích, sau đó nghi người đạp nó bay ra xa, chờ nó lần thứ hai lao tới thì tiếp tục tránh né, sau đó đạp bay, 30 giây trôi qua rất nhanh, Lâm Siêu liền thuận lợi thông qua. Ngươi đã thông qua, chuẩn bị tiến hành truyền tống. Âm thanh hờ hững của người máy kim loại vang lên. Quốc Kim Hương chậm rãi mở mắt ra, đánh giá chu vi ở xung quanh, chỉ thấy diện tích của tầng này lớn hơn tầng thứ nhất một chút, cách nàng không bao xa, có hai người Trung Quốc đang đứng, một nam một nữ, tự hồ là một đôi tình nhân, đang dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá nàng. Ở một chỗ khác có bảy, tám người nước ngoài đang ngồi ở trên mặt đất, từ tướng mạo mà nói, đều là người đến từ những khu vực khác nhau, có người da đen, người do thái, người Ả Rập, lúc này đều đang dùng ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn về phía nàng. Mùi huyết tinh gây mũi từ dưới mặt đất truyền tới, rõ ràng là hai bộ thi thể của người nước ngoài, một bộ xương sọ giống như bị người ta dùng búa đập vào, ốc văng ra khắp nơi. một bộ thi thể khác ở vị trí trái tim máu thịt be bé bét. ở đây vô cùng yên tĩnh, chỉ có mùi máu tanh nồng nặc. quốc kim hương cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của mọi người, lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi. nàng nhìn lướt qua xung quanh, lập tức nhìn thấy ở một chỗ không xa, có một con chó kim loại màu vàng ba đầu, trên người không có một cọng lông nào, phản xạ ra ánh sáng rực rỡ. đó chính là kẻ trấn giữ ở tầng này âm thanh nhàn nhạt của hắc quả phụ vang lên. Một tên thanh niên da đen khẽ nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng nõn, mang theo nụ cười dễu cợt nói, ngươi thử một lần chẳng phải liền biết. Hắc quả phụ khẽ nhíu lông mày lại, bóng người lóe lên một cái, giống như dịch chuyển xuất hiện trước mặt thanh niên da đen, trong ánh mắt kinh hãi của hắn, có một cánh tay trắng miệng đang nắm chặt vào cái cổ của hắn, nhấc hắn lên giữa không trung, nàng nhẹ giọng hỏi, cha mẹ của ngươi không dạy cho ngươi hay sao, phải trả lời người khác như thế nào mới đúng hay sao? Thanh niên da đen lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn chẳng ngờ được, thiếu nữ mặc quần áo đen này lại có một sức mạnh khủng khiếp như vậy, hơn nữa một màn mà lúc nãy mà nàng vừa mới thể hiện, có khả năng rất cao là năng lực hàng đầu, không gian, ở trong truyền thuyết, hắn lập tức cầu xin tha thứ, ta sai rồi. Con chó kim loại ba đầu màu vàng kia chính là thú trấn giữ ở đây, chỉ có đánh bại nó mới có thể đi vào tầng tiếp theo, ta. Phốt, Hắc quả phụ khẽ nhếch miệng ném thân thể của thanh niên da đen lên trên không trung, cùng lúc đó cái đầu của hắn cũng rơi xuống đất. Hắc quả phụ nhìn thi thể không đầu của thanh niên da đen, bên trong mắt lộ ra một tia căm ghét, sau đó nàng quay đầu lại quét nhìn chu vi xung quanh, trên người toát ra một luồng khí tức lãnh khốc. Mọi người ở xung quanh đều câm như hến, thực lực của thanh niên da đen so với bọn họ xê xích không bao nhiêu, đều đánh không lại con chó kim loại ba đầu màu vàng kia, vì lẽ đó mới bị vây ở nơi này. Lúc này tên thanh niên da đen kia lại bị hắc quả phụ đánh giết trong chớp mắt, cũng nói rõ rằng nếu nàng muốn giết bọn họ cũng dễ như ăn cháo. Hắc quả phụ hừ lạnh một tiếng, nói, đem túi đồ chứa vật phẩm của các ngươi giao hết ra đây. Những người này đều âm thầm kêu khổ, một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí một nói, vị tiểu thư này, chúng ta bị vây ở đây, nếu như không có đồ ăn, chúng ta. Hắc quả phụ nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp giống như hoa bách hợp, khiến cho người ta cảm thấy si mê, nhưng trong nháy mắt khuôn mặt của nàng liền biến thành vẻ âm trầm, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, nói, không có đồ ăn. Liền ăn thịt người đi, ở đây không phải có rất nhiều người hay sao? Lời nói tà ác đến cực điểm. Tất cả mọi người đều ngây người. Quốc Kim Hương không đành lòng, nói, hay là thôi đi. Hắc quả phụ liếc nàng một cái, nói, cái này gọi sử dụng tài nguyên hợp lý, đám rác rưởi này chỉ xứng ở đây chết đói, ta đã rất nhân từ rồi, để cho thi thể của bọn hắn một nát ở đây, mà không phải mang về nuôi nấng mấy con vật nhỏ ở vườn gia tộc chúng ta, dù sao, theo như tình hình hiện tại, tương lai toàn cầu sẽ bộc phát nạn đói. Vương thú cũng có khả năng sẽ phải chết đói, chúng ta nhỏ yếu như vậy, làm sao có thể phung phí tài nguyên như vậy được. Quốc Kim Hương không thể phản bác được lời nào. Lúc này, bộ phàm cùng với Lâm Siêu cũng đã lần lượt đi xuống, một người trung niên ả rập bỗng nhiên đứng lên lớn tiếng nói ta sẽ liều mạng cùng với cô ta không còn túi chứa vật phẩm chúng ta sớm muộn cũng sẽ chết đói còn không bằng liên thủ lại giết chết nàng túi chứa vật phẩm của nàng khẳng định rất lớn có rất nhiều đồ ăn mỹ vị sau khi nghe lời của hắn nói mọi người nhất thời sáng mắt lên những người này đều loại người liếm máu trên lưỡi đao há có thể ngồi yên chờ chết thà liều mạng một lần còn hơn là ngồi chờ chết Lúc này mọi người đều lộ ra vẻ hung ác, từng người một đứng lên, nhìn chằm chằm vào Hắc Quả phụ. Hắc Quả phụ không hề sợ hãi một chút nào, trái lại còn nhếch miệng cười, trên thực tế, sau khi cái tên người Ả Rập kia mở miệng ra, nàng có mấy chục loại phương pháp để có thể nhanh chóng giết chết hắn, đem cuộc bạo loạn này triệt để bóp nghẹt, thế nhưng nàng lại không làm như vậy, bởi vì, như vậy mới kích thích. Lâm Siêu khẽ nhíu mày, liếc Hắc Quả phụ một cái, nói, "Ngươi rất thích đi gây sự nhỉ?" chẳng lẽ người không muốn nhanh chóng đi vào băng cung? Hắc quả phụ nhún vai nói, giải quyết một ít rác rưởi cũng tốn không bao nhiêu thời gian. Lâm siêu lường nàng một cái, hướng về những người này nói, chớ sốt sắng, ta sẽ dẫn các ngươi đi ra ngoài, ta có những không gian, bất quá có một điều kiện, các ngươi phải thoát ly khỏi thế lực của mình, đi theo ta. Hắc quả phụ thở vì phò nhìn hắn, nói, ngươi đê tiện. Lâm siêu trừng nàng một cái, tiếp tục hướng về phía những người này nói, ta không có nhiều thời gian, đồng ý liền đi vào những không gian của ta, không đồng ý thì tiếp tục ở lại nơi này. 7. Tám người nước ngoài liền quay mặt lại nhìn nhau, tên Ả Rập vừa mới lên tiếng nhìn thấy mấy người khác còn đang chần chờ, nhất thời hét lớn lên, đừng có bị lừa, bọn họ là cùng một ruột, muốn đánh vỡ sự hợp tác của chúng ta, chúng ta. Phốt. Lời nói của hắn đột nhiên ngừng lại. Một tia ánh sáng từ trán của hắn xuyên qua, bốc ra khói xanh nhàn nhạt dông dài. Lâm Lạnh lùng thu hồi lại ánh mắt, không kiên nhẫn nói, cho các ngươi thêm 3 giây đồng hồ để cân nhắc. Chúng ta đồng ý. Hai người Trung Quốc tiến lên, bên trong mắt tự hồ như có mấy phần kích động. Lâm Siêu trong lòng hơi động, nói, các ngươi biết ta là ai à? Chúng ta vừa mới nhận ra, ngài chính là Lâm Chiến thần có phải không? Cô gái trẻ căng thẳng mà kích động hỏi. Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói, vậy thì vào đi thôi nói xong đem lối vào những không gian mở ra chờ đã chàng trai trẻ hơi do dự một chút cắn răng nói kỳ thực chúng ta là người của cổ võ môn nếu như chúng ta tự ý gia nhập thế lực khác sẽ phải chịu trừng phạt hơn nữa có thể sẽ liên lụy tới ngươi vì lẽ đó nếu như không muốn phiền phức ngươi hãy đem chúng ta đi xuống tầng dưới ở nơi đó có đại sư huynh của chúng ta hắn có những không gian có thể mang chúng ta đi ra ngoài đương nhiên ta sẽ trả thù lao cho ngươi đây là túi chứa đồ của chúng ta nói xong hắn lấy ra một cái vòng tay kim loại đưa cho lâm siêu lâm siêu ánh mắt sáng lên cổ võ môn là thế lực lâu đời ở trung quốc cũng là tổ chức bí ẩn nhất ở châu á cùng với cổ môn và tổ chức bàn cổ thần bí như nhau người của cổ võ môn đã đến rồi có lẽ cổ môn và tổ chức bàn cổ cũng phái người đi hắn đẩy cái vòng tay kim loại ra nói là người thành thực thì sau này nhớ thanh toán đủ thù lao Thanh niên vui mừng nói, chắc chắn ta sẽ thanh toán đủ, thật cảm ơn ngươi, ân này tề bạch ta tuyệt đối sẽ không dám quên. Lâm siêu khẽ gật đầu, liếc nhìn cô gái trẻ kia một cái, cũng không hề muốn tra hỏi vì sao lúc nãy nàng lại ẩn giấu chuyện này, phất tay nói, đều vào đi thôi. Trên khuôn mặt của cô gái trẻ nở nụ cười có chút miễn cưỡng, sau khi nghe thấy Lâm siêu nói mới thở vào nhẹ nhõm, cùng với thanh niên kia nhanh chóng tiến vào những không gian. Sau khi đôi trai gái tiến vào, ba người nước ngoài khác cũng lục tục đi tới tiến vào trong những không gian của lâm siêu còn lại bốn người vẫn cứ do dự không quyết định lâm siêu cũng chẳng muốn chờ lâu nữa đóng những không gian lại nói đi tầng tiếp theo thôi quốc kim hương cùng với bộ phàm gật đầu đồng ý hai người liền lục tục tiến lên khiêu chiến con chó máy ba đầu màu vàng con chó máy ba đầu màu vàng này tự hồ cũng giống như người máy kim loại vậy đều không có năng lực tuy nhiên cơ sở thể chất của nó cực cao đạt đến trình độ cấp 6 đỉnh điểm Quốc Kim Hương vẫn thực hiện như ở tầng 1 vậy, quăng ra một lượng lớn hạt giống, sinh trưởng ra một đám dây leo, đem toàn bộ không gian ở bên trong lồng năng lượng vây kín lại, quấn chặt thân thể của con chó máy ba đầu màu vàng, mặc dù có mấy lần nó xém thoát ra khỏi sự trói buộc của nàng. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn miễn cưỡng kiên trì được 30 giây. Đến lượt bộ phàm thì chiến đấu lại càng thêm gian khổ, thân thể của con chó máy ba đầu màu vàng này giống như là được chế tạo từ một loại kim loại đặc biệt nào đó, bằng vào năng lực, thôn vệ, cấp 5 của nàng, ngay cả nửa điểm tác dụng cũng không có, chỉ có thể dựa vào thể chất cùng với kỹ xảo chiến đấu của bản thân để ứng phó. Nhưng hai phương diện này của nàng lại bị con chó máy ba đầu màu vàng toàn diện áp chế, sau 10 giây kiên trì, nàng không thể không chịu thua. Lâm siêu cũng không tiếp tục để cho nàng tiếp tục khiêu chiến nữa, ở trong tòa kim tự tháp này phải bảo tồn thể lực mới có thể sống được lâu hơn, cho nên hắn cũng đưa nàng vào trong những không gian. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ngươi lên trước đi." Hắc Quả phụ nói. Lâm Siêu nhìn nàng một cái, đại khái đoán được nàng muốn ở lại để làm cái gì, hắn cũng chẳng muốn để ý tới, trực tiếp đi tới trước mặt con chó máy ba đầu màu vàng, bắt đầu khiêu chiến. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, con chó máy ba đầu màu vàng liền trực tiếp nhào tới, Lâm Siêu khẽ dời bước chân, nhẹ nhàng tránh thoát công kích của nó, nâng chân đá ra một cước bàn chân được máu hoàng kim cường hóa sức mạnh, trực tiếp đá bay con chó máy ba đầu màu vàng này ra ngoài. Chờ đến khi nó bò dậy tiếp tục lao tới thì lâm siêu lại tiếp tục lắc mình tránh thoát, sau đó lại đá ra một cước. Thể chất cấp 5 phối hợp với chiến kỹ cấp S, coi như không dựa vào máu hoàng kim, lâm siêu cũng có thể ung dung đánh bại con chó máy ba đầu màu vàng này, chỉ là sẽ chật vật hơn một chút, dù sao, chiến kỹ cấp A và chiến kỹ cấp S trên lệch cực lớn, giống như phạm nhân cùng với thần linh vậy. Mặc dù con chó máy ba đầu màu vàng này có thể chất đạt gần đến cấp 7, thế nhưng Lâm Siêu chỉ cần dựa vào thể chất của bản thân là đã có thể kiên trì qua 30 giây. Sau khi khiêu chiến kết thúc, Lâm Siêu liền truyền tống rời đi. Bốn người nước ngoài còn lại nhìn Lâm Siêu ung dung chà đạp con chó máy ba đầu màu vàng kia, liền hối hận muốn phát điên, cao thủ như vậy muốn giết chết bọn họ căn bản là dễ như ăn cháo, đâu có cần phải dùng kế ly gián bọn họ, bọn họ hận không thể làm cho cái tên người Ả Rập đã chết kia sống lại sau đó lại mạnh mẽ đánh một trận. Bên trong đôi mắt của hắc quả phụ cũng lóe ra một tia nghiêm nghị, trên thực tế, mục đích chủ yếu mà nàng lưu lại, chính là muốn quan sát nhược điểm trong khi lâm siêu chiến đấu, thế nhưng không ngờ được, con chó máy ba đầu màu vàng thực lực không thấp này, căn bản không thể bước ra được lá bài tẩy của lâm siêu. Hoặc là lâm siêu đã bị bước ra lá bài tẩy nhưng nàng lại không biết. Trong mắt nàng lóe lên một tia ánh sáng, sau đó, ở phía sau lưng liền vang lên vài tiếng tầm ầm nàng lập tức thu hồi lại tâm tư ở trong ánh mắt quay đầu lại nhìn chỉ thấy bốn người nước ngoài còn lại đang quỳ rạp ở trên mặt đất biểu hiện ra dáng vẻ cầu xin sau đó tự động lấy ra túi chứa đồ của mình vừa mới đến tầng thứ ba lâm siêu liền nhìn thấy bóng người của quốc kim hương ngoại trừ nàng ra ở nơi này không có một người nào cả trên mặt đất chỉ có hai bộ thi thể người nước ngoài từ màu da ngâm đen của hai bộ thi thể giống như là cao thủ đến từ quốc gia đông nam á bên kia lúc này đã chết đến mức không thể chết lại trong không khí nồng nặc mùi máu tanh gây mũi quốc kim hương đi tới phía trước hai bộ thi thể ngồi xổn xuống cẩn thận xem xét khuôn mặt dần dần chuyển sang vẻ nghiêm nghị nói vết thương phân biệt ở hai vị trí trái tim cùng với cổ họng vết thương của hai người này đều giống nhau hẳn là bị cùng một người giết chết hơn nữa thân thể vẫn còn ấm phỏng chừng chỉ mới tử vong được khoảng nửa giờ lâm siêu đi tới bên cạnh nói là giết người cướp của hay sao quốc kim hương lật hai bộ thi thể lại tìm tòi từ trên xuống dưới một lần hồn nhiên không để ý đây là hai bộ tử thi gật đầu nói binh khí cùng với túi chứa đồ đã không còn toàn thân chỉ còn dư lại quần áo mà thôi nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó từ bên trong vòng tay đen thui của mình lấy ra một cái kính hiển vi loại nhỏ dùng một cái kẹp gắp ra một ít huyết nhục từ vết thương của hai bộ thi thể sau đó thả vào trong cái cốc để tiêu bản sau đó khởi động kính hiển vi một loạt đèn xanh đỏ lập tức sáng lên, sau khi phân tích một lúc liền tắt đi, quốc kim hương nhìn về phía màn hình hiển thị, bên trong mắt nhất thời lộ ra một tia hoảng sợ, nói, cường độ tế bào của bọn họ đều là 145 trở lên, bọn họ đều là tiến hóa giả cấp 5. Hơn nửa lúc trước còn có thể thông qua cửa ải của con chó máy ba đầu màu vàng để đến đây, thực lực chí ít phải tương đương với ta. Nhưng hai người bọn họ lại bị một chiêu giết chết, xung quanh không hề có một dấu vết chiến đấu nào, nói rõ ở các tầng phía dưới của kim tự tháp còn có mấy cao thủ cực kỳ đáng sợ. Lâm siêu lạnh lùng nói. Quốc Kim Hương yên lặng thu hồi lại cái kính hiển vi. Lúc này, hắc quả phụ cũng từ từ hiện ra. Lâm siêu cũng không quan sát hai bộ thi thể này nữa, mà hướng về phía Quốc Kim Hương nói, tiến vào những không gian của ta đi, kẻ trấn thủ ở tầng này, sức mạnh có lẽ sẽ sánh ngang với vương thú. Quốc Kim Hương cắn môi, Cuối cùng vẫn đồng ý đi vào trong những không gian của Lâm Siêu. Hắc Quả phụ ngồi xổm quan sát vết thương trên hai bộ thi thể, bên trong mắt lộ ra một tia đâm chiêu, nàng nâng hai bộ thi thể lên, không chút biến sắc ném vào trong những không gian của mình. Lâm Siêu hờ hững nói, lên kiêu chiến đi. Ngươi lên trước đi. Hắc Quả phụ đứng lên cười tủm tỉm nói. Lâm Siêu lạnh lùng nói, đây là mệnh lệnh, không phải là thương lượng. Thật là không có ga lăng. Ngươi cũng có thể nói là lấy đi phất mà, quá cứng nhắc sẽ không có ai yêu đâu nha." Hắc Quả phụ khẽ nở nụ cười, chậm rãi tiến đến trước mặt con hoàng kim sư tử, con hoàng kim sư tử này cũng giống như hai kẻ trấn thủ ở hai tầng trước vậy, đều được chế tạo từ một loại kim loại đặc thù. Bắt đầu khiêu chiến, Hắc Quả phụ vẫn tiếp tục nhảy vào trong một khoảng thời không khác để trốn tránh, dễ như ăn cháo hoàn thành khiêu chiến, tiến vào tầng tiếp theo. Lâm Siêu cũng không hy vọng nàng có thể kiểm tra sức mạnh của con hoàng kim sư tử này, chỉ là không muốn bị nàng nhìn thấy quá nhiều lá bài tẩy của mình mà thôi. Thông qua mấy lần giao thủ, đúng như Lâm Siêu dự liệu, con hoàng kim sư tử này có cơ sở sức mạnh cùng với tốc độ đều là cấp 7, chiến kỹ lại đạt đến đỉnh điểm cấp A, chỉ kém một tia nữa là đạt đến cấp S. Dựa vào năng lực tăng cường tốc độ, phối hợp với bộ chiến kỹ tốc độ ánh sáng, Lâm Siêu ung dung kiên trì qua 30 giây đồng hồ tiến vào tầng thứ tư. Kẻ trấn thủ ở tầng thứ tư sẽ không phải là kẻ nắm giữ chiến kỹ cấp S đâu nhỉ. Lâm siêu thầm nghĩ ở trong lòng. Lâm siêu vừa mới mở mắt ra, liền nghe thấy một giọng nói vang lên ở bên tai. Chà, lại có một gia hỏa xui xẻo tới. Người nói chuyện chính là một người Tây Ban Nha, thân thể khôi ngô, da dẻ ngăm đen, hàm răng vàng thập khiển. dáng vẻ vô cùng lôi thôi, Thế nhưng ở trong tay của hắn lại cầm một thanh chiến đao màu ám bạc bóng loáng, tạo hình tương tự với một cây mã tấu, rất là dài, có thể sử dụng bằng hai tay, tạo ra thương tiếp gấp đôi. Lâm siêu ngắm nhìn bốn phía, diện tích của tầng thứ tư càng thêm rộng rãi, cao hơn 20 mét, ngoại trừ hắn cùng với hắc quả phụ, còn có thêm 6 người, trong đó có 5 người là người ngoại quốc, chỉ có một người châu Á da vàng. Ngươi, ngươi là hắc quả phụ. Bỗng nhiên có một âm thanh nghi ngờ vang lên, đó là một thanh niên nước anh toàn thân mặc một bộ chiến giáp màu xanh quân đội kiểu dáng quần áo được may theo kiểu được người anh ưa chuộng mấy hạt mụn nhỏ ở trên cổ của hắn khẽ lay động tự hồ như đang rùng mình bốn người ngoại quốc ở bên cạnh hắn khẽ giật mình thanh niên nước anh này có thể đi tới tầng thứ tư nơi đây coi như có miễn cưỡng hợp lệ cũng sẽ không thua kém so với bọn họ bao nhiêu là tồn tại cỡ nào mới có thể làm cho hắn kinh hãi như vậy vị châu á da vàng lại khẩn trương nhìn chằm chằm vào lâm siêu sắc mặt âm tình bất định, hắn không ngờ được tên cường giả trẻ tuổi mới quật khởi ở châu Á này, cũng đi tới nơi này, nếu như có mấy người như Lâm Siêu đến đây. Lông mày của hắn ta khẽ nhíu lại, trong lòng âm thầm khổ não. Ồ! Ngươi biết ta à? Hắc quả phụ rất hứng thú đánh giá thanh niên nước Anh, ngươi là ai? Thân thể của thanh niên nước Anh khẽ run rẩy, không ngờ được lại đụng phải một vị yêu nghiệt ở đây, hắn cực lực duy trì sự bình tĩnh, thấp giọng nói, phụ thân ta là cựu điệp viên của cục điều tra 007 nước Anh, đã từng điều tra được một ít tin tức về gia tộc của ngài, vì lẽ đó ta mới có thể nhận ra ngài. Nói xong, hắn lén lút nhìn khuôn mặt của hắc quả phụ, quan sát tâm tình của nàng. Hắc quả phụ tươi cười nói, thì ra là như vậy, không ngờ được thật sự là có cục điều tra 007, ta vẫn cho rằng các ngươi chỉ có ở trên phim mà thôi, lại nói, làm sao ngươi lại có thể nhận ra được ta. Thanh niên nước Anh thầm cười khổ, Nhỏ giọng nói, mạng lưới tình báo của gia tộc Tri Chu các ngài đã từng đụng độ với cục điều tra 007 một vài lần trên toàn cầu, làm sao lại có khả năng không biết về sự tồn tại của cục điều tra 007. Hắn thế nhưng lại không biết, hắc quả phụ lại thực sự không hề biết những thứ này. Nàng dù sao vẫn còn rất trẻ. Hơn nữa kỹ năng ám sát của nàng còn được xếp vào hàng ngũ đỉnh cấp. Kỹ năng như vậy phải cần thời gian cùng với tinh lực để rèn luyện, mạng lưới tình báo của gia tộc nàng căn bản không cần đến nàng quản lý, tất cả đều giao cho những người bị đào thải ở trong gia tộc phụ trách. Các nàng là tinh anh của gia tộc cho nên chỉ cần rèn luyện kỹ năng ám sát cho thật tốt, sau đó nhận nhiệm vụ. Rồi hoàn thành nhiệm vụ là được. Ta, ta là nhìn thấy đồ án gia tộc tri chu ở trên người của ngài. Thanh niên nước anh nhỏ giọng nói. Ở bên dưới xương quai xanh của hắc quả phụ, có một đồ án tri chu màu đen, chính là dấu ấn của nàng, đại biểu thân phận hắc quả phụ của nàng thì ra là như vậy hắc quả phụ nở nụ cười nồng nặc nói ngươi biết đến thật nhiều nha thanh niên nước anh chảy đầy mồ hôi lạnh kinh sợ nói ta tuyệt đối không sẽ tiết lộ ra ngoài ta có thể tuyên thệ hơn nữa ta còn có thể cống hiến cho ngươi thật không vậy ngươi giúp ta giải quyết những người này đi hắc quả phụ nhẹ giọng nói giống như đang nói chuyện với bằng hữu của mình vậy thanh niên nước anh dù sao cũng là cường giả một phương trải qua vô số thi thể cùng với máu tươi mới bò được tới đây cũng không thể dễ dàng bị mắc câu cay đắng nói coi như muốn ta cũng không làm được một mình ta làm sao có thể đối phó được với bọn họ sắc mặt của bốn người ngoại quốc ở bên cạnh nhanh chóng thay đổi bọn họ có người là người bình thường có người là bộ đội đặc chủng hoặc là binh chủng bí mật của thời đại trước thông tin biết được so với người bình thường nhiều hơn rất nhiều tuy nhiên bọn họ lại không biết thế lực ở phía sau lưng của hắc quả phụ là gì Thế nhưng nhìn thấy điệp viên của tổ chức tình báo đỉnh cấp 007 của thời đại trước cũng không dám đụng vào, có thể thấy được đó tuyệt đối là một tổ chức bí ẩn mà mình không thể tưởng tượng được. Vị tiểu thư này, chúng ta chắc chắn sẽ không để lộ ra bí mật. Vị Tây Ban Nha lúc trước cực nhã kia trầm giọng nói, hơn nữa, chúng ta đều bị nhốt ở tầng này, từ độ cao của tòa kim tự tháp mà nói, chắc hẳn ở dưới còn khoảng 2 tầng, bằng vào sức mạnh của chúng ta rất khó có thể rời được khỏi nơi này. Đúng đấy, Coi như chúng ta có rời đi được, chúng ta cũng sẽ không tiết lộ. Không sai, hơn nữa lúc này là tận thế, thân phận của tiểu thư có bị bại lộ cũng không có vấn đề gì lớn. Bốn người nước ngoài lập tức khuyên bảo, mặc dù bọn họ không biết vị nữ tử yểu điệu giống như thiên kim tiểu thư này mạnh cỡ nào, thế nhưng đã có thể đi tới tầng này, đều không phải là người yếu, có thể tránh giao thủ thì càng tốt. Lâm siêu nhìn bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng, không nhịn được liếc mắt nhìn hắc quả phụ, nói, Ngươi nhất định cứ mỗi lần đi vào một tầng, đều muốn làm ra chuyện ồn ào hay sao? Bốn người ngoài quốc cùng với thanh niên nước Anh còn đang thương nghị liền ngẩn ra, lúc này mới ý thức được ở phía sau lưng Hắc Quả Phụ còn có một người, làm cho bọn họ kinh ngạc chính là thái độ của người này không hề có nửa điểm kính nể nào, chẳng lẽ người này cũng là một kẻ đáng sợ. Hắc Quả Phụ bất đắc dĩ nhìn Lâm Siêu, nói, mấy người này chắc chắn sẽ bị vây chết ở đây, nếu không tìm lý do giải quyết bọn họ chẳng phải là sẽ làm uổng phí hết túi chứa đồ của bọn họ hay sao? Năm người ngoại quốc nghe nàng nói xong liền ngạc nhiên, lập tức cảm thấy từng cơn ớn lạnh xuất hiện. Lâm siêu lường nàng một cái, nói, ngươi đừng có làm ô nhiễm không khí nữa. Hắc quả phụ nhún vai nói, được thôi. Nàng ngẩng đầu hướng về phía mấy người ngoại quốc nói, có nghe thấy hay không, vị này nói không muốn thấy máu, các ngươi hãy ngoan ngoãn giao ra túi chứa đồ, ta đỡ phải ra tay, các ngươi nên thức thời một chút. Thanh niên nước Anh cắn răng do dự một chút, liền lấy ra những không gian của mình đưa cho hắc quả phụ, mặc dù hắn không thể trăm phần trăm xác định được vị thiếu nữ ở trước mặt mình này chính là vị ở trong gia tộc Tri Chu mà phụ thân đã cảnh báo hay không, thế nhưng theo như phụ thân hắn kể lại, người của gia tộc Tri Chu tất cả đều là ma quỷ. Hắn không thể dễ dàng mạo hiểm, đặc biệt là dùng tính mạng để đi xác định thân phận của đối phương. Còn lại bốn người ngoại quốc thì đang quay lại nhìn nhau, có hai người còn đang do dự, một người thì im lặng không lên tiếng, còn người Trung Niên thì đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng có ép người quá mức, ta mặc kệ ngươi là cái gì Hắc Quả phụ hay là Bạch Quả phụ, chúng ta ở đây có 5 người, ngươi chỉ có một người. Muốn đánh muốn cướp, ngươi phải thể hiện ra một chút bản lãnh mới được." Hắc Quả phụ bất đắc dĩ thở dài, hướng về phía Lâm Siêu nói: "Có người muốn chết thì phải làm sao bây giờ?" Lâm Siêu không để ý đến nàng, mà đi tới phía trước quan sát kẻ trấn thủ ở tầng thứ tư này làm cho hắn kinh ngạc chính là cửa ải này cũng không phải là đánh bại người máy kim loại, mà ở trên vách tường kim tự tháp có hai cái rảnh. Bên trong có một phiến đá nhô ra, hắn khẽ cau mày, hướng về phía người châu Á da vàng hỏi, làm sao để đi xuống tầng tiếp theo. Thanh niên châu Á da vàng mắt sáng lên, nhanh chóng đáp, muốn đi tầng tiếp theo, cần phải thông qua sát hạch về sức mạnh cùng với tốc độ, hai cái rảnh này chính là cơ quan khởi động, phỏng chừng sức mạnh cùng với tốc độ phải đạt đến thể chất cấp 7, mới có thể đi xuống tầng tiếp theo. Cấp 7 sao? Lâm siêu lẩm bẩm, không ngờ được tầng này lại không có người hay thú kim loại, hắn còn đang muốn vui đùa một chút với người máy nắm giữ chiến kỹ cấp S, tôi luyện kỹ xảo chiến đấu của mình. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, chiến kỹ cấp S là một cảnh giới siêu phàm khác, coi như là trí năng nhân tạo hàng đầu cũng rất khó có thể mô phỏng ra được. Trình độ ngang với thể chất cấp 7 Nghe thanh niên da vàng nói xong, Hắc Quả phụ đang chuẩn bị đánh cướp nhất thời nhíu lông mày lại, nàng tu luyện chính là kỹ năng ám sát, về phương diện mang lực nàng lại không có bao nhiêu nghiên cứu, mà cái sát hạch này hiển nhiên lại là yêu cầu cứng nhắc, mặc dù nàng dựa vào lĩnh ngộ kỹ xảo đặc thù của mình phát lực, cũng chỉ có thể bùng nổ ra sức mạnh gấp 1.5 lần, đã là cực hạn của nàng. Cái gọi là chiến kỹ, ngoại trừ chiêu thức, quan trọng nhất chính là kỹ xảo phát lực. Nếu như hai người có khí lực tương đồng với nhau so đấu, người nào có kỹ xảo chiến đấu cao hơn có thể dễ dàng đánh bại người còn lại. Thế nhưng kỹ xảo phát lực cũng có cực hạn, thông qua bắp thịt, eo lưng, tập trung sức mạnh toàn thân vào một điểm, mặc dù có vận dụng tốt cỡ nào, cũng chỉ có thể phát huy tối đa được gấp đôi sức mạnh. Giống như một số tông sư võ học, thể chất mặc dù bình thường, nhưng lại có thể đánh nhau với 20, 30 người, dựa vào nguyên lý tứ lạng bạc thiên cân, nhưng lại không thể chống lại một người có thể chất cao hơn hắn 20, 30 lần. Nếu như so sánh một cách cứng nhắc, một tông sư võ học so đấu sức mạnh, chưa hẳn đã có thể thắng được một đại lực sĩ bình thường, thi nâng tạ, cũng chưa chắc đã hơn người bình thường được bao nhiêu, không tính mấy tông sư võ học được phim ảnh khuếch đại. Lại muốn sát hạch sức mạnh cùng với tốc độ. Hắc quả phụ nhất thời không còn tâm tư đánh cướp nữa, trên mặt hiện ra một tia buồn phiền, sát thủ cũng không phải là đại lực sĩ, cái mà nàng dựa vào chính là chỉ cần dùng một ít khí lực, phát huy ra tác dụng to lớn nhất, ví dụ như tứ lạng bạc thiên cân, hay là lấy nhu thắng cương. Mà đã là một sát thủ đỉnh cấp ở phương diện này nàng càng phát huy nó đến tận cùng, chỉ cần dùng một cọng cỏ, một cái kim châm đều có thể giết người trong vô hình, như vậy vừa có thể không tạo thành vết thương, vừa tạo thành động tĩnh rất nhỏ. Một thích khách chỉ dùng nắm đấm cùng với sức mạnh để giết người, tuyệt đối là một sát thủ thất bại. Đáng chết, nếu như thật sự sát hạch sức mạnh cùng với tốc độ, ta sẽ phải bại lộ ra lá bài tẩy khác. Hắc Quả Phụ khẽ cắn môi. Bốn người ngoại quốc nhìn thấy sắc mặt của Hắc Quả Phụ hiện ra vẻ khó coi, liền liếc nhìn nhau, trong lòng khẽ thở vào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười gằn, mới vừa rồi còn thể hiện dáng dấp của một cao thủ tuyệt thế, hiện tại ở trước sự sát hạch thể chất cấp 7, không ngờ cũng bị dọa cho bối rối. Bên trong mắt của thanh niên nước Anh lộ ra một tia nghi hoặc, lẽ nào mình thật sự đã nhìn lầm, hoặc là người này không phải là Hắc Quả Phụ, mà chỉ là một nhân vật nhỏ ở trong gia tộc Tri Chu? Ngươi tới trước đi." Lâm Siêu quay đầu lại hướng về phía Hắc Quả phụ nói. Khuôn mặt của Hắc Quả phụ trở nên âm trầm, nàng biết Lâm Siêu nói một không hai, chỉ có thể cắn môi đi tới phía trước hai cái rảnh kia, trước tiên nàng ấn xuống cái phiến đá ở cái rảnh bên trái, ầm ầm một tiếng, mấy khối gạch giống như kim loại chỉnh tề ở trên vách tường mở ra, ở bên trong lộ ra một quả cầu màu đỏ, giống như là "Bao đấm quyền anh vậy." Mời ra quyền, lấy giá trị cao nhất trong số 10 quyền bên trong vách tường truyền ra một âm thanh máy móc kỳ lạ. Hắc quả phụ có máy phiên dịch ngôn ngữ, sau khi nghe được liền hừ lạnh một tiếng, giơ bàn tay trắng miệng chém tới, lấy tay làm đao chém vào cái bao đấm, màn hình hiển thị ở bên cạnh liên tiếp nhảy số liệu, một lát trên màn hình liền hiện ra một hàng chữ, cấp 6 trung đoạn. Hắc quả phụ nheo mắt lại, bàn tay nắm lại thành quả đấm đột nhiên ra quyền, cánh tay cùng nắm đấm nhanh như một tia chớp, mạnh mẽ đấm vào cái bao đấm quyền anh. Cấp 6 thượng đoạn Hắc quả phụ tối sầm mặt lại, đòn đánh vừa nãy nàng đã dùng tới hiệu quả gia tốc thời gian, dưới hai lần gia tốc, tốc độ ra quyền của nàng tăng lên dữ dội, sức mạnh tương tự cũng được tăng lên rất nhiều, chỉ là làm cho nàng không ngờ được chính là dĩ nhiên sức mạnh tạo ra vẫn không có cách nào đạt đến cấp 7. Đáng chết, chỉ có thể triển khai ba lần gia tốc, bất quá nếu làm như vậy, xương cánh tay cũng sẽ bị gãy nát. Bên trong đôi mắt của hắc quả phụ lộ ra một tia lãnh khốc, tiếp tục đấm ra một quyền, Tốc độ ra quyền dưới sự gia tốc của thời gian tăng lên một cách dữ dội, cánh tay của nàng chỉ để lại một đạo tàn ảnh, chỉ riêng về tốc độ xuất thủ. Tuyệt đối đã đạt đến cấp 7 sơ đoạn, thậm chí là trung đoạn. Ầm. Uhm. Cấp 7 sơ đoạn. Trên màn hình hiển thị ra kết quả. Hắc Quả phụ khẽ thở vào nhẹ nhõm, từ bên trong những không gian của mình lấy ra một ống máu, tiêm vào trong cánh tay của nàng, trong quá trình tiêm vào, tay phải không khống chế được khẽ run rẩy. Có thể nhìn thấy rõ ràng các ngón tay của nàng có hơi bị biến dạng. Hắc Quả Phụ lạnh lùng băng bó lại bàn tay phải của mình, sau đó ấn vào phiến đá ở rãnh bên phải. Ầm ầm. Ở dưới cái rãnh bên phải liền xuất hiện một quả cầu năng lượng, bao phủ toàn thân của Hắc Quả Phụ vào bên trong, âm thanh máy móc từ trong vách tường vang lên, trong khoảng thời gian 60 giây, tránh được ánh huỳnh quanh 10 lần, hợp lệ yêu cầu. Hắc Quả Phụ còn chưa kịp chuẩn bị, bỗng nhiên cảm giác được ở phía sau lưng nóng lên vừa mới quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy từ trong vách tường bắn ra một ánh huỳnh quang màu đỏ nàng khẽ thay đổi sắc mặt vội vàng né tránh ánh huỳnh quang màu đỏ này tốc độ cực nhanh bằng vào thần kinh phản ứng của nàng căn bản không kịp né tránh thế nhưng may là ở xung quanh nàng có trường lực thời gian làm giảm tốc độ trường lực thời gian ở xung quanh người của nàng có thể có hiệu quả với tất cả các loại vật chất bao gồm cả ánh huỳnh quang màu đỏ này ánh huỳnh quang màu đỏ bị trường lực thời gian làm giảm tốc độ hắc quả phụ mới có thể miễn cưỡng tránh thoát, nàng cũng không dám chần chờ nữa, lập tức nhảy vào bên trong một khoảng thời không khác tiến hành tránh né. Vèo vèo vèo. Ánh huỳnh quang màu đỏ liên tục bắn vào quả cầu năng lượng. Mấy người ngoại quốc cùng với thanh niên da vàng thấy hắc quả phụ hoàn toàn biến mất không còn tâm hơi, không khỏi trố mắt kinh ngạc, không thể tưởng tượng được rốt cuộc là nàng nắm giữ loại năng lực gì. 60 giây nhanh chóng trôi qua, bóng người của hắc quả phụ liền xuất hiện, âm thanh máy móc từ trong vách tường nhất thời vang lên, tránh được toàn bộ ánh huỳnh quang, tốc độ đạt cấp 7 thượng đoạn, hợp lệ yêu cầu, người thông qua sát hạch chuẩn bị tiến vào tầng thí luyện tiếp theo. Nói xong, bên trong vách tường bỗng nhiên chiếu ra ánh sáng màu trắng, bao phủ toàn thân của hắc quả phụ, phân giải nàng thành vô số hạt nhỏ bé, truyền tống đến tầng tiếp theo. Mấy người ngoại quốc sắc mặt phức tạp, vừa mừng vừa sợ, kinh sợ vì không ngờ được thiếu nữ này dĩ nhiên lại có thể thật sự thông qua được sát hạch biến thái như vậy. Vui mừng chính là vì nữ ma đầu này đã trực tiếp bị truyền tống đi, cho dù bản lĩnh của nàng có lớn cỡ nào đi nữa cũng sẽ không có cách nào trở lại nơi này. Có thể bảo vệ tính mạng của chính mình. Thanh niên nước Anh trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ tức giận, sớm biết như vậy, chính mình cũng không cần phải giao ra túi chứa đồ, không có túi chứa đồ, ở đây rất khó có thể tiếp tục sinh tồn, phỏng chừng không tốn bao nhiêu thời gian hắn sẽ chết đói, thậm chí còn trở thành thức ăn ở trong miệng của người khác. Lâm siêu không để ý đến những người này, trực tiếp đi về phía hai cái rảnh. Xin chờ một chút. Bỗng nhiên, thanh niên da vàng kia hô lớn lên, hắn đi đến trước mặt Lâm siêu, dùng thái độ không xỉm không nịnh nói, xin ngươi dẫn ta đi vào tầng tiếp theo, ta đồng ý thanh toán cho ngươi hai bộ chiến giáp cấp A, hoặc là bản vẽ cùng với thuốc chữa trị ngang giá. Lâm siêu cau mày nói, ngươi biết ta là ai sao? Thanh niên da vàng thấp giọng cười nói, trước đây không lâu ta đã từng nhìn thấy ngươi ở trên tinh võng, mặc dù ngươi không cần chiến giáp cấp A, thế nhưng ngươi lại có thể cấp cho các nhân viên ở căn cứ. Lâm siêu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi là ai? Tên thanh niên duỗi thẳng sống lưng ra, thấp giọng nói, tại hạ là nhị đệ tử bạch hổ đường cổ võ môn, tên là Hàng Lãnh, đại sư huynh của ta đang ở tầng tiếp theo, lúc nãy đại sư huynh tiến hành sát hạch trước, bị trực tiếp truyền tống đi, không kịp mang theo ta. Lâm Siêu lập tức nhớ đến hai tên đệ tử cổ võ môn ở trong những không gian của mình, lúc này liền phất tay một cái, đem hai người này thả ra ngoài. Hai người này mới vừa đi ra, nhìn thấy hàng lãnh, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, cô gái trẻ kia vui mừng nói, nhị sư huynh, cuối cùng cũng tìm được ngươi, đại sư huynh đâu. Hàng lãnh nhìn thấy hai người bọn họ, ngây người một hồi, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nói ta còn tưởng rằng các ngươi bị nhốt ở tầng trên không ra được thì ra được hắn mang theo quá tốt rồi nếu như các ngươi không thể trở lại sư nương sẽ đau lòng lắm thanh niên kia dùng sức gật đầu cảm kích nhìn lâm siêu nói nhờ có lâm chiến thần mang chúng ta đi xuống nếu không chúng ta chỉ có thể chết đói ở đó hoặc là bị những thế lực khác bắt đi hoặc là bị giết chết hàng lãnh gật đầu nói ta biết tuy nhiên hiện tại các ngươi cũng không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi, đợi lát nữa chúng ta theo lâm thủ lĩnh đi xuống tầng dưới, sau khi gặp được đại sư huynh sẽ an toàn. Thanh niên cùng với cô gái trẻ mừng rỡ gật đầu. Lâm siêu chẳng muốn tốn thêm thời gian, nói, có gì muốn nói thì nói sau đi. Vâng, thanh niên trẻ tuổi đối với lâm siêu cực kỳ ngưỡng mộ, lập tức gật đầu, nhanh chóng tiến vào bên trong những không gian. Hàng lãnh hướng về phía lâm siêu cảm ơn một tiếng, vừa định đi vào thì bị lâm siêu giơ tay ngăn cản, nói, hai bộ chiến giáp cấp A đâu. Hàng lãnh sửng sốt, nụ cười ở trên khuôn mặt của hắn biến mất hơn phân nửa, nói, lâm thủ lĩnh, chúng ta đều là người châu Á, bây giờ gặp phải nguy nan phải nên giúp đỡ nhau mới đúng, huống hồ ngươi cũng đã giúp đỡ tiểu sư đệ cùng với tiểu sư muội của ta, bọn họ cũng không có hai bộ chiến giáp cấp A, ngươi đã làm người tốt thì nên làm đến cùng. Chờ sau khi gặp đại sư huynh của ta, ta sẽ nói hắn cảm tạ ngươi. Lâm siêu khẽ nhíu lông mày lại, không ngờ tên hàng lãnh này nửa đường lại đổi ý, nói thế nào hắn cũng là người của cổ võ môn, hơn nữa còn là nhị đệ tử, dĩ nhiên chỉ vì hai bộ chiến giáp cấp A mà lật lọng. Lâm Siêu lại không biết, hai bộ chiến giáp cấp A đối với loại cấp bậc cường giả như hắn và hắc quả phụ chỉ là thứ bỏ đi, nhưng đối với hàng lãnh mà nói, nó tương đương với một phần lớn tài sản, chiến giáp hắn mặc trên người cũng chỉ là cấp A. Hắn muốn giữ lại hai bộ chiến giáp cấp A này để đổi một bộ chiến giáp cấp S trong môn phái, mà muốn đổi chiến giáp cấp S lại phải cần đến 7 bộ chiến giáp cấp A. Hàng lãnh nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Siêu, trong lòng âm thầm khổ sở, tiếp tục nói, Lâm thủ lĩnh, ngươi là đại thủ lĩnh của một căn cứ, làm sao có thể thiếu hai bộ chiến giáp cấp A cơ chứ, chờ sau khi ta trở về môn phái, ta sẽ nói việc này với sư phụ của ta, coi như là môn phái của chúng ta nợ ngươi một cái nhân tình. Nếu tương lai căn cứ của ngươi gặp khó khăn, cổ võ môn của chúng ta có thể ra tay giúp đỡ. Hàng ý ở trong mắt của Lâm Siêu càng thêm dày đặc, nói: chỉ bằng vào ngươi cũng xứng đáng để cho ta kết giao. Hàng lãnh biến sắc, không ngờ Lâm Siêu nói trở mặt liền trở mặt. Hắn cố nén sự phẫn nộ ở trong lòng, cường gằn nói: Lâm thủ lĩnh, không thể nói như thế. Người Trung Quốc chúng ta không phải có câu thành ngữ, có bằng hữu ở khắp thiên hạ, đi đâu cũng không sợ. Huống hồ bây giờ việc này chỉ là tiện đường, túi chứa đồ của ngươi lớn như vậy, thêm ta nữa cũng không nhiều có đúng không? Lâm Siêu cảm thấy buồn cười, không biết tên hàng lãnh này ở cổ võ môn luyện công đến mức choáng váng rồi, hay hắn coi mình là đứa ngốc. Thậm chí ngay cả lời ấu trĩ như vậy cũng có thể nói ra được, ngay cả một đứa nhỏ 3 tuổi đều biết, muốn chiếm được bất luận đồ vật gì thì cũng cần phải trả giá, cho dù là rác rưởi mà người khác muốn vứt bỏ, đồ không cần, cũng không có nghĩa là nhất định phải cho không ngươi. Hay là, cái tên này vẫn còn giữ lại tư tưởng ở thời đại trước. Lâm siêu lạnh lùng nhìn hàng lãnh, bên trong mắt lộ ra một tia châm chọc, nói, ta không thể hiểu được, ngươi tham lam như thế, làm thế nào có thể sống đến hiện tại. Hàng lãnh cả kinh nói, ngươi. Lâm siêu bỗng nhiên giơ tay cắt lời của hắn, nói, vốn ta còn đang suy nghĩ, lấy túi chứa đồ của ngươi để bồi thường thời gian bị ngươi làm lỡ, thế nhưng lo lắng ngươi ghi hận ở trong lòng, sau khi trở lại cổ võ môn liền dở trò, mặc dù ta không sợ cổ võ môn, nhưng ta cũng không muốn tiêu diệt một thế lực đỉnh cấp ở Trung Quốc suy yếu sức mạnh của nhân loại, vì lẽ đó, ngươi tốt nhất nên biến mất khỏi thế gian này. Hàng lãnh tay chân lạnh lẽo, hoảng sợ nhìn Lâm Siêu, nói, ngươi, ngươi điên rồi. Ngươi nên vui mừng, tiểu sư muội cùng với tiểu sư đệ của ngươi đều đã tiến vào bên trong những không gian, không có cách nào nhìn thấy tình cảnh ở bên ngoài, nếu không thì bọn họ sẽ bị lòng tham lam của ngươi hại chết rồi. Lâm Siêu nhẹ giọng nói. Hàng lãnh trợn mắt lên, không ngờ được Lâm Siêu lại điên cuồng như thế, lúc trước rõ ràng còn rất dễ nói chuyện hơn nữa hắn biết ở trên người của tiểu sư muội cùng với tiểu sư đệ cũng không có bảo vật gì túi chứa đồ cũng rất nhỏ vì lẽ đó hắn đoán rằng lâm siêu không thu đồ vật mà vẫn mang theo bọn họ không ngờ được đến lượt mình thì lại khác ta liều mạng cùng với ngươi hàn lãnh dù sao cũng là hạng người lòng lan dạ sói chắc chắn sẽ không đứng im chờ chết gầm thét thả ra năng lực của chính mình dĩ nhiên là lại là năng lực tia sáng lâm siêu ngây người đây là lần đầu tiên có người sử dụng năng lực giống như hắn công kích hắn, hắn khẽ lắc đầu, thả ra tinh thần lực, mặc dù cùng là tiến hóa giả cấp 5, thế nhưng hắn lại là tiến hóa giả nhiều tầng, hơn nữa được lực lượng tinh thần cường hóa, cường độ năng lực tia sáng của hắn đã sánh ngang với năng lực cấp 6. Nhanh chóng đem tia sáng mà hàng lãnh phóng ra nhấn chìm. Ngươi! Hàng lãnh có rút con ngươi lại. Phốt! Lâm siêu cũng không muốn tốn nhiều thời gian nữa, một luồng ánh sáng xẹt qua xuyên qua trán của hàng lãnh trên phương diện điều khiển tia sáng mặc dù lâm siêu vẫn chưa vận dụng đến một trình độ cao nhất thế nhưng so với hàng lãnh đã mạnh hơn rất nhiều thiêu đốt lâm siêu tiện tay phóng ra một chùm tia sáng chùm tia sáng nóng rực tỏa ra nhiệt độ cực kỳ cao có thể dễ dàng thiêu đốt một bộ thi thể hóa thành tro tàn trước khi hủy thi diệt tích lâm siêu lấy túi chứa đồ cùng với bộ chiến giáp cấp a ở trên người của hàng lãnh xuống đây không phải là gian chiến giáp có thể trực tiếp lột ra khỏi người rất nhanh hàng lãnh liền bị trùng tia sáng nóng trực kia thiêu đốt thành tro bụi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này lâm siêu đóng những không gian lại chuẩn bị sau khi đi xuống tầng phía dưới thì tìm đại một cái lý do gì đó để lừa bịp còn không thì trực tiếp diệt khẩu đôi trai gái ở trong những không gian thế nhưng bằng vào dáng dấp hòa thuận lúc nãy của mình cùng với hàng lãnh hai người này hẳn sẽ không hoài nghi lên trên người của hắn vừa mới chuẩn bị đi tới tiến hành khảo sát bỗng nhiên nhớ ra còn có mấy người ở xung quanh chứng kiến được cảnh này. Lâm siêu quay đầu lại về hướng năm người ngoại quốc đang run rẩy sợ hãi. Năm người ngoại quốc này đang run lẩy bẩy, thực lực của thanh niên da vàng kia không cách biệt quá nhiều so với bọn hắn, thế nhưng lại bị Lâm siêu một chiêu giết chết, sức mạnh áp đảo như vậy làm cho bọn hắn chấn kinh, lại nhớ đến thái độ mà Lâm siêu lúc trước tùy ý đối xử với vị hắc quả phụ kia, năm người bọn hắn đã biết. Người thanh niên này còn đáng sợ hơn hắc quả phụ chúng ta sẽ không nói ra ta bảo đảm thanh niên người tây ban nha là người phản ứng nhanh nhất ý thức được ý định của lâm siêu vội vàng nói phốc 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 lâm siêu chuyển động ý nghĩ một chút mấy chục tia xạ tuyến giống như laser bắn ra mấy người ngoại quốc liền liên tiếp ngã xuống thân thể bị xuyên thủng tạo thành mấy cái lỗ thủng khổng lồ tất cả đều là vết thương chí mạng hả lâm siêu nhìn thấy thanh niên người tây ban nha kia hắn dĩ nhiên lại không mất đi một sợi tóc lâm siêu cảm nhận được mấy tia sáng bắn về hắn tựa hồ như cường độ bị yếu đi bị chiến giáp ở trên người của hắn hấp thụ hết thanh niên tây ban nha nhìn thấy bốn người bên cạnh hắn đã ngã xuống mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở trên mặt kinh hoàng nói đừng tới đây ta cầu ngươi buông tha cho ta ta tuyệt đối sẽ không nói ra ta đồng ý thần phục ngươi đi theo ngươi lâm siêu trầm ngâm nói để ta nghĩ xem đã thanh niên tây ban nha mừng rơn nói ta tuyệt đối sẽ thần phục ngươi mặc kệ ngươi trồng cái gì vào trong cơ thể của ta, ta đều đáp ứng. cầu ngươi đừng giết ta. Lâm Siêu cười một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói: ta nhớ ra rồi, năng lực của ngươi là mật độ hoặc là thoái hóa, có phải không? thanh niên Tây Ban Nha con ngươi co rụt lại, trái tim đập thình thịch, không ngờ được câu hỏi mà Lâm Siêu đề cập tới không phải là vấn đề đầu hàng, nói như vậy, vậy thì ngươi đi chết đi. hắn tức giận xuất thủ trước, phốt một tia xạ tuyến to gấp 3 lần tia xạ tuyến lúc nãy bắn tới, giống như tia laser bắn xẹt qua, xuyên thủng trán của hắn ta. Thanh niên Tây Ban Nha trợn trừng hai mắt, chết ngay lập tức ngã rạp xuống mặt đất. Lâm siêu tiến tới lột chiến giáp cấp A cùng với túi chứa đồ của năm người ngoại quốc này, mặc dù mấy cái chiến giáp này đối với hắn không có tác dụng gì, thế nhưng nếu đem về bỏ vào trong kho hàng của căn cứ, sẽ có thể dần dần bồi dưỡng ra một đội quân tiến hóa giả cao cấp. Phải biết rằng, chiến giáp cấp S cũng chỉ có cường giả cấp bậc giống như hắc quả phụ mới có thể có, phần lớn đám cường giả còn lại có thể có được một đến hai bộ chiến giáp cấp A đã là tốt lắm rồi. Rất nhanh, Lâm Siêu liền lột ra hết chiến giáp cùng với túi chứa đồ của năm người bọn họ, trong lúc đang lột chiến giáp của thanh niên nước Anh, bỗng nhiên bộ thi thể trái tim đã bị phá nát, đầu lâu đã bị xuyên thủng này, cầm trong tay một cây chủy thủ sắc bén cấp tốc đâm tới. Một đòn này cực kỳ đột ngột, cực kỳ ác liệt bất luận người nào cũng sẽ không đề phòng một kẻ đã chết. Đùng. Lâm siêu giơ tay vỗ một cái vào cây chủy thủ, bẻ cong nó thành một góc 90 độ, khẽ nói, lần sau lúc giả chết thì nhớ khống chế mồ hôi ở trong lỗ chân lông, à, ngươi cũng không có lần sau nữa, vẫn nên ngoan ngoãn làm một cái người chết đi. Hoành. Trên bàn tay của Lâm siêu tỏa ra một chùm tia sáng nóng rực, ấn vào bên trong lồng ngực của thanh niên nước Anh, trong phút chốc, thân thể của thanh niên nước Anh phát ra ánh sáng mãnh liệt chậm rãi biến thành tro bụi. Lâm siêu đứng dậy, đem chiến lợi phẩm mới thu được ném vào trong một cái nhẫn không gian khác, sau nhiều lần cướp đoạt, hắn đã có 5, 6 cái nhẫn không gian, đại đa số đều là cấp B, chỉ có 3 cái là cấp A, trong đó hai cái cấp A là của tên sát thủ mặc áo đen và thanh niên nước Anh ở trong di tích thượng cổ. Không có thời gian để kiểm tra cấp bậc của mấy cái túi chứa đồ mới lấy được, Lâm Siêu nhanh chóng đi tới phía trước cái rảnh tiến hành sát hạch, sau khi ấn vào phiến đá rảnh bên trái, bao đấm quyền anh liền hiện ra, Lâm Siêu lập tức giơ cánh tay phải lên ra quyền. Cánh tay phải được năng lực tăng cường tốc độ cùng với máu hoàng kim cường hóa mạnh mẽ đấm vào bao đấm, kết quả rất nhanh hiển thị ở trên màn hình, cấp 7 sơ đoạn. Sau đó Lâm Siêu tiến hành sát hạch tốc độ. Dựa vào năng lực tia sáng tăng tầm nhìn thành 360 độ, phối hợp với năng lực tăng cường tốc độ, Lâm Siêu chỉ tránh được 6 ánh huỳnh quang màu đỏ, kết quả hiển thị là cấp 7 sơ đẳng, nếu như sử dụng máu hoàng kim cường hóa đôi mắt cùng với hai chân, Lâm Siêu có thể tránh toàn bộ 10 ánh huỳnh quang màu đỏ. Thế nhưng hao tổn năng lượng để triển khai hoàng kim hóa là không cần thiết, chỉ cần đạt được tư cách đi vào tầng tiếp theo là được rồi. Hơn nữa lúc nãy Lâm Siêu phối hợp năng lực tia sáng cùng với năng lực tăng cường tốc độ để sát hạch, hắn bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, có khi nào năng lực tia sáng cùng với năng lực tăng cường tốc độ có thể dung hợp với nhau hay không? Nghĩ là làm, sau khi sát hạch xong hắn liền thử nghiệm khống chế hai loại năng lực hợp lại làm một thì lập tức xuất hiện trở ngại, năng lực tăng cường tốc độ hoàn toàn không có cách nào tạo ra hiệu quả lên tia sáng, bởi vì bất kể là xạ tuyến đế mổ hay là xạ tuyến gamma, bản thân chúng đã có tốc độ ngang với tốc độ ánh sáng. Hạt phô tân ánh sáng di động quá nhanh, bằng vào năng lực tăng cường tốc độ cấp 5 của lâm siêu, hoàn toàn không có cách nào bắt được tần suất di động của hạt phô tân, cho nên không thể tăng cường được mặc dù lần đầu tiên thử nghiệm không thành công nhưng lâm siêu cũng không có ý tứ từ bỏ đây là một phương pháp mới để tăng trưởng sức mạnh trước đây hắn chỉ nghe nói qua phối hợp năng lực hoặc là cộng hưởng năng lực hai phương pháp dùng để tăng trưởng sức mạnh thế nhưng hắn chưa bao giờ nghe ai nói về việc dung hợp năng lực có khi nào việc dung hợp năng lực là không thể làm được riêng về việc phối hợp năng lực cần hai người hiểu thật rõ về năng lực phối hợp với nhau ví dụ như phối hợp năng lực Hỏa diễm cùng với nhiệt độ có thể tạo ra một vụ nổ lớn, làm cho sức mạnh của ngọn lửa tăng lên gấp đôi, còn nếu như phối hợp năng lực hàng băng cùng với hỏa diễm, có thể tạo thành một làn sóng nước sôi. Tạo thành thương tổn không thể nào tưởng tượng được. Còn có năng lực mật độ, thời gian, thực vật, vân vân. Những năng lực này phối hợp cùng nhau, có thể hình thành đủ loại công kích có lực sát thương cao đây là phương pháp mà căn cứ nào cũng huấn luyện cho đội quân tiến hóa giả của mình mà phương pháp cộng hưởng năng lực thì khó hơn quá nhiều cần sự hiểu rõ tuyệt đối cho dù là anh em song sinh cũng rất khó đạt đến cộng hưởng huống hồ là người bình thường không có liên hệ máu mủ đặc biệt là ở trong tận thế tín nhiệm là một cái gì đó rất xa xỉ rất khó có thể có được còn về việc dung hợp năng lực lâm siêu không cần nghĩ cũng biết khẳng định là so với cộng hưởng năng lực còn khó hơn không chỉ gấp 10 lần, năng lực của mỗi một người đều là độc lập. Mặc dù người thân ở bên cạnh có hiểu rõ, cũng chỉ có thể làm được đến mức cộng hưởng năng lượng, cộng hưởng và dung hợp là hai khái niệm khác nhau, một cái là cộng hưởng tần suất, một cái là hoàn toàn hợp lại thành một thể, tuy hai mà một. Phương pháp, dung hợp năng lực chưa bao giờ mình nghe thấy, hay là do yêu cầu quá hà khắc, người bình thường rất khó có thể làm được, nhưng mình lại có thể. Lâm siêu thầm nghĩ trong lòng. Bản thân mình chính là tiến hóa giả nhiều tầng, còn có cây tiến hóa tạo thành năng lực, nếu như có thể dung hợp năng lực với nhau, có khi nào lại có thể tạo ra thêm các năng lực mới. Bất quá, cụ thể làm sao mới có thể dung hợp được, còn cần phải thử nghiệm một phen mới được. Lâm Siêu dự định sau khi trở về căn cứ, để cho kẻ điên kia lấy ra một ít tế bào của mình tiến hành thí nghiệm, nếu như năng lực ở trong tế bào của mình thật sự có thể dung hợp làm một, không biết sẽ tạo ra loại năng lực mới như thế nào truyền tống lúc này trong vách tường chiếu ra ánh sáng màu trắng bao phủ toàn thân của lâm siêu vèo trong chốc lát ý thức của lâm siêu liền rơi vào trạng thái mơ hồ giống như là ngủ say vậy sau đó liền tỉnh lại lâm siêu mở mắt ra nhìn không gian của tầng thứ năm muốn rộng hơn tầng thứ tư gấp đôi nhưng ở xung quanh không hề có một bóng người trên mặt đất chỉ lưu lại mùi máu tanh nhàn nhạt có lẽ ở đây đã từng phát sinh ra một hồi chiến đấu mãnh liệt làm cho lâm siêu ngạc nhiên chính là ngay cả bóng dáng của hắc quả phụ cũng không thấy tuy nhiên ở trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của nàng giống như mùi hoa quế lâm siêu trầm tư có lẽ vì tầng này sát hạch độ khó cực cao nàng không thể không bại lộ các lá bài tẩy của mình cho nên nàng không chờ mình tới mà đã tiến hành sát hạch phòng ngừa bị mình nhìn thấy lâm siêu nhìn quanh một vòng nhất thời trên vách tường ở phía trước có hai cái rãnh giống như đúc ở tầng trước lúc này liền đi tới không biết tầng này yêu cầu sức mạnh cùng với tốc độ bao nhiêu. Lâm siêu thầm nghĩ trong lòng. Lâm siêu đưa tay ấn lên phiến đá rảnh màu xám. Mở ra sát hạch sức mạnh, mời ra quyền 10 lần, lấy thành tích cao nhất làm kết quả, đạt đến cấp 7 thượng đoạn là hợp lệ. Âm thanh máy móc hờ hững từ trong vách tường vang lên. Cấp 7 thượng đoạn. Lâm siêu nhíu mày, Chuyện này có nghĩa là yêu cầu sức mạnh phải đạt đến trình độ ngang với vương thú đỉnh cấp, năng lực của hắc quả phụ là thời gian, có thể gia tốc nắm đấm của nàng đạt đến sức mạnh cấp 7 sơ đoạn đã là cực hạn, tiếp tục gia tốc sẽ làm cho xương cánh tay của nàng vỡ nát. Không có cách nào có thể chữa lành được, như vậy có thể thấy được, nàng còn ẩn giấu đi lá bài tẩy có thể tăng sức mạnh của mình đến trình độ cấp 7 thượng đoạn. Lâm Siêu Trầm Tư trong chốc lát, liền lập tức ra quyền. Hoàng kim hóa cánh tay phải, tăng cường tốc độ. Thương pháp Lâm siêu nâng cánh tay phải lên, coi cánh tay phải như một thanh thương, nắm đấm là đầu thương, nhanh chóng đâm ra, tốc độ ra quyền cực nhanh, tàn nhẫn nện lên bao đấm. Sức mạnh mãnh liệt cứ như thế bị bao đấm mềm mại hấp thu toàn bộ. Hoành Một âm thanh nặng nề vang lên, bao đấm bị lõm vào một chút, màn hình ở bên cạnh nhanh chóng phân tích số liệu, sau hai giây liền hiện ra một hàng chữ, cấp 7 thượng đoạn. Lâm siêu liếc mắt nhìn, vừa đúng như mình mong muốn, nếu như yêu cầu là sức mạnh cấp 8 sơ đoạn, hắn cũng chỉ có thể sử dụng huân chương cự thần lấy được ở trong di tích cự nhân, khối huân chương cự thần này có thể tăng cường sức mạnh của bản thân lên 50%. Sát hạch tốc độ Lâm siêu đi tới bên cạnh cái rảnh, ấn phiến đá xuống. Sau khi lồng năng lượng xuất hiện, Lâm siêu lập tức triển khai thượng đế lĩnh vực, tầm nhìn biến thành 360 độ, sau đó lập tức triển khai năng lực tăng cường tốc độ, khi ánh huỳnh quang màu đỏ thứ nhất phóng tới thì hắn lập tức dùng bộ pháp của bộ chiến kỹ, tốc độ ánh sáng, tránh thoát. Thiếu một chút nữa liền bị đánh trúng. Lâm siêu ngưng ánh mắt lại, trong con ngươi dần dần lộ ra một vệt màu vàng, chỉ dựa vào thị lực cấp 5, muốn bắt kịp tốc độ của ánh huỳnh quang màu đỏ vẫn quá khó, mặc dù tầm nhìn bây giờ của hắn đã không có gốc chết. Vèo! Vèo! Ánh huỳnh quang màu đỏ liên tục bắn tới. Lâm siêu điều động các bắp thịt trên thân thể, nhanh chóng né tránh, dựa vào đôi mắt đã được hoàng kim hóa, thị giác đạt đến cấp 6, thế nhưng muốn bắt kịp tốc độ sánh ngang với cấp 7 thượng đoạn của ánh huỳnh quang màu đỏ này, vẫn cực kỳ vất vả, trong thoáng chốc Lâm siêu đã bị bốn ánh huỳnh quang bắn trúng. Tốc độ còn chưa đủ nhanh. Lâm siêu tập trung cao độ, năng lực của hắn dù sao cũng không phải là thời gian, không cách nào trốn vào trong một khoảng thời không khác, chỉ có thể dựa vào tốc độ của bản thân để tiến hành né tránh. Hoành Lâm siêu tiếp tục bị ánh huỳnh quang thứ 12 bắn trúng Tất cả ánh huỳnh quang màu đỏ nhất thời biến mất Trong vách tường vang lên âm thanh máy móc Khiêu chiến thất bại Lâm siêu liền thả lỏng thân thể Khẽ thở ra một hơi Cả người mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng Vừa nãy trải qua khoảng thời gian ngắn mũi mấy chục giây Hắn chỉ tập trung tránh né Không hề để ý đến những chuyện khác Lâm siêu cúi đầu nhìn xuống Trên người bị dính 12 đạo ánh huỳnh quang vượt qua 10 đạo là thất bại dính 12 đạo sát hạch sẽ ngưng lại. Lẽ nào ta sẽ bị kẹt ở tầng này? Lâm siêu nhìn cái rảnh ở trên tường, cao mày, đây không phải là nói giỡn, nếu như bị kẹt ở tầng này, chắc chắn sẽ bị chết đói ở đây. Tốc độ vẫn thiếu một chút, lúc nãy chỉ kiên trì được có. 43 giây. Lâm siêu nhìn lên màn hình đồng hồ đeo tay, vừa nãy hắn không để ý, nhưng đại khái là hắn chỉ kiên trì được có hơn một nửa thời gian liền bị đào thải. Nếu dùng máu hoàng kim cường hóa đôi chân, tốc độ của ta sẽ đạt đến cấp 7 sơ đoạn, sau đó phối hợp với bộ pháp của bộ chiến kỹ, tốc độ ánh sáng, cũng có thể miễn cưỡng tránh né. Lâm siêu trầm ngâm nhớ lại, mới vừa rồi bị bắn trúng quá nhiều, chủ yếu là do bị hoa mắt, thị giác của mình hoàn toàn không có cách nào bắt kịp tốc độ của ánh huỳnh quang màu đỏ. Thị giác, thị giác. Lâm siêu nhíu lông mày lại, bình thường đều là mắt nhìn thấy, nhưng thân thể phản ứng không kịp, còn mình thì thân thể phản ứng kịp, nhưng mắt lại không bắt kịp, cái này tính là chuyện gì? Đúng rồi, trong những không gian có thi thể của con vương thú kia, bây giờ lấy nguồn năng lượng gen của nó ra ăn, xem có thể tăng lên được bao nhiêu thể chất. Lâm siêu nhất thời nhớ đến thi thể của vương thú cự lan, lúc này mới nhanh chóng đem thi thể của vương thú cự lan trong những không gian lấy ra. May mà ở tầng thứ 5 không gian rất lớn, nếu như bây giờ mà ở tầng 3, rất khó có thể chứa được tên to xác này. Lâm siêu gọi huyết nha chiến giáp ra bao phủ toàn thân, để tránh khỏi việc bị máu ở trong người của nó nhiễm bệnh cho mình, chờ sau khi chiến giáp bao phủ toàn thân. Lâm siêu mới chui vào bên trong cơ thể của vương thú cự lan, tìm kiếm nguồn năng lượng gen của nó. Phốt Cổ thương đột nhiên đâm ra, xuyên qua ít hầu của vương thú cự lan, nơi này là vị trí yếu nhất ở trên người của nó, trực tiếp từ miệng của nó bò vào bên trong quá nguy hiểm, bình thường ở bên trong miệng của quái vật thường có độc, hoặc là răng nọc, độc tính rất mãnh liệt, mặc dù là huyết nha chiến giáp, cũng chưa chắc có thể chống lại được. Hơn nữa, Lâm Siêu đang nghe chuyện trên TV audio CV hoài nghi hắc quả phụ sẽ ở lén để lại cạm bẫy ở trong miệng của vương thú cự lan, nếu như đổi là hắn, hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Cổ thương dễ dàng xuyên thủng ít hầu của vương thú cự lan, bị tạc ra một cái lỗ thủng, cũng không có máu tươi từ bên trong chảy ra, mà là tuôn ra hàng khí trắng xóa, cực kỳ lạnh làm cho toàn thân của Lâm Siêu khẽ rung lên một cái. Bàn tay của Lâm Siêu tỏa ra một chùm ánh sáng, làm đèn chiếu sáng, rồi nhanh chóng bước vào trong thân thể của nó, đường kính cổ họng của nó hoàn toàn có thể để cho một người cao 2 mét bước đi vào, làm cho hắn kinh ngạc chính là, trong cổ họng không phải là sẽ có huyết nhục bị tàn phá cùng với máu tươi, mà là một mảnh màu bạc, cực kỳ sạch sẽ. Hết thảy máu tươi đều bị hàng khí đóng băng lại, giống như là một cái hành lang bị đóng băng vậy. Lâm siêu dùng cổ thương làm côn, gõ nát các trụ băng nhô ra, theo cổ họng của nó trượt xuống, hướng về lồng ngực của nó đi tới. Một đường đi tới, Lâm siêu nhìn thấy có một nơi huyết nhục có màu đen đặc. Lâm siêu nhìn mảnh huyết nhục màu đen một hồi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Từ trong những không gian ném ra một khối thịt nướng đặt lên trên mảnh huyết nhục màu đen. Tê tê. Khối thịt nướng này vừa chạm vào, liền truyền ra âm thanh ăn mòn kịch liệt, sau đó nhanh chóng bị hòa tan, hóa thành một bãi máu đen nồng nặc mùi hôi. Quả nhiên, bên trong đôi mắt của Lâm Siêu có mấy phần nghiêm nghị, hắn quay đầu nhìn lại, mảnh huyết nhục này lan tràn từ trên đầu của nó xuống. Không cần nghĩ cũng biết, đây chính là chất độc do hắc quả phụ sử dụng. Khối thịt nướng này là thịt của quái vật cấp 6, vừa chạm vào đã bị ăn mòn ngay lập tức, nếu như để chất độc này chạm vào thân thể của mình, thì trong nháy mắt sẽ bị hóa thành xương trắng, không còn lại một chút cặn nào, trừ phi nhanh chóng cắt bỏ phần thân thể bị nhiễm độc, hơn nữa tốc độ cắt bỏ phải nhanh hơn tốc độ chất độc lan tràn. Bên trong mắt của Lâm Siêu lộ ra một tia kiên kỵ, kịch độc đáng sợ như thế. Vương thú cấp 7 cũng không chịu nổi, đại não của nó chắc hẳn đã bị ăn mòn thành một bãi nước mũ. Bất quá, từ lớp băng ở trong người của nó, con vương thú cự lan này phản ứng cũng cực kỳ nhanh. Trong chớp mắt nó bị hắc quả phụ chui vào trong miệng, hoặc là trong nháy mắt trước khi nó chết, đã kịp sử dụng năng lực đóng băng lại toàn bộ thân thể của mình. Tế bào bị đóng băng sẽ làm giảm đi tốc độ hoạt động, vì lẽ đó tốc độ lan tràn của độc tính mới bị ngưng lại. Không biến thân thể của nó thành một khối thi độc. Lâm siêu thận trọng đi về phía trước. Rất nhanh liền đi tới lồng ngực của vương thú cự lan. Lâm siêu cấp tốc tìm kiếm nguồn năng lượng gen ở trong lồng ngực của nó, tất cả các bộ phận ở trong thân thể của nó đều bị đóng băng, hắn muốn tìm nguồn năng lượng gen liền dễ dàng hơn rất nhiều, không cần phải xé rách từng thớ thịt của nó ra. Hoành hoành hoành. Lâm siêu dùng thương phá vỡ toàn bộ xương cốt cùng máu thịt ở trong lồng ngực của nó, mấy phút sau, liền tìm thấy nguồn năng lượng gen ở gần trái tim của nó. Nguồn năng lượng gen này cực kỳ to lớn, giống như một tảng đá được mấy cái gai xương bảo vệ ở bên trong, đường kính dài hơn 2 mét, độ dày cũng gần như vậy, quan trọng nhất chính là nó có màu bạc ngoại trừ nguồn năng lượng của hoàng kim thú, đây là nguồn năng lượng gen có giá trị nhất. Lâm siêu liền lập tức nhào tới. Đầu tiên hắn dùng tia sáng hòa tan tầng băng đóng ở bên ngoài, lớp băng cực kỳ dày, bị tia sáng nóng trực bao phủ, sau gần 10 phút mới bị hòa tan thành nước, lộ ra nguồn năng lượng gen màu trắng ở bên trong. Lâm siêu lấy ra một cái chủy thủ, là binh khí lấy được ở trong di tích, cực kỳ sắc bén, dưới thủ pháp thành thạo của hắn, nhanh chóng cắt ra một khối năng lượng có độ dày 2mm, giống như một miếng thịt nhỏ ném vào trong miệng, sau khi nhai mấy cái, hắn có cảm giác vô cùng ngon miệng, hơn nữa còn có vị hoa quả mát lạnh. Lâm siêu phi thường hài lòng, dùng chủy thủ nhanh chóng cắt thành từng miếng từng miếng ném vào trong miệng. Mới vừa ăn được ba, bốn miếng, Lâm siêu có cảm giác như ăn phải một quả ớt hiểm vậy, toàn thân đổ mồ hôi, nhiệt độ thân thể đột ngột tăng cao, hắn cũng không dừng lại, mà tiếp tục ném nguồn năng lượng gian vào miệng. Tùng ụt, tùng ụt toàn thân sôi trào. Lâm siêu cảm giác thân thể của mình giống như một cái lò lửa vậy, chỉ có thể tạm thời ngừng ăn, ngồi xuống chờ dạ dày tiêu hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một phút, hai phút, mãi cho đến khoảng mười phút, Lâm siêu mới cảm giác nhiệt độ trong thân thể dần dần hạ thấp, hắn cũng không vội ăn tiếp, mà đứng lên, vung vẫy tay chân, vận động thân thể. Lần vận động này, Lâm siêu có cảm giác như mình vừa mới lột xác, toàn thân giống như vừa tháo xuống mấy cục tạ vậy, cực kỳ nhẹ nhàng, cánh tay vừa vung ra một cái liền tạo ra một luồng gió. Không hổ là nguồn năng lượng gen của vương thú. Đôi mắt của lâm siêu tỏa ra ánh sáng, bằng vào cảnh giới chiến kỹ cấp S của mình, hắn chỉ cần cảm thụ một chút liền biết, thể chất của chính mình từ 172 lần, đã tăng lên tới 189 lần. Ngăn ngắn trong chốc lát, thể chất liền tăng thêm 17 lần, tương đương với sức mạnh được tăng cường thêm 2.000 cân. Lâm siêu nhìn về phía nguồn năng lượng gen, còn sót lại khoảng một nửa, hắn hưng phấn đi tới, không chờ dạ dày tiêu hóa hết, tiếp tục dùng chủy thủ cắt ra từng miếng nhỏ ném vào trong miệng. Nửa giờ sau. Hô. Lâm siêu đấm ra một quyền, quyền phong như sấm sét, không khí xung quanh nổ lốc bốt, đem một khối băng cách Lâm siêu không xa chấn cho vỡ nát. Bên trong đôi mắt của Lâm siêu hiện ra vẻ hưng phấn, không hổ là nguồn năng lượng gen của vương thú, dĩ nhiên có thể tăng thể chất của mình thành 206 lần, trọng rã tăng thêm hơn 30 lần. Không nên xem thường 30 lần tăng thêm này, mặc dù dựa vào bảo vật ở trong tay, Lâm Siêu có thể dễ dàng tăng cường thêm 100 lần thể chất, nhưng cái này là căn cứ vào thể chất của bản thân để tăng thêm, thể chất tự thân càng cao, mức độ tăng cường thêm cùng càng cao. Nếu như phối hợp với năng lực tăng cường tốc độ cùng với máu hoàng kim cường hóa, tương đương với việc tăng thêm 120 lần thể chất. Thể chất rốt cục cũng đột phá được hơn 200 lần, chờ đến khi đạt tới 250 lần, liền có thể tiến hành tiến hóa lần thứ năm. Tâm tình của Lâm Siêu sung sướng, chờ sau khi tiến hóa đến cấp 5, bởi vì Lâm Siêu là tiến hóa giả nhiều tầng, cho nên thể chất của hắn sẽ tiếp cận với thể chất của tiến hóa giả cấp 6, cho dù có đụng độ với vương thú đỉnh cấp, hắn chỉ cần dựa vào máu hoàng kim hóa cùng với năng lực tăng cường tốc độ liền có thể chiến một trận. Nếu như kích hoạt cả trạng thái hoàng kim cự nhân, Hắn thậm chí còn có thể chém giết cùng với quái vật cấp 8, nhưng hiện nay phỏng chừng chỉ có ở trong biển rộng mới có sinh vật cấp 8. Ngươi ăn xong nguồn năng lượng gen rồi, đống huyết nhục còn lại ta ăn nhé." Anubis hiện ra trên cánh tay phải, cười gian khà khà. Lâm Siêu nhìn thi thể to lớn của vương thú cự lan, tế bào thần tính của Anubis hấp thụ máu tươi để sống, hơn nữa cánh tay phải phải thông qua hút máu tươi mới có thể tiến hành tiến hóa từ sau khi cánh tay phải bị tế bào thần tính của anubis đồng hóa liền biến thành một bộ phận đơn độc cần hút máu của quái vật mới có thể tiến hóa ăn đi nhanh một chút lâm siêu gật gù nhắc nhở nó đừng có chạm vào chất độc ở cổ họng của nó anubis cười hì hì nói yên tâm một chút độc cỏn con này còn chưa đủ để đã thương ta tế bào thần tính không phải có thể dễ dàng bị tiêu diệt ta muốn thoát ra ngoài cạc cạc vèo 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 trên cánh tay phải mọc ra bảy tám cái xúc tu mọc ra móng vuốt sắc bén mạnh mẽ đâm vào bên trong huyết nhục nhìn giống như bảy tám cái mạch máu vậy chỉ trong chốc lát một luồng máu tươi bị hút ra theo đường ống chảy vào bên trong cánh tay phải của lâm siêu trong quá trình di chuyển từ hình dáng một quả bóng trổ. thu nhỏ lại bằng một quả bóng bàn sau khi chui vào trong cánh tay phải thì mạch máu hoàn toàn thu nhỏ lại không hề nhô ra một chút nào 7 tám mạch máu này có độ co giãn cực cao, Lâm Siêu không thể không khâm phục sự kỳ diệu của tế bào thần tính, máu tươi bị đóng băng cũng có thể hút ra được, hơn nữa còn có thể tùy ý biến hình thành các dạng khác nhau, quả thực là không gì không làm được. Sau khi bị Anubis hút máu tươi ra, màu sắc của huyết nhục đã bị đóng băng nhanh chóng ảm đạm, trở thành một màu xám đen, giống như thịt khô ướt muối vậy. Còn bao lâu nữa? Lâm Siêu hỏi. Anubis cười hắc hắc nói, chờ một lát nữa, rất nhanh sẽ xong, bên trong xương cốt của nó cũng có thứ tốt, ta phải hút hết tủy xương của nó, đây cũng là thứ tốt. Lâm siêu tức giận nói, đừng có đem lớp da của nó phá hủy, chờ sau khi mang về căn cứ tiêu độc, còn có thể chế tạo hơn 100 bộ chiến giáp cấp A đấy. Lớp da cùng vẫy giáp ở bên ngoài của vương thú cực kỳ cứng tỏi, trong quá trình sinh sống, lớp da của nó đã tiến hóa trở nên cực kỳ cứng rắn, bằng vào thể tích của con vương thú cự lan này có thể chế tạo hơn 100 bộ chiến giáp cấp A là còn ít, nếu như có kỹ thuật chế tạo cao, không làm lãng phí vật liệu. Chế tạo ra 200 bộ chiến giáp cấp A không phải là không có khả năng. Phải biết, hiện nay một bộ chiến giáp cấp A có giá trị cỡ nào, tên hàng lãnh kia vì hai bộ chiến giáp cấp A cũng không tiếc mạo hiểm, thậm chí còn lật lọng không muốn giao ra, mà 200 bộ chiến giáp cấp A có thể tạo ra một đội quân tiến hóa giả cao cấp. Yên chí đi, Bên trong da lông của nó cũng không có tinh hoa gì cả, ta sẽ không cần." Anubis cười ha hả nói, tâm tình vô cùng vui vẻ, trước đây quái vật săn giết được, do thể chất quá thấp, máu tươi hấp thụ được cũng chỉ đủ cho nó duy trì năng lực hoạt động, hoặc là quái vật như Vũ Dực Phi Xà Vương thú, thể chất cao đến mức đáng sợ. Mỗi một khối huyết nhục của nó đều có tác dụng cực lớn, bất kể là dùng để thí nghiệm hay là phương diện khác, cũng có thể làm cho sức mạnh của căn cứ tăng vọt lên chính lâm siêu cũng không nỡ dùng chớ nói chi là cho anubis ăn vì vậy anubis sẽ không dễ dàng bỏ qua bộ thi thể của vương thú cự lan nửa giờ sau toàn bộ xương cốt cùng với huyết nhục của vương thú cự lan đều bị héo rút xương cốt của nó như giống như bạch phiến vậy chỉ cần đụng nhẹ vào sẽ bị vỡ vụn đã xong ta phải đi ngủ một giấc tranh thủ tiêu hóa anubis ăn no vỗ mông rời đi lâm siêu trợn tròn mắt nói nếu như ngươi không đem thể chất của cánh tay phải tăng lên thành 300 lần, ngươi coi chừng ta đó. Anu biết trợn mắt nói, làm sao có khả năng. Không thương lượng. Lâm siêu hờ hững nói, nhìn bộ thi thể héo rũ của vương thú cự lan, lớp da của nó vẫn còn hoàn chỉnh, hắn cầm cổ thương, dùng đầu thương tiến hành giải phẫu, lột lớp da của vương thú cự lan ra. Trút bộ da lông màu bạc của nó ra, bên trong chỉ còn một đống thịt bốc mùi cùng với xương cốt khô héo. Lâm siêu ném bộ lông vào trong những không gian, đem đống huyết nhục còn lại của nó đốt thành tro, sau đó khẽ điều chỉnh lại thân thể, đi tới tiến hành sát hạch tốc độ lần thứ hai. Khiêu chiến bắt đầu. Khi lồng năng lượng xuất hiện, Lâm siêu lập tức triển khai hoàng kim thị giác cùng với thượng đế lĩnh vực, thị lực đã đạt đến cấp 7 sơ đoạn, phối hợp với thượng đế lĩnh vực, thị lực miễn cưỡng có thể đạt đến cấp 7 trung đoạn. Vèo. Một ánh huỳnh quang màu đỏ nhanh chóng bắn tới trong nháy mắt ánh huỳnh quang từ trong vách tường bắn ra lâm siêu thông qua thị giác liền có thể phát hiện đại não liền khống chế thân thể tiến hành né tránh vèo 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 sau khi khởi động bằng một ánh huỳnh quang vách tường bỗng nhiên bắn ra bảy tám ánh huỳnh quang gần như là trong nháy mắt bắn tới góc độ vô cùng xảo quyệt phong tỏa tất cả các phương hướng mà lâm siêu có thể tránh né muốn tránh né chỉ có tranh thủ một khoảng thời gian bắn ra trước sau của các ánh huỳnh quang nhưng đó là trong tình huống thị giác có thể bắt kịp quỹ tích di chuyển của các ánh huỳnh quang mới được mặc dù lâm siêu có thể bắt kịp tốc độ của các ánh huỳnh quang thế nhưng tốc độ của ánh huỳnh quang quá nhanh chỉ có thể nhìn thấy đạo tàn ảnh căn bản là không có cách phán nào phán đoán đạo nào tới trước đạo nào tới sau trong phút chốc lâm siêu cảm giác trên người đã bị trúng ba ánh huỳnh quang hắn sầm mặt lại tập trung thị lực nhìn chằm chằm vào vách tường đôi mắt trừng hết cỡ trên con ngươi hiện ra tơ máu trong vách tường nhanh chóng bắn ra ánh huỳnh quang lần này tổng cộng có sáu đạo mặc dù số lượng bị giảm đi nhưng góc độ càng thêm xảo quyệt trốn trốn mặc dù thân thể của lâm siêu có thể tránh thoát được ánh huỳnh quang nhưng thị lực lại không bắt kịp tất cả các ánh huỳnh quang trên người lại tiếp tục bị trúng hai ánh hồng quang như vậy hắn đã bị trúng năm ánh huỳnh quang rồi nếu trúng năm ánh huỳnh quang nữa khiêu chiến sẽ thất bại mà hiện tại hắn mới bắt đầu khiêu chiến được có 10 giây. Lâm Siêu thở dài, vẫn không được a. À. Mặc dù thể chất đã đến hơn 200 lần, thế nhưng tốc độ của hắn vẫn kém cấp 7 thượng đoạn quá nhiều. Vèo vèo vèo. Bên trong vách tường tiếp tục bắn ra mười mấy ánh huỳnh quang, phong tỏa kín mọi vị trí di chuyển của Lâm Siêu, dường như muốn bắn thủng cả người hắn. Hô. Lâm Siêu đột nhiên lóe lên một cái, trong trạng thái hoàng kim hóa cùng với năng lực tăng cường tốc độ, thêm vào bộ pháp quỷ dị của chiến kỹ tốc độ ánh sáng Hắn giống như là U Linh vậy, dĩ nhiên có thể tránh được hết mười mấy ánh huỳnh quang, nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng tất cả các ánh huỳnh quang đều đánh trúng vào người của hắn. Nhưng đợi đến khi Lâm Siêu dừng lại mới phát hiện ra, trên người hắn như cũ chỉ năm ánh huỳnh quang lúc trước đánh trúng. Mười mấy ánh huỳnh quang bắn ra, một ánh cũng cũng không bắn trúng được vào người của Lâm Siêu. Lâm Siêu mở mắt ra, đôi con ngươi màu đen đã co rút lại nhỏ xíu như hai hạt vừng. Năng lực biến hình, mắt chim ưng. Lúc trước Lâm Siêu nhìn thấy Anubis biến hóa thành hình dáng khác để thuận tiện hấp thu tinh hoa của vương thú cự lan, hắn mới nghĩ đến, năng lực biến hình của mình đồng dạng cũng rất là kỳ diệu, nếu thị giác của bản thân không bắt kịp tốc độ của ánh huỳnh quang, thì biến thành mắt của chim ưng. Phải biết rằng, trong điều kiện thể chất giống nhau, mắt của chim ưng so với nhân loại còn sắc bén hơn nhiều lắm, cấu tạo con người của nhân loại xa xa không thể so được. Vèo vèo vèo. Bên trong vách tường ánh huỳnh quang tiếp tục bắn ra, lần này ánh huỳnh quang bắn ra liên tiếp không ngừng. Lâm Siêu khẽ mỉm cười, ung dung điều khiển thân thể né tránh, ở trong mắt hắn, mấy ánh huỳnh quang mà lúc trước hắn chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, nhưng lúc này hắn lại có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, giống như là mấy ánh huỳnh quang này đang dừng lại chờ hắn xem xét vậy. 60 giây sau. Chúc mừng ngươi, thông qua sát hạch tốc độ, có thể đi vào tầng tiếp theo bên trong vách tường vang lên âm thanh máy móc. Đôi con người nhỏ như hạt vừng của Lâm Siêu cũng lập tức khôi phục lại như bình thường, lặng lặng chờ đợi truyền tống. Sau khi từ bên trong vách tường chiếu ra ánh sáng trắng, dường như không tới một giây, Lâm Siêu đã mở mắt ra, lần này là một địa phương hoàn toàn khác với những tầng trước, tường ở đây không còn là màu ám bạc nữa, mà được làm từ các khối thủy tinh, khúc xạ ánh sáng ra vô số hình ảnh, từ những hình ảnh khúc xạ này. Lâm Siêu lập tức nhìn thấy hắc quả phụ. Hắc quả phụ cũng đồng dạng nhìn thấy Lâm Siêu, trên khuôn mặt của nàng hiện ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi, ngươi làm sao thông qua? Nàng biết năng lực của Lâm Siêu là tia sáng cùng với tái sinh, còn có máu hoàng kim, nhưng cho dù như thế, cũng không thể thông qua sát hạch thể chất cấp 7 thượng đoạn đi, cách biệt so với thể chất cấp 5 là quá nhiều. Nếu như nàng không trốn vào trong một khoảng thời không khác, căn bản là không có cách nào có thể hoàn thành cái sát hạch biến thái kia. Lâm siêu trừng nàng một cái, lập tức chú ý được ở đây còn có ba người, hai nam một nữ, nữ nhân kia đang cưỡi trên lưng một con cự lan cao 2 mét. Ha, lại có một người châu Á đến đây. Trong lúc Lâm Siêu đang đánh giá thiếu nữ cưỡi cự lan kia, thì có một tiếng cười khàn khàn âm u vang lên, người nói chuyện chính một thanh niên khôi ngô cao khoảng 2 mét, thân thể của hắn to lớn, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng lại không có tóc, đỉnh đầu trọc lóc bóng lưỡng như bóng đèn. Bên trái có khắc một dòng chữ BH9 thô to màu đen. Lâm Siêu tiến hành đánh giá hắn ta, từ hình dáng của hắn có lẽ là người Do Thái, dòng chữ ở trên đầu của hắn nhìn rất quen mắt, dường như trước đây đã gặp ở đâu đó. "Ngươi là Lâm Siêu?" Lúc này, một người thanh niên khác bỗng nhiên mở miệng, hắn tinh tế đánh giá Lâm Siêu, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền lành. "Người này là người Trung Quốc." Lâm Siêu gật đầu thừa nhận, nói, "Ngươi là ai?" "Ha ha, không nghĩ tới Lâm huynh đệ cũng đi đến Bắc Cực." Thanh niên này cười lớn một tiếng, Nói, tại hạ là đại đệ tử bạch hổ đường cổ võ môn, điền bất tận, trước đây không lâu ta đã xem qua phong thái của lâm huynh đệ lúc thủ thành, trên dưới cổ võ môn của chúng ta đều lưu truyền, trưởng môn đã gửi thiệp mời đến căn cứ của huynh đệ. Không biết lâm huynh đệ đã nhận được hay chưa? Sau khi nhìn thấy gương mặt của điền bất tận, lâm siêu liền đoán được hắn quá nữa là đại sư huynh ở trong miệng của hàng lãnh, giờ khắc này hắn cũng không kinh ngạc, hỏi, thiệp mời. Điền bất tận cười nói, xem dáng vẻ của lâm huynh đệ hẳn là do quá mức bận rộn còn chưa kịp coi ta cũng biết một ít nội dung ở trong thiệp mời nghe sư phụ nói nếu như lâm huynh đệ đồng ý gia nhập cổ võ môn của chúng ta có thể trực tiếp nhận được ghế phó đường chủ địa vị của phó đường chủ trong môn của chúng ta chỉ đứng sau bốn đại đường chủ cùng với trưởng môn cùng với mấy vị trưởng lão đời trước có thể tham dự hội nghị của môn phái hơn nữa về sau nếu gặp phải phiền phức chỉ cần gửi một phong thư trên dưới cổ võ môn đều sẽ tận lực giúp đỡ. Nói tới chỗ này, bên trong đôi mắt của hắn lóe ra một tia ước ao khó có thể phát hiện. Lâm Siêu liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu như ta từ chối thì sao? Điền bất tận cứng đờ, không ngờ được Lâm Siêu lại hỏi câu này, thế nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lần thứ hai cười lớn một tiếng, nói, Lâm huynh đệ nói giỡn, mặc dù có từ chối thì cũng không có sao, nếu huynh đệ không muốn gia nhập môn phái chúng ta vẫn có thể kết làm minh hữu, trợ giúp lẫn nhau, bây giờ đám quái vật cùng với hữu thi đã tiến hóa ra năng lực sinh sản, đem một số ít thành thị chiếm làm của riêng, phát triển thế lực của chính mình, nhân loại của chúng ta chỉ có thể đoàn kết mới có hy vọng sống tiếp, huynh đệ nói xem có phải hay không. Lâm Siêu không tỏ rõ ý kiến, trong lòng thầm nghĩ, từ xưa tới nay, hài đồng ba tuổi đều biết đoàn kết chính là sức mạnh, nhưng muốn thực sự đoàn kết lại khó khăn đến bực nào. Điền Bất tận thấy Lâm Siêu trầm ngâm không nói, bên trong mắt lộ ra một ý cười sâu xa, nói: "Chẳng lẽ Lâm huynh đệ đã được cổ môn mời, đồng thời đáp ứng gia nhập vào môn phái của bọn họ?" Lâm Siêu mắt sáng lên, nhìn hắn nói: "Có khi nguyên bản ta lại chính là người cổ môn đó." Điền Bất tận nở nụ cười, nói: "Lâm huynh đệ nói giỡn, mặc dù từ khi tiến vào thời đại vũ khí nóng, cổ võ môn của chúng ta từ từ bị sa sút." Sự lớn mạnh kém xa các triều đại trước thế nhưng vẫn có một số sự việc bất biến con người thời đại nào cũng rất tham lam trong giới thượng lưu của thời đại mới mấy phú ông quan chức cao cấp thậm chí là tổng thống của một quốc gia cái mà bọn họ khát vọng nhất chính là cái gì khà khà đơn giản chính là đồ vật mà trước đây tần thủy hoàng cũng theo đuổi trường sinh bất tử tuy mọi người đều biết trường sinh bất tử là không thể thế nhưng kéo dài tuổi thọ tăng cường thêm mấy chục năm tuổi thọ ai sẽ từ chối đây đặc biệt là những phú ông ngàn tỷ, quan chức cao cấp kia, một đời người chỉ có thể sống ngăn ngắn trăm năm, nếu có thể sống thêm mấy chục năm, mị lực quá to lớn, mà công phu mà cổ võ môn chúng ta luyện tập, lại có thể trợ giúp nhân loại tăng cường tuổi thọ. Điền bất tận nhìn lâm siêu, trong nụ cười có mấy phần tự kiêu, nói, truyền thừa của cổ võ môn chúng ta rất lâu đời, trong lịch sử có rất nhiều danh nhân đã từng xuất hiện từ cổ võ môn, ví dụ như Trương Tam Phong, tuổi thọ là 200 năm, Lúc đó ông ta được xưng là nhân tiên, chính là bởi vì có một ví dụ sống sờ sờ như vậy. Cho nên chúng ta chỉ cần tùy tiện khoe khoang một ít võ thuật thô thiển, ví dụ như phi diêm tẩu bích, cách sơn đã ngưu, liền có thể dễ dàng chiếm được sự tín nhiệm của mấy phú ông cùng với quan chức cao cấp này. Chúng ta sau khi có được những quân cờ này, mặc dù bây giờ là thời đại vũ khí nóng, cổ võ môn chúng ta như cũ vẫn không kém cổ môn, đám người sinh tồn trong góc tối âm u kia. Vì lẽ đó, đừng nghe tên môn phái của chúng ta là cổ võ môn liền tưởng tượng chúng ta giống như mấy nhân vật ở trong phim ảnh ngoan cố không chịu thay đổi cách sống cơ sở ngầm cùng mạng lưới tình báo của chúng ta trải rộng khắp châu á thậm chí là cả toàn cầu của cải trong môn phái của chúng ta có thể mua hai ba cái tiểu quốc gia có thể để cho một tỷ ba trăm triệu người trung quốc ăn uống đến mấy năm hắn thu lại nụ cười ở trên mặt nghiêm túc nhìn lâm siêu nói vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, hơn nữa theo ta nghĩ, thân phận của ngươi rất dễ dàng có thể tra được, chỉ cần tìm được kho lưu trữ dữ liệu của thời đại trước, dùng tên cùng với hình dáng của ngươi, rất dễ dàng có thể tra được. Lâm Siêu đạm mạc nói, vì lẽ đó các ngươi mới biết ta chính là một người bình thường, không có bối cảnh gì. Không sai. Điền Bất tận lộ ra vẻ tươi cười, nói, nói đến cái này, trên dưới cổ võ môn chúng ta đều rất khâm phục huynh đệ một người bình thường lại có thể đạt được thành tựu như vậy quả thực là một kỳ tích lâm siêu khẽ mỉm cười trong nụ cười có mấy phần ý vị chỉ có mình mới hiểu được khâm phục thì không chắc đố kỵ thì có bởi vì tâm tính của nhân loại ác ý thường dễ dàng xuất hiện hơn thiện ý chờ đến khi gia nhập vào cổ võ môn bọn họ sẽ tìm biện pháp đào móc bí mật của hắn dù sao nếu không có bí mật gì một người bình thường nếu có thể sống sót qua tai nạn kinh khủng như vậy đã rất không dễ dàng rồi huống hồ lại còn trưởng thành đến một mức độ như hôm nay. Tuy nhiên, bí mật của chính hắn, đơn giản chỉ là vì có được ký ức của hai kiếp sống, một khi bộc lộ ra bí mật hắn sống lại từ kiếp trước, phỏng chừng sẽ có vô số phiền phức cuốn lấy hắn. Dù sao, thế lực biết lai lịch của hắn, chắc là chỉ có nền văn minh Maya mà thôi, hơn nữa còn bị bọn họ xếp vào bên trong danh sách phải giết. Nếu như có một cổ anh hùng Maya nào đó gặp phải hắn, Muốn giết chết hắn đơn giản như là bóp chết một con kiến mà thôi. Ha, cổ võ môn. Thanh niên Khôi Ngô lúc trước mở miệng cười lạnh một tiếng, có mấy phần cười nhạo cùng với không đồng tình. Điền bất tận sầm mặt xuống, nói, làm sao, ngươi có ý kiến gì? Ta đâu có nói là ta có ý kiến gì. Thanh niên Khôi Ngô nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng, ngoài miệng nói không có, nhưng bên trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ đến người mù cũng có thể nhìn thấy điền bất tận ánh mắt âm trầm hít vào một hơi thật sâu chậm rãi buông nắm đấm ra cười lạnh nói nếu như ta nhìn không nhầm ngươi hẳn là người cải tạo sinh hóa do nước đức bí mật nghiên cứu chế tạo ra đi không ngờ được sinh vật lai tạp nửa người nửa thú như ngươi cũng biết nói tiếng người người cải tạo sinh hóa lâm siêu mắt sáng lên liếc mắt nhìn tên thanh niên khôi ngô này chẳng trách trên đầu của hắn lại có dòng chữ quen thuộc như vậy ở kiếp trước hắn đã từng thấy ở trên tinh võng dòng chữ này chính là ký hiệu đặc biệt mà nước đức đánh dấu lên những người cải tạo sinh hóa hơn nữa con số ở trong dòng chữ đại biểu cho thứ tự thí nghiệm của hắn thanh niên khôi ngô nghe thấy điền bất tận châm chọc cũng chỉ nhếch miệng nở nụ cười nửa điểm tức giận cũng không có trái lại còn thay đổi giọng nói âm u khàn khàn thành một giọng nói thành khẩn cùng với ôn hòa nói ngươi sẽ chết điền bất tận cười ha ha nói ta sợ quá ta thật sự rất sợ Thanh niên Khôi Ngô cười tủm tỉm không lên tiếng nữa, mà khe khẽ huýt sáo thể hiện tâm tình vui sướng của mình. Điền Bất tận cười lạnh một tiếng, không thèm để ý dáng vẻ giả thần giả quỷ của thanh niên Khôi Ngô, quay đầu hướng về phía Lâm Siêu tiếp tục nói, đừng để ý tới loại người nửa người nửa thú này nữa, Lâm huynh đệ nếu có hứng thú, hãy cân nhắc gia nhập vào cổ võ môn của chúng ta, lúc này có người ngoài ở đây. Ta tạm thời chỉ có thể tiết lộ được một ít tin tức như vậy, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ chắc chắn sẽ không để cho ngươi phải thất vọng. Lâm Siêu khẽ gật đầu, mặc dù hắn không muốn gia nhập, nhưng cũng không cần thiết phải đắc tội người ta. Trước tiên các ngươi vẫn nên suy nghĩ biện pháp làm sao để rời khỏi nơi này đi, có thể còn sống đi ra ngoài đã là tốt lắm rồi, đàm luận về những vấn đề kia, có phải là quá không cần thiết hay không? Hắc Quả phụ lạnh nhạt nói. Điền Bất Tận nhìn nàng một cái, cũng không có châm biếm lại giống như thanh niên khôi ngô, mà khẽ gật đầu, thở dài nói: nàng nói cũng đúng hắn nhìn thấy lâm siêu đánh giá chu vi xung quanh còn chưa biết tình cảnh hiện nay của mình lúc này hắn hướng về phía lâm siêu nói tầng này không giống với mấy tầng khác xung quanh không hề có một khu sát hạch nào hoàn toàn là một tầng tháp bị phong bế phỏng chừng là ở đây có ẩn giấu một loại cơ quan nào đó nếu như không tìm được sẽ bị vây ở chỗ này lâm siêu ngây ngẩn liếc mắt nhìn vẻ mặt của ba người còn lại liền biết rằng điền bất tận hẳn là không có nói dối hắn nhíu mày nói, vậy chúng ta hợp lực dùng sức mạnh phá ra một con đường thôi. điền bất tận cười khổ một tiếng, nói, cái biện pháp này, vừa nãy vị kia từng thử, thế nhưng lại không có hiệu quả gì, vách đá ở đây phỏng chừng so với chiến giáp cấp S còn cứng hơn, căn bản không có cách nào phá ra được. Lâm siêu liếc mắt nhìn hắc quả phụ, nói, ngươi cũng không phá ra được sao. Hắc quả phụ nhìn thấy Lâm Siêu có ý định bại lộ đẳng cấp chủy thủ của nàng, tức giận lường hắn một cái, nói, sao ngươi không dùng cây thương của mình thử xem? Lâm siêu nhíu mày, không ngờ được nàng lại dám phản kích, bất quá sau khi đánh giá tình hình ở nơi đây, lập tức hiểu được, ở đây hắn sẽ không làm gì được hắc quả phụ. Một khi bọn họ giao thủ, ba người ở bên cạnh tuyệt đối sẽ làm ngư ông đắc lợi. Cảm nhận được ánh mắt của thiếu nữ cưỡi cự lan cùng với thanh niên khôi ngô rơi vào trên thanh cổ thương của mình, Lâm siêu biết ẩn giấu cũng vô dụng, cầm cổ thương lên đâm một cái vào một cái vách tường. Công! một tiếng ma sát kim loại như tiếng chuông reo vang lên mũi thương va chạm vào vách tường dĩ nhiên lại chỉ có thể tạo ra một vết xước nhỏ bé chờ sau khi mũi thương rút ra vết xước khẽ lay động một cái dĩ nhiên lại lập tức khôi phục lại như bình thường đây là loại kim loại gì thế lâm siêu có chút giật mình đây là loại vật chất lần đầu tiên mà thanh cổ thương của hắn không thể tạo ra được thương tổn tuy rằng linh năng của cổ thương vẫn chưa có tỉnh lại nhưng trình độ sắc bén của bản thân thanh cổ thương cũng không phải là một thanh vũ khí cấp S có thể so sánh. Bởi vì tốc độ khôi phục của vách tường quá nhanh, mấy người ở chung quanh cũng không nhìn thấy được dị dạng gì, thấy thanh cổ thương của Lâm Siêu cũng không làm gì được vách tường. Bên trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, cũng không tiếp tục quan tâm nữa. Hắc quả phụ bên trong mắt lộ ra một tia tiết hận, nàng ước gì Lâm Siêu có thể đâm thủng được bức tường, gây ra lòng tham lam của mọi người, sau đó nhân cơ hội quạt gió thổi lửa, cùng mọi người đánh cướp Lâm Siêu, nhưng không ngờ được độ cứng cáp của bức tường lại vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Nàng là người biết rõ sự lợi hại của thanh cổ thương này. Có thể dễ dàng đâm thủng chiến giáp cấp S giống như đâm vào đậu phụ vậy. Ngươi cũng đến thử xem. Lâm siêu thu hồi cổ thương, hướng về phía hắc quả phụ nói. Hắc quả phụ trừng lâm siêu một cái, bất quá sau khi biết độ cứng của bức tường, nàng cũng không có cái gì phải lo lắng, giơ chủy thủ vạch tới một phát, ở trên bức tường hiện ra một vết xước nhỏ như cọng tóc, sau đó bức tường lại trong nháy mắt khôi phục, nếu như không nhìn chằm chằm vào căn bản không có cách nào có thể thấy được vết xước. Cũng không được, quá cứng rồi. Hắc quả phụ khẽ cao mày, lẽ nào thật sự bị vây chết ở chỗ này? Hoặc có thể nói, mục đích của tòa kim tự tháp hàng băng này, chính là đem tất cả mọi người tiến vào đây nhốt lại. Đây là một cái nhà tù. Thanh niên khôi ngô dùng hai tay ôm đầu, lãnh đạm nói, khuôn mặt vô hỉ vô bi, tự hồ như hoàn toàn không để ý tới sinh tử. Lâm siêu cao mày, tuy rằng nhát thương vừa nãy của hắn không dùng bao nhiêu lực, thế nhưng coi như hắn có ra tay toàn lực, phỏng chừng cũng không thể tạo ra được bao nhiêu thương tổn, hơn nữa tốc độ khôi phục của cái bức tường này lại quá nhanh, coi như là kim loại hiếm thấy ở kiếp trước, cũng không thể có tốc độ khôi phục nhanh như vậy được. Bầu không khí bên trong tầng tháp thủy tinh liền rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Điền bất tận, hắc quả phụ, cùng với thiếu nữ cưỡi cự lan đều đang quan sát bức tường tiến tới giơ tay gõ gõ vào bức tường hy vọng có thể tìm được biện pháp phá giải các ngươi ai là người tiến vào đây đầu tiên lâm siêu đột nhiên hỏi mọi người sững sờ thanh niên khôi ngô giơ tay chỉ về thiếu nữ cưỡi cự lan nói là nàng ta là người thứ hai tiến vào sau khi đi vào liền nhìn thấy nàng đứng ở đây thiếu nữ cưỡi cự lan thần sắc lãnh đạm từ trên cao nhìn xuống lâm siêu nói là ta có chuyện gì sao? Lâm siêu bình tĩnh nói, lúc ngươi đi vào nơi này không có ai hay sao, ví dụ như có mùi của người khác lưu lại, mũi của cự lan chắc là phải rất thính chứ. Đương nhiên, thiếu nữ cưỡi cự lan thần sắc hờ hững, nói, mặc dù là mùi của đồ vật ở ngoài ngàn dặm cũng có thể nghe được, lúc ta đi vào nơi này, nơi này không hề có bất cứ mùi của sinh vật nào. Lâm siêu khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hắc quả phụ con ngươi chuyển động, khẽ cười nói, xem thử xem trước nàng còn có ai ở đây nữa hay không nói xong nàng phất tay một cái khoảng không gian ở trước mặt của nàng liền hiện ra mấy bóng người mấy bóng người này cũng nhanh chóng biến hóa giống như là tua ngược vậy từng người từng người biến mất đi chỉ còn lại một mình bóng người của thiếu nữ cưỡi cự lan rất nhanh bóng người của thiếu nữ cưỡi cự lan cũng biến mất khỏi nơi này thể hiện thời điểm mà nàng còn chưa tiến vào tầng tháp này sau khi trải qua bảy 8 giây vẫn không có nhìn thấy ai, hắc quả phụ thả hai tay xuống, lắc đầu nói, không có ai. Lâm siêu nhìn nàng một cái, không ngờ được nàng không đánh đã khai ra năng lực của chính mình, cái này không giống như nàng đang diễn xuất, trừ phi năng lực của nàng đã bị mọi người ở đây phát hiện, tiếp tục ẩn giấu cũng không cần thiết, hoặc là bản thân nàng cũng muốn tận mắt nghiệm chứng lời nói của thiếu nữ cưỡi cự lan. Nói như vậy, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra băng cung. Lâm siêu hướng về phía thiếu nữ cưỡi cự lan hỏi thiếu nữ cưỡi cự lang đạm mạc nói ta đúng là người đầu tiên tiến vào nhưng nơi này không phải là băng cung không biết ai là người đã tìm tới cửa băng cung gọi ra tòa kim tự tháp hàng băng này hay là chúng ta đã tiến vào sai chỗ đúng như tên kia từng nói đây chính là một cái nhà tù lâm siêu khẽ lắc đầu không đồng ý với câu nói này nếu như tòa kim tự tháp hàng băng này tạo ra là để giết chết bọn họ bằng vào thủ đoạn của kẻ chế tác ra tòa kim tự tháp này có rất nhiều biện pháp có thể làm được mà sẽ không đem bọn họ vây ở đây, trừ phi kẻ chế tạo tòa kim tự tháp này là một tên biến thái, có sở thích giam cầm người khác. Tất cả mọi người đều trầm mặt không nói chuyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khi liên tục thí nghiệm đều không có kết quả, đã dập tắt sự nôn nóng trong lòng của mọi người, tuy nhiên phàm là những người đến được nơi này đều có tâm trí cứng cỏi, trải qua quá nhiều sinh tử đau khổ, vì lẽ đó vẫn có thể bảo trì sự trầm mặt của mình đến hiện tại, nếu như là tiến hóa giả phổ thông phỏng chừng giờ khắc này đã nôn nóng chửi ầm lên hoặc là đánh phá lung tung bức tường hao tổn hết thể năng của mình bên trong bầu không khí trầm mặc ngột ngạt không có một tiếng động này thời gian trôi qua rất nhanh chóng lâm siêu là kiểu người cô độc ngồi trên một khoảng trống tương đối an toàn cũng không có dựa lưng vào bức tường để tránh khỏi việc ở trên tường có cơ quan gì đó bắn ra mà hắn lại không kịp phản ứng ngồi xếp bằng trên mặt đất lâm siêu cũng không vội vã hắn cướp đoạt được rất nhiều những không gian bên trong có rất nhiều đồ ăn, hơn nữa bên trong những không gian của hắn, sau khi rời khỏi căn cứ thì hắn đã đem theo lượng đồ ăn cho một năm, hắn so với bất luận người nào đều hiểu rõ hơn tầm quan trọng của đồ ăn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, bỗng nhiên có một đoàn ánh sáng màu trắng xuất hiện, ở phía trước mọi người xuất hiện một bóng người, rõ ràng là Agaret. Agaret sau khi xuất hiện liền lập tức quan sát chu vi xung quanh, sau khi nhìn thấy thiếu nữ cưỡi cự lan, liền thay đổi sắc mặt, khi nhìn thấy Lâm Siêu cùng với Hắc Quả Phụ, hắn liền sầm mặt lại, không nói hai lời liền lấy những không gian của mình ra, từ bên trong lôi ra một người, chính là Buxmantec. Buxmantec mới vừa rơi trên mặt đất, còn chưa kịp thở dốc, bên trong bức tường thủy tinh bỗng nhiên vang lên một âm thanh máy móc lạnh lẽo, phát hiện người nhập cư trái phép, xóa bỏ. Thanh âm này vô cùng đột ngột, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, đã nhìn thấy từ bên trong bức tường đột nhiên bắn ra một tia sáng màu tím lấy tốc độ âm thanh bắn ra, chỉ để lại ở trong con ngươi của mọi người một tia tàn ảnh. Phốt Bersman bị ánh sáng màu tím bắn trúng, khuôn mặt của hắn hiện ra sự sợ hãi, còn chưa kịp giải dụa, thân thể bỗng nhiên bị phân giải, biến thành vô số các hạt bụi nhỏ, từ đầu đến chân biến thành tro bụi. Agareth con ngươi co rụt lại, bên trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Lâm siêu cùng với mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt, trong mắt lóe ra sự hồi hộp, vừa nãy chùm ánh sáng màu tím này xuất hiện cực kỳ đột ngột tốc độ cực kỳ nhanh ở đây không có bất kỳ người nào dám nói mình có thể kịp phản ứng đồng thời tiến hành tránh né mặc dù thể chất của có tăng thêm vài lần nữa cũng không được đây tuyệt đối là siêu vũ khí khoa học kỹ thuật hàng đầu lâm siêu sau khi hết hoảng sợ lập tức nhớ lại lời nói máy móc vang lên từ trong bức tường phát hiện người nhập cư trái phép xóa bỏ quả nhiên kẻ chế tạo ra tòa kim tự tháp này mục đích cũng không phải là làm một cái nhà giam, mà là có một mục đích khác. Lâm siêu ánh mắt lấp lóe, bớt mang tép từ trong những không gian đi ra, nên bị đánh giá là người lén vào nơi này, cho nên mới bị hủy diệt, bởi vì đã vi phạm quy củ ở tầng này. Điều này cũng nói rõ, tầng này chỉ dung nạp những người nào tự thân thông qua sát hạch của tầng trước, không giống như mấy tầng khác, hơn nữa, tuyệt đối không phải chỉ cần thông qua sát hạch ở tầng trước lâm siêu nghĩ đến thí luyện ở mấy tầng trước âm thanh máy móc luôn vang lên là người hợp lệ chỉ những người hợp lệ mới có thể tiến vào trong tầng tháp thủy tinh này từ mặt chữ ý tứ không khó lý giải bọn họ được lựa chọn để làm một cái nhiệm vụ nào đó hoặc là chuẩn bị tiến hành một tràng sát hạch tiếp theo chỉ là không biết sau khi thông qua sát hạch có thể nhận được cái gì hơn nữa tầng này sát hạch cái gì lẽ nào là sát hạch sức chịu đói hoặc là ai có tố chất tốt nhất có thể chịu đựng được sự giam cầm cùng với sự cô độc. Lâm siêu rơi vào trong trầm tư. Lúc này, mấy người khác đã phục hồi lại tinh thần, hắc quả phụ bên trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị, không dám tùy ý giống như lúc trước nữa, vạn nhất kích hoạt cơ quan gì đó, treo chọc đến tia ánh sáng màu tím kia, mặc dù nàng có thể trốn vào một khoảng thời không khác, nhưng cũng phải có hội phản ứng lại mới được. Nàng nhìn khuôn mặt tái xanh âm trầm của Agaret, trong lòng lộ ra một tia vui vẻ, cười tủm tỉm nói, Chà, đây không phải là lão nhị của sở la môn hay sao ta còn tưởng rằng ngươi còn đang tiếp tục trốn đi cơ đấy agareth bên trong mắt lộ ra sát ý lão nhị tuyệt không phải là một cách gọi tao nhã đặc biệt là từ giọng điệu miệt thị từ trong miệng của một người phụ nữ phát ra nam nhân tu dưỡng cao đến đâu cũng sẽ phải phẫn nộ hắn dù sao cũng là sát thủ hàng đầu đừng nói là bị ngôn ngữ sỉ nhục cho dù có người thật sự muốn chém đứt lão nhị của hắn hắn đều có thể khống chế sự kích động của mình sau đó lựa chọn thời cơ phát ra một đòn trí mạng nhất vì lẽ đó hắn rất nhanh liền che giấu sát ý cùng với sự phẫn nộ của chính mình một người thông minh chắc chắn sẽ không để cho người khác đoán được suy nghĩ từ vẻ mặt của mình sau đó hắn liền lộ ra vẻ tươi cười thần thái ôn hòa nói mới một lúc không thấy tiểu quả phụ đã nhớ ta rồi sao thắt quả phụ nụ cười càng nồng hơn âm thanh điềm đạm nói Ta nếu nhớ cũng phải nhớ 72 vị ma thần của các ngươi, thứ hai cùng với thứ 100 cũng không có gì khác biệt. Muốn làm cho ta nhớ ngươi, ngươi còn phải hảo hảo nỗ lực nhiều hơn đấy. Agaret khẽ cười một tiếng, cũng không muốn tiếp tục cãi nhau với nàng, hắn quay đầu hướng về phía thiếu nữ cưỡi cự lan nói, ngươi chính là đại nguyệt lan của lan tộc phải không? Thiếu nữ cưỡi cự lan lãnh đạm nhìn hắn, nói, sở la môn các ngươi chỉ phái có một mình ngươi tới thôi hay sao? Agaret cười nhạt một tiếng, nói, có một mình ta là đủ rồi. Thiếu nữ cưỡi cự lan lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng nữa, không có phản bác cũng không có tỏ ra thái độ gì, giống như ở trước mặt nàng đã không còn sự tồn tại của người này nữa. Hắc quả phụ cười lên, khanh khách, giống như tiếng chuông ngân, nhìn thấy Agareth bị ăn quả đắng ở trước mặt vị Nguyệt Lan được xưng là người lan tộc kiệt xuất nhất trong một ngàn năm qua. Thực sự so với việc chiếm được một cái chiến giáp cấp S nàng còn vui vẻ hơn lâm siêu thu hồi tâm tư hướng về phía hắc quả phụ nói cái gì gọi là nguyệt lan lời này vừa nói ra mấy người ở đây đều quay đầu nhìn lại bao gồm cả bản thân thiếu nữ cưỡi cự lan nàng chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái sau đó liền thu về điền bất tận khẽ mỉm cười hướng về phía lâm siêu nói đối với lan tộc ở châu âu ta có nghe qua nghe nói là bọn họ là nhân loại đặc thù lưu truyền từ thời cổ đại đến nay gian của bọn họ so với người thường cũng không giống nhau đây là một gia tộc có truyền thừa lâu đời, mặc dù không lâu đời bằng cổ võ môn chúng ta. Thế nhưng thế lực của bọn họ cũng cực kỳ khổng lồ, mà Nguyệt Lan chính là một danh xưng ở trong lan tộc, thông qua chém giết thu được tên gọi mạnh nhất. Hắn liếc mắt nhìn thiếu nữ cưỡi cự lan, trong âm thanh có một tia quái lạ, nói, nói đến mới nhớ, mỗi một người lan tộc được gọi là Nguyệt Lan, nhất định phải cả đời sống cô độc, không thể kết đôi với người nào khác, nếu không sẽ bị mất đi sức mạnh, không biết lời đồn đại này là thật hay giả. Lâm siêu nhìn thấy khóe mắt của hắn hiện ra một tia tham lam, chân mày khẽ nhíu lại, đâm chiêu nhìn thiếu nữ cưỡi cự cử lan, nói như vậy, nếu như lời đồn đại này là thật sự, ngược lại cái này lại là một nhược điểm trí mạng của lan tộc, chỉ cần nghĩ biện pháp kết hợp cùng với nàng, liền có thể phế bỏ được chiến lan mạnh nhất của lan tộc. Bất quá, lan tộc tất nhiên cũng sẽ ý thức được điểm ấy, làm ra rất nhiều biện pháp bảo vệ thiếu nữ cưỡi cự lan lãnh đạm nhìn điền bất tận âm thanh mát lạnh như băng nói ngươi muốn chết sao điền bất tận thay đổi sắc mặt gượng cười nói đương nhiên là không muốn thiếu nữ cưỡi cự lan hờ hững nhìn hắn nói ngươi nói sai một điểm lịch sử của lan tộc chúng ta so với cổ võ môn của các ngươi còn muốn lâu đời hơn nhiều lắm lúc tổ sư của các ngươi còn chưa ra đời đã tồn tại điền bất tận lạnh nhạt nói ngươi biết tổ sư của chúng ta là ai hay sao thiếu nữ cưỡi cự lan hờ hững nói không phải là vì ở kỷ thứ tư kia hay sao là người của nền văn minh viêm hoàng phụ thuộc nền văn minh atlantis đó sao điền bất tận biến sắc mặt nhưng lập tức cười lạnh một tiếng nói ngươi cũng nói sai một điểm thiếu nữ cưỡi cự lan nói ồ điền bất tận cười lạnh nói nền văn minh viêm hoàng của chúng ta không trở thành một phần kết minh chủ chốt của kỷ thái dương thứ tư không phải vì sức chiến đấu của chúng ta không đủ mà là do các tiền bối của chúng ta trước khi bạo phát tai họa đã nỗ lực ngăn cản tai họa xảy ra chết trận vô số cho nên mới lưu lạc thành một nền văn minh phụ thuộc trong kỷ thái dương thứ tư thiếu nữ cưỡi cự lan đạm mạc nói thật không những việc này ta không muốn để ý ngươi muốn nói thế nào thì kệ ngươi thế nhưng ngươi phải quản thật kỹ cái miệng của ngươi ta sẽ không cho ngươi thêm một cơ hội thứ hai đâu điền bất tận cười lạnh một tiếng tỏ ra vẻ kiêu căng tự hồ như không ý kỵ sự uy hiếp của nàng, nhưng lại không tiếp tục mở miệng phản bác. Lâm Siêu nghe thấy hai người nói chuyện, trong lòng hơi động, đại danh của nền văn minh viêm hoàng ở kiếp trước hắn đã nghe qua vô số lần, đây là một nền văn minh cực kỳ đáng sợ, mà Trung Quốc chính là mảnh đất mà nền văn minh viêm hoàng đã từng sinh tồn, tất cả mọi người ở Trung Quốc đều có thể được coi là hậu duệ huyết thống của nền văn minh viêm hoàng. Trong mỗi một kỷ thái dương, đều có một phần kết minh, phần kết minh chính là liên minh của các nền văn minh mạnh nhất đương đại giống như là liên hiệp quốc ở thời đại trước mỗi một thành viên đều nắm giữ một phiếu phủ quyết quyền lợi mà các nền văn minh còn lại đều chỉ được tính là nền văn minh phụ thuộc ví dụ như thành viên chủ chốt phần kết minh ở kỷ thái dương thứ nhất chính là nền văn minh của cự nhân mãi cho đến kỷ thái dương thứ tư phần kết minh là nền văn minh atlantis bất quá những việc này lâm siêu cũng không muốn để ý tới lúc này chỉ cần có một tia hy vọng cũng sẽ không buông bỏ sự đấu tranh. Hô! Đúng lúc này, trong không gian lại xuất hiện một đoàn ánh sáng, tiếp tục truyền tống ra một bóng người. Đây là một thiếu niên Bắc Mỹ, da thịt trắng nõn, con mắt có màu nâu ôn hòa, khóe miệng mang theo một nụ cười, phản phất giống như một bé trai yêu đời vậy, tràn ngập ánh mặt trời ấm áp. Ô! Thiếu niên Bắc Mỹ ngạc nhiên nhìn đám người lâm siêu, tự hồ như không ngờ được, có thể thông qua được sự sát hạch biến thái ở tầng trước dĩ nhiên lại có nhiều người như vậy. Thanh niên khôi ngô cạc cạc nở nụ cười, phát ra âm thanh âm trầm nói, lại có một người xui xẻo tới, nhìn ngươi phấn nộn như thế, tiểu tử, nếu ngươi không nói ra tuổi tác thật của mình, ta liền thật sự coi ngươi là một thằng nhóc đấy. Thiếu niên Bắc Mỹ không vui liếc mắt nhìn hắn, nói, ta mới không phải là đứa nhỏ, ta năm nay đã 16 tuổi, đã có thể căn cứ hợp pháp. Hóa ra thật sự là một tiểu tử. Thanh niên khôi ngô cạc cạc nở nụ cười, nói tiểu tử ngươi là ai theo ta được biết ở bắc mỹ ngoại trừ gia tộc tri chu lan tộc cùng với sở la môn sẽ không còn có những tổ chức khác đi chẳng lẽ ngươi lại là một sát thủ đơn độc thiếu niên nhíu mày nói ta không hiểu ngươi đang nói cái gì người cải tạo sinh hóa cười lạnh một tiếng nói có thể tới nơi này ngoại trừ vị này chính là một người có vẻ như là người bình thường không lẽ ngươi cũng chỉ là một người bình thường hay sao hắn nói vị này hiển nhiên chính là lâm siêu thiếu niên nhún vai nói không thể sao nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha